New York là một trung tâm tài chính, kinh tế, một thành phố lớn, một thành phố có bến cảng lớn, nhiều dân cư, đồng thời nó cũng là thành phố lớn trên thế giới. Nhất cử nhất động của nó có thể ảnh hưởng tới nước Mỹ, thậm chí toàn thế giới. Vì nguyên nhân này nên New York khác với những thành phố du lịch nhỏ, thanh bình, ấm áp, sôi động và khát vọng hơn nhiều. 2 giờ chiều, đường út không có đông đúc, ồn ào, náo nhiệt nhưng những quán cà phê hai bên đường khá đông khách. Những khách hàng ở đây phần lớn tới từ khắp thế giới. Bọn họ tới đây thưởng thức hương vị cà phê thơm ngon cùng với phong cảnh, nhân tình thế thái. Lâm Hoán Khê bước xuống taxi, nàng khép chặt tà áo gió, bước đi về phía đầu đông của con phố. Chiều nay ánh nắng rực rỡ, gió không mạnh nhưng nàng vẫn có cảm giác giá lạnh. Cảm giác rét lạnh này phát ra từ trong xương tủy, cho dù có mặc nhiều quần áo cũng không thể ngăn cản nổi. Tay, chân nàng lạnh lẽo. Từ tối qua, sau khi nhận được cú điện thoại đó, chúng vẫn ở trạng thái đó, cho dù Tần Lạc đã xoa bóp cả đêm cho nàng, chúng vẫn không ấm lên. Thế nhưng bước chân nàng cực kỳ kiên định. Nàng muốn gặp bà ấy. Nàng có chuyện muốn hỏi bà. Bà ấy trả lời, sau đó thì sao? Nàng không biết. Hai người là mẹ con, hai người thất lạc nhau đã nhiều năm. Khi hai người gặp mặt nhau, liệu có màn ôm nhau khóc thảm thiết không? Bà ấy có theo mình về nước không? Hay là bà ấy sẽ yêu cầu mình tới nhà bà làm khách? Trong đầu Lâm Hoán Khê hiện lên vô số tình huống khi hai người gặp nhau thế nhưng cho tới tận lúc này nàng biết tất cả đều không phù hợp. Bà ấy sẽ không theo mình về nước, mình cũng sẽ không tới nhà bà ấy làm khách. Đương nhiên bà ấy cũng sẽ không mời mình. Đây là mối quan hệ cực kỳ quái lạ. Hai người không giống như mẹ con mà giống như kẻ thù hơn. Nếu như tất thảy quả thực giống như bà ấy nói. Lâm Hoán Khê thầm nghĩ. Vậy hãy để bà ấy vĩnh viễn biến mất trong lòng mình. Đường út là một phố cà phê nổi tiếng New York, chính vì vậy Lâm Hoán Khê không thể ngay lập tức tìm thấy quán California, nơi hai người đã hẹn gặp nhau. Thế nhưng Lâm Hoán Khê hoàn toàn không nóng vội. Đi trên nền vỉa hè bằng phẳng, mịn bằng đá cẩm thạch, quan sát, đánh giá các quán cà phê hai bên đường. Tâm trạng Lâm Hoán Khê vô cùng thoải mái, thậm chí nàng còn hy vọng cứ đi mãi như này. Quán cà phê California. Lâm Hoán Khê đã học 3 năm ở nước Mỹ. Khả năng tiếng Anh của nàng rất tốt, chính vì vậy nàng vẫn dễ dàng nhận ra quán cà phê California nhỏ bé nằm giấu mình ở giữa hai quán cà phê rộng rãi. Tấm biển quán cà phê California màu đỏ nhìn rất chướng mắt khiến Lâm Hoán Khê thực sự không thoải mái, nàng mơ hồ cảm thấy lo lắng. Nàng đẩy cửa đi vào trong, đưa mắt quan sát xung quanh. Không có bồi bàn tới nghênh đón, đây chính là nét đặc sắc của quán cà phê này. Bạn hãy lựa chọn chỗ ngồi cho mình. Sẽ có bồi bàn đưa danh mục đồ uống tới. Lâm Hoán Khê nhìn một lượt, không nhìn thấy người mình muốn gặp. Vì vậy Lâm Hoán Khê đi tới ngồi xuống ghế ở góc, hơn nữa nàng còn gọi một ly nước trái cây ép. Trước kia nàng thích uống cà phê sữa. Từ khi quen biết Tần Lạc, nàng bắt đầu thích uống trà, thích uống nước sôi, hay uống nước trái cây. Khi nước trái cây được chuyển tới, một người phụ nữ giống như U Linh nhẹ nhàng đi tới. Người phụ nữ xuất hiện bất ngờ, tới khi Lâm Hoán Khê ngẩng đầu nhìn, bà đã ngồi xuống ghế đối diện với nàng. Lâm Hoán Khê nhìn người phụ nữ cũng nhìn Lâm Hoán Khê. Tái nhợt, gầy gò. Đây là ấn tượng đầu tiên của Lâm Hoán Khê về người phụ nữ. Lạnh lùng, cay độc. Đây chính là suy nghĩ của Lâm Hoán Khê khi nhìn sắc mặt và ánh mắt của người phụ nữ. Khi gặp con gái mình, sắc mặt người phụ nữ không chút kích động, ánh mắt không tình cảm. Đúng như nhân viên phòng thí nghiệm không quen biết kia đã nói. Bà chỉ mặc bộ quần áo nghiên cứu màu trắng, cho dù đi gặp con gái mình, bà vẫn mặc bộ quần áo này. Tóc ngắn, mắt đeo kính. Cũng may nếu như chiếc áo choàng màu trắng không sạch sẽ, người khác sẽ nghĩ bà là một người ăn mày. Một cảm giác rất kỳ lạ. Khi bà còn chưa xuất hiện, Lâm Hoán Khê vẫn lo lắng mình sẽ không làm chủ được bản thân, nàng còn đang suy nghĩ về thái độ cư xử với bà. Tới khi bà xuất hiện ngồi trước mặt mình, cuối cùng Lâm Hoán Khê không cần suy nghĩ tự hỏi về vấn đề này nữa bởi vì bà đã làm gương cho nàng. Cô rất vô tình. Người phụ nữ nói. Đương nhiên người phụ nữ lên tiếng trước, hơn nữa còn nói nguyên một câu như vậy. Lâm Hoán Khê cười. Cười rất vui vẻ bởi vì nàng cảm thấy câu nói này rất buồn cười. Bà cũng vậy. Lâm Hoán Khê trả lời. Xem ra lời đồn đại là thật. Người phụ nữ nói. Ánh mắt bà nhìn chằm chằm vào mặt Lâm Hoán Khê không chớp. Lời đồn đại gì?
rất nhiều. Người phụ nữ không có ý định giải thích cho con gái của mình. Cô tới tìm tôi. Đúng vậy. Lâm Hoán Khê nói. Có việc. Trước kia có. Bây giờ. Bây giờ chỉ muốn biết một câu trả lời. Hỏi đi. Không biết có phải vì gen ghen tuông mà bình thường Lâm Hoán Khê rất ít khi trò chuyện. Lâm Tử, người sinh ra nàng cực kỳ ít nói. Nếu như ánh mắt có thể hiểu được, bà rất ít khi lên tiếng. Bức ảnh đó, có phải do chính bà up lên không? Lâm Hoán Khê hỏi, mặc dù nàng không còn quan tâm tới điều đó nhưng nàng vẫn không hy vọng người chọc đao vào sau lưng mình chính là người này. Đúng. Người phụ nữ thản nhiên nói. Nói xong người phụ nữ ngừng lại chốc lát rồi nhếch miệng cười, để lộ hai hàm răng vàng khè. Lâm Hoán Khê thầm nghi ngờ. Liệu có phải bà ấy thậm chí không cả đánh răng mà chỉ dùng nước bọt để làm sạch không? Cô rất đau lòng sao? Không. Vẻ bi thương chợt lóe lên trên gương mặt Lâm Hoán Khê rồi biến mất. Nàng nói. Chỉ hơi bất ngờ thôi. Cái gì ngoài ý muốn? Bất ngờ là bà. Tại sao không thể là tôi? Tại sao lại là bà? Tại sao không thể là tôi? Bà có bệnh. Lâm Hoán Khê nói. Nếu như bà ấy không có bệnh. Một người phụ nữ bình thường sao có thể ra tay làm hại chính con gái của mình? Tôi không bị bệnh. Người phụ nữ nói. Cô muốn giải quyết sự việc, tôi giúp cô. Đây không phải là chuyện một người mẹ nên làm sao? Mẹ! Chẳng lẽ không đúng? Bà không xứng. Tôi đồng ý. Người phụ nữ cũng chẳng phản bác lời nói của Lâm Hoán Khê. Từ góc độ nghĩa vụ, quả thật tôi không xứng nhưng từ gen di truyền mà nói, tôi xứng. Lâm Hoán Khê cầm ly nước trái cây trên bàn, hắt qua. Nước trái cây màu đỏ bắn tung tóe lên mặt người phụ nữ. Có người nhìn thấy cảnh này, kêu lên kinh ngạc. Nhân viên phục vụ vội cầm khăn tới giúp lau dọn. Bây giờ ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung vào hai mẹ con thế nhưng hai người lại hồn nhiên như không nhận ra. Lâm Hoán Khê cầm chiếc ly không, ngồi yên không nhúc nhích. Người phụ nữ cũng ngồi yên không nhúc nhích nhìn Lâm Hoán Khê. Giống như Lâm Hoán Khê không phải là người mới hắt nước vào người bà, ngay cả nước trái cây bắn lên kính mắt, bà cũng không lau đi. Bà đúng là một quái nhân. Không cần, không nên tức giận. Người phụ nữ nói, bà giơ tay nhận chiếc khăn bông của nhân viên phục vụ, lau nước hoa quả trên mặt, nói. Tức giận chứng minh cô đang quan tâm. Tôi công nhận, trước khi bà xuất hiện tôi còn quan tâm. Cuối cùng giọng nói của Lâm Hoán Khê thản nhiên tới cực độ. Gần như là lạnh lùng, tàn khốc. Tôi còn muốn tâm sự với bà, tôi nghĩ có phải giữa chúng ta có hiểu lầm hay không? Tôi nghĩ tất cả đều không có liên quan gì tới bà. Thậm chí tôi còn nghĩ xem liệu bà có thể cùng về nước với tôi không? Lâm Hoán Khê nhìn người phụ nữ như người xa lạ, như trong trí nhớ của mình hoàn toàn chưa có gương mặt này. Nàng nói, bây giờ tôi hoàn toàn không cần nữa, thậm chí tôi còn không biết bà là ai. Vậy thì tốt rồi. Người phụ nữ nói, trước khi tôi làm chuyện này cô sẽ không đau lòng nữa. Lúc này hai người khách ngồi sau lưng hai người đột nhiên đứng dậy, vọt tới chỗ Lâm Hoán Khê. Lâm Hoán Khê ném chiếc ly thủy tinh không trong tay, gào lên. Cứu với, có kẻ bắt cóc. Rõ ràng hai nữ khách hàng này do người phụ nữ sắp đặt. Bọn họ sau khi xác định được vị trí của Lâm Hoán Khê đã sắp xếp ngồi ở sau nàng, như vậy thuận tiện cho mình hành động. Hơn nữa hành động của hai người này chứng minh được huấn luyện cực kỳ nghiêm chỉnh. Hai ả nghiêng đầu tránh chiếc ly thủy tinh Lâm Hoán Khê ném tới. Sau đó cả hai nhào tới, một phải, một trái khống chế tay Lâm Hoán Khê. Hai người kéo tay Lâm Hoán Khê đi ra ngoài phố, tốc độ cực nhanh khiến khá nhiều khách hàng trong quán vẫn còn chưa có phản ứng. Cạch, cánh cửa quán bằng kính bị người dùng vật nặng đập vỡ, một người phụ nữ mặc trang phục màu đen đứng chắn trước cửa. Dung mạo đáng yêu nhưng gương mặt đằng đằng sát khí. Chương 1263, bẫy khí độc. Hai người phụ nữ kéo tay Lâm Hoán Khê không ngờ giữa đường xuất hiện một tiểu loli hơn nữa trong tay còn cầm một thanh chủy thủ sắc bén. Hai người kéo Lâm Hoán Khê chạy bổ về phía ghế bên trái, ngồi lẫn vào với đám nữ khách đang ngồi, tránh bị người nọ cầm đao đuổi giết. Hai người phụ nữ bắt đầu phân công, một người cầm tay khống chế Lâm Hoán Khê. Người còn lại chủ động xông lên tấn công tiểu loli mặc quần đen. Ly đứng im lìm trước cửa, để mặc ả phụ nữ xông tới. Đương nhiên khi quyền của ả phụ nữ cao to đánh tới gương mặt như hoa như ngọc của Ly, cuối cùng nàng cũng có phản ứng. Tay Ly cũng nắm lại thành quyền, hung hăng nghênh đón quyền của ả phụ nữ kia. Ả phụ nữ cao to nhếch miệng cười nhạt,
ả xuất thân từ luyện tập đánh tán đả hơn nữa lại giữ ưu thế về chiều cao và cân nặng. Ả không tin một đứa con gái Phương Đông liều mạng đối quyền lại là đối thủ của mình. Nhưng rồi ả nhanh chóng không thể cười được nữa. Bởi vì đột nhiên nắm đấm của ả truyền tới một cảm giác đau đớn như khoan vào tim, hình như da thịt, xương cốt đều bị đâm xuyên qua vậy. Quả thật là bị đâm xuyên qua. Trước khi bàn tay phải của Ly nắm thành quyền, nàng đã sớm giấu một thanh chủy thủ trong lòng bàn tay. Khi nắm tay hai người chạm nhau, mũi chủy thủ đã đâm xuyên qua hai ngón tay của ả đó. Khi nắm tay hai người đụng mạnh, thanh chủy thủ lập tức đâm xuyên qua nắm tay ả phụ nữ đó. Răng rắc. Nắm tay ả phụ nữ bị đâm thủng một lỗ, máu tươi ào ào chảy ra giống như một cái đập xả nước. Ả gào lên đau đớn như heo bị chọc tiết. Cuối cùng tiếng thét cũng đánh thức đám khách hàng trong quán cà phê California và ở trong những quán xung quanh. Đám khách hàng kêu lên kinh hãi, bỏ chạy, bàn, ghế bị xô đẩy, gãy, cảnh tượng cực kỳ hỗn độn. Sau khi dùng một dao đâm bị thương ả phụ nữ, ả còn lại vội vàng nắm tay Lâm Hoán Khê chạy ra theo lối cửa sau. Ly nhảy người lên, một cước đá bay ả phụ nữ đang ôm tay kêu thượng đế, sau đó nàng vội vàng đuổi theo. Ở đằng sau là một con hẻm nhỏ, mặc dù không rộng, náo nhiệt như đường út nhưng cũng có khá nhiều cửa hàng. Ở phía trước, cách đó không xa có một chiếc xe đang đậu sẵn, hiển nhiên chúng đã chuẩn bị trước để mang Lâm Hoán Khê đi. Ly đuổi theo, cho dù thế nào đi nữa nàng tuyệt đối không để chúng mang Lâm Hoán Khê đi. Nếu điều đó xảy ra, nàng chính là tội nhân. Anh ấy giao cho nàng nhiệm vụ quan trọng như vậy, sao nàng có thể khiến anh ấy thất vọng? Nếu như vậy cho dù mình có làm cho anh ấy điều gì đi nữa, anh ấy cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho mình. Mặc dù thân thủ cả ả phụ nữ tóc vàng không tệ nhưng vì Lâm Hoán Khê giãy giụa rất mạnh nên ảnh hưởng tới tốc độ. Đánh ngất cô ta. Lâm Tử vừa chạy vừa ra lệnh. Chính con ruột của mình mà người mẹ lại có một mệnh lệnh cực kỳ gây tổn thương khiến cho Lâm Hoán Khê, người có bản tính cực kỳ vững vàng cũng cảm thấy tức giận, suýt ngất xỉu. Ả tóc vàng cũng cảm thấy để Lâm Hoán Khê còn tỉnh táo rất vướng víu, vì vậy ả lập tức chém sống đao vào cổ Lâm Hoán Khê, sau đó ôm thân thể mềm nhũn của nàng chạy về phía trước. Ly chạy với tốc độ cực nhanh, chỉ trong nháy mắt nàng đã đuổi kịp ả tóc vàng đang ôm Lâm Hoán Khê. Trong tay Ly xuất hiện ba cây phi đao, nàng vung lên, ba cây phi đao lập tức bay tới nhắm vào ba vị trí, đầu, ngực, mông của ả tóc vàng. Chỉ cần một cây phi đao đánh trúng, ả tóc vàng sẽ lập tức không chết cũng tàn phế. Trong khi đó Ly một lần nữa tăng tốc độ bởi vì nàng muốn khi ả tóc vàng bị thương phải đoạt được Lâm Hoán Khê đang hôn mê bất tỉnh. Nàng tuyệt đối không để Lâm Hoán Khê ngã xuống đất bị thương. Bạn nên nhớ rằng nền đường đổ bằng xi măng, nếu như Lâm Hoán Khê ngã xuống bị thương, Tần Lạc sẽ tức giận. Khi ba cây phi đao của Ly chuẩn bị đâm vào ả tóc vàng, đột nhiên chúng như bị một bức tường khí cản lại, không thể nào vượt qua. Điều thần kỳ là chúng có thể quay ngược lại sau, bay thẳng tới ngực Ly với tốc độ rất nhanh. Ly đang xông lên trước, bay cây phi đao bất ngờ làm phản. Khoảng cách giữa hai bên khá gần, quả thật vô cùng nguy hiểm. Ly đang điên cuồng đuổi theo, còn cả quán tính nữa nên tuyệt đối nàng không dừng lại được. Ly ngửa người ra sau, sau đó nửa thân trên uốn lượn, giống như một người trượt pa tanh, động tác cực kỳ uyển chuyển, đẹp mắt né tránh ba cây phi đao của mình. Ly vẫn còn chưa kịp đứng dậy, một quầng lửa từ trên trời bay xuống. Quầng lửa khổng lồ, lại cực kỳ nóng, từ trên bầu trời giáng xuống, giống như là lửa trời, chuẩn bị thiêu cháy thế gian. Ly không kịp đứng dậy, nàng cuộn người lăn trên nền đường xi măng. Liên tục lăn lộn mười mấy vòng tránh né, Ly thoát khỏi sự tấn công của quầng lửa. Thế nhưng quầng lửa mới bay đi giống như bị người ta điều khiển vậy, nó nhanh chóng hạ xuống, tiếp tục bay ngang, đuổi theo bóng dáng của Ly, dáng vẻ không đạt được mục tiêu tuyệt đối không chịu bỏ qua. Ly với hai bàn tay trắng không có cách nào chống lại quầng lửa này. Phi tiêu, ám khí đối với nó cũng vô dụng. Ly chỉ còn biết tiếp tục lăn lộn, lăn người tới cửa quán cà phê bên cạnh, vừa đại lấy một cái ô dựng bên cạnh, bật ô cản quả cầu lửa. Quầng lửa dính vào chiếc ô khiến nó bốc cháy dữ dội, cuối cùng cũng khiến nó mất động lực. Ly cầm cán chiếc ô đang cháy quát to. Kẻ nào, ra đây. Một cơn gió bốc lên, một hắc y nhân xuất hiện. Y mặc một chiếc bành tô, áo sơ mi trắng, một chiếc ghi lê màu xám, trên cổ thắt nơ hình con bướm, đầu đội mũ quả dưa. Bởi vì chiếc mũ sụp xuống rất thấp, y lại cúi đầu nên Ly không có cách nào nhìn rõ mặt y. Trong tay y cầm một chiếc ba tong, giống như của những nhà ảo thuật biểu diễn ảo thuật trên TV. Đối với Ly mà nói,
chỉ cần người là được, ai xuất hiện cũng không quan trọng. Ly Cầm cắn ô, tán ô còn đang bốc cháy dữ dội làm vũ khí, xông tới chỗ ma thuật sư giả thần giả quỷ kia. Ma thuật sư không né, cũng không tránh đi, y cầm chiếc gậy chỉ về phía quả cầu đang cháy, lập tức quả cầu lửa bị hút vào đầu gậy của y. Sau đó ma thuật sư vung gậy, quả cầu lửa một lần nữa bùng cháy lao về phía Ly. Ly Cầm cắn ô đánh mạnh về phía quả cầu lửa. Quả cầu lửa bị phân chia làm hai nửa nhưng nó vẫn không thay đổi lộ trình tấn công của mình. Điều này khiến Ly khá căm tức nhưng lại vô kế khả thi. Nàng chỉ biết một lần nữa nhào về quán cà phê bên đường, cầm một cái ô che chắn quả cầu lửa. Chiến thuật cầu lửa thất bại, một lần nữa ma thuật sư ra chiêu. Y sờ tay vào ngực, lấy ra một đồng tiền xu. Ma thuật sư đặt tiền xu lên miệng, thổi một hơi, ngay sau đó từ trên không trung một cơn mưa tiền xu ảo ảo rơi xuống. Ly không biết trong đám tiền xu này có huyền cơ gì, nàng cũng không biết những tiền xu này rơi vào người có dính chất độc hay không. Nàng cởi áo khoác ra, vung lên trên đầu, ra sức vẫy. Đám tiền xu bị Ly dùng áo khoác đánh bay, rơi trên mặt đất phát ra âm thanh leng keng. Đợi sau khi cơn mưa tiền xu tan biến, Ly ném chiếc áo khoác trong tay đi, sau đó nàng cầm chủy thủ xông tới chỗ ma thuật sư. Lúc này Ly đã hiểu, cho dù nàng có phi tiêu trong tay nhưng nếu luận về tấn công cự ly xa, e rằng nàng không chiếm được chút lợi thế nào. Một khi đã vậy thì phải xông tới đánh cận chiến, có lẽ làm vậy có thể hạ được đối phương. Trong khoảng thời gian Ly bị cản lại, Lâm Hoán Khê đã bị đưa lên xe, nàng tuyệt đối không thể để chúng lái xe đưa Lâm Hoán Khê đi. Nếu như vậy thì nhiệm vụ lần này của nàng có thể đã thất bại. Nên biết rằng trước khi Tần Lạc tới nước Mỹ, hắn đã liên tục căn dặn mình phải luôn quan tâm theo sát Lâm Hoán Khê. Nếu như Lâm Hoán Khê một mình ra ngoài, nàng nhất định phải theo sát bảo vệ an toàn. Giày da của Ly dẫm lên những đồng tiền xu, những âm thanh lách cách, giống như nàng đang dẫm lên những hạt đậu phộng. Lần này dị biến xảy ra. Từ những đồng tiền xu bị Ly dẫm nát đột nhiên có một luồng khói đặc phun ra. Bởi vì Ly chạy rất nhanh nên có rất nhiều đồng tiền xu ị nàng dẫn nát. Lúc này phía sau nàng như có một luồng khói đặc đang truy kích vậy. Ly kinh hãi, nàng vội vàng ngừng hô hấp. Ly kỳ còn biết gắng sức chạy, chạy thoát khỏi sự truy đuổi của luồng khói. Ma thuật sư vẫn đứng chắn phía trước, đột nhiên cây gậy liên tục dài ra, tiến về phía trước, giống như một chiếc cần câu cá, có thể kéo dài vô tận. Đầu nhọn như một cái kim của cây gậy tiến thẳng tới Ly đang xông tới, như muốn bước nàng lui lại sau khiến cả người nàng rơi vào màn khí độc. Trước có trường thương, sau có khí độc truy đuổi, tình thế cực kỳ hiểm nghèo. Hai bên trái, phải có cửa hàng, Ly có thể né tránh sang đó nhưng nếu như Ly làm như vậy, nàng sẽ mất đi cơ hội cướp lại Lâm Hoán Khê. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ly vừa chạy vừa tự hỏi bản thân mình. Chương 1264, kế hoạch cải tạo. Sau lưng có khí độc, phía trước có trường thương. Thời khắc sống chết này, Ly lựa chọn cách phản công mãnh liệt, không sợ hãi. Ly chủ động dùng thân thể mình lao tới trường thương, giống như nàng muốn trường thương xuyên qua người mình như sâu thịt. Cùng lúc đó trong tay Ly đã thủ sẵn một cây phi đao. Phi đao chỉ thẳng lên trước, chuẩn bị giáng sấm sét xuống đầu ma thuật sư. Nếu như ma thuật sư né tránh phi đao, như vậy trường thương trong tay y sẽ không đứng yên, Ly sẽ tránh được vận mệnh bị xuyên qua người. Nếu như ma thuật sư không né tránh, như vậy Ly sẽ bị trường thương xuyên qua người nhưng trong trường hợp này y cũng bị phi đao cắt đứt cổ họng. Đây chính là đấu pháp lưỡng bại câu thương. Trong tình huống Ly không muốn chết, không muốn lui lại sau, đây chính là lựa chọn tốt nhất. Cũng là lựa chọn duy nhất. Ly đang đánh cuộc ma thuật sư sẽ tránh né. Bởi vì bản thân nàng có cả trăm lý do tìm cái chết nhưng y thì không. Tốc độ phi đao theo thủ pháp hồ điệp đánh ra, bởi vì khi nó rời khỏi tay, không chỉ cộng thêm lực cánh tay mà còn cả một cỗ lực xoáy đẩy nó tiến nhanh về phía trước. Cho nên khoảng thời gian phi đao cắm vào cổ ma thuật sư và lúc Ly đâm vào trường thương là trùng khớp nhau. Khi nhìn thấy phi đao lóe sáng bay về phía mình, trong mắt ma thuật sư thoáng xuất hiện sự do dự. Gần trong nháy mắt, y lựa chọn né tránh. Bước chân y chuyển sang trái, đương nhiên cây gậy trong tay cũng khẽ nghiêng đi. Vào thời khắc sợi chỉ treo mảnh chuông, thân thể Ly đột nhiên đứng dừng lại, sau đó. Dài một tấc, mạnh mẽ hơn một phần. Ngắn một tấc, nguy hiểm hơn một phần. Trường thương là vũ khí tấn công cự ly xa. Có khả năng gia tăng sức mạnh tấn công từ xa thế nhưng một khi Ly đã nắm đao vào tới bên cạnh ma thuật sư, trường thương trong tay y không còn nhiều tác dụng.
Nhân cơ hội y sai lầm, muốn tính mạng y. Nhân cơ hội ma thuật sư còn chưa biến trường thương trở lại thành gậy, Ly vung đao nhắm thẳng vào ngực y, nàng muốn trong khoảng thời gian ngắn này lấy mạng y. Ma thuật sư ấn vào một cái nút ở chuôi gậy, lập tức trường thương co rút lại. Một tay ma thuật sư cầm gậy, một tay ngăn cản đòn tấn công của Ly. Thế nhưng nói về năng lực tấn công cận chiến, ma thuật sư còn thua Ly. Đao đang đâm tới ngực ma thuật sư đột nhiên biến thành một đạo bạch quang bay sang tay trái nàng. Sau khi tay trái tiếp nhận đao, gia tăng sức mạnh đâm về cổ họng ma thuật sư, trong khi đó tay phải hóa quyền, mạnh mẽ đánh thẳng vào ngực y. Cận chiến thiên biến vạn hóa, chỉ cần bất cần một chút thôi sẽ lập tức ăn đủ. Tốc độ của Ly cực nhanh, rất biến hóa. Khi chiếc gậy trong tay ma thuật sư còn chưa kịp thu về trạng thái ban đầu, màn tấn công kép trên dưới khiến ma thuật sư rơi vào tình cảnh cực kỳ nguy hiểm. Bây giờ tới lượt ma thuật sư phải có lựa chọn khó khăn. Để cho cô ta cắt một đao vào cổ mình hay đánh một quyền vào ngực. Cả hai kết quả này chẳng có gì hay ho, y đều không muốn chấp nhận chúng. Nhưng thời gian cho y suy nghĩ rất ngắn. Trong khi não bộ y còn chưa cho một đáp án, thân thể y đã có phản ứng. Y đã dùng tay không bắt cổ tay cầm đao của Ly. Cho dù thế nào đi nữa y tuyệt đối không thể để Ly cắt một đao trên cổ. Là một ma thuật sư cực kỳ ưu tú, tốc độ tay của y cực nhanh. Đây chính là điều chính y cực kỳ tự phụ, cho dù là so với tốc độ của quỷ ảnh thế nhưng quỷ ảnh chủ yếu dùng tốc độ chạy trốn. Bắt được. Y bắt được cổ tay cầm đao của Ly. Giết. Cảm giác đau đớn bị đao cắt đứt ra thịt từ ngực truyền tới khiến y vô cùng ngỡ ngàng. Rõ ràng ả đó đã chuyển đao sang tay trái của mình, rõ ràng mình đã chế ngự được cổ tay ả, rõ ràng tay không phải tay phải ả cũng có một đao sao. Quả thật ma thuật sư không thể nào tin vào chuyện xảy ra trước mắt. Sau đó y cực kỳ phẫn nộ. Y đã bị chơi khăm. Một người nhiều năm chơi ma thuật không ngờ lại bị một tiểu phù thủy dùng ma thuật chơi lại. Một cô gái đánh bại y ở đúng lĩnh vực y kiêu ngạo nhất. Y quả thật khó chấp nhận sự thật này. Ly lập tức lui lại sau một đòn thành công này. Khi Ly lui lại sau nàng còn không quên rút thanh chủy thủ đã đâm vào ngực ma thuật sư. Khi nàng còn nhỏ, sư phụ đã dạy rằng không được tùy tiện vứt rác bừa bãi sao. Ly không thể không biết xấu hổ để dao cắm trên ngực người khác được. Chính vì vậy khi thanh chủy thủ rút ra khỏi ngực ma thuật sư, máu tươi chảy cuồn cuộn. Nếu như cẩn thận lắng nghe, có thể nghe thấy tiếng reo vui mừng của chúng. Không chỉ có mày mới biết chơi đùa. Ly nói, có lẽ Ly không phải là chuyên gia ma thuật nhưng động tác rút đao, chuyển đao từ tay phải sang tay trái, nàng tin rằng trên thế giới này không ai có thể so với nàng. Từ sau khi Ly theo tiểu lý phi đao học phi đao, ban ngày nàng luyện tập, buổi tối luyện tập. Khi ăn cơm cũng luyện tập, trước khi ngủ cũng luyện tập. Khi đi cũng luyện tập, khi ngồi xuống vẫn còn luyện tập. Đao không rời tay, tay không bỏ đao. Động tác luôn sẵn sàng phóng đao, quay đao trong tay khiến Tần Lạc cực kỳ sợ hãi. Cuối cùng nàng cũng được báo đáp. Lúc nãy tay trái của nàng cầm đao bị ma thuật sư khống chế, nàng lại chuyển đao sang tay phải một cách kỳ diệu sau đó tay phải hung hăng đâm mạnh về phía trước. Nhanh như ánh chớp, mắt thường khó mà nhận ra được. Quả thật quá nhanh. Cũng vì động tác đổi đao của Ly quá thần kỳ, cho nên ma thuật sư mới bị lừa gạt. Sau khi nói câu đó xong, nàng vội vàng chạy đi. Chiếc xe đậu ở chỗ đó đã biến mất. Không chỉ mày biết chơi ma thuật. Ma thuật sư không hiểu tiếng Trung Quốc, y không hiểu ý nghĩa của câu nói đó. Thế nhưng y có thể hiểu được sắc mặt của cô gái. Sỉ nhục, coi thường và cả sự đắc ý. Mày rất đắc ý. Ma thuật sư dùng một chiếc khăn lụa trắng bịt miệng vết thương. Khi chiếc khăn trắng thấm đẫm máu tươi, ma thuật sư lấy từ trong túi ra một bình nhỏ, y bắn một ít chất lỏng hình xương mù lên miệng vết thương, lập tức máu đông lại một cách thần kỳ, giống như nước bị đóng băng vậy. Đương nhiên quả thật bình thuốc phun xương trị đông máu cấp tốc được chế tạo theo nguyên lý biến nước thành băng. Ma thuật sư cất chiếc khăn lụa đẫm máu vào trong túi, cầm gậy cấp tốc đuổi theo hướng Ly đã đi. Cho dù thế nào đi nữa, y tuyệt đối không thể để cô gái kia ngăn cản kế hoạch của chúng. Trong kế hoạch đó tuyệt đối không thể thiếu người phụ nữ kia. Khi Lâm Hoán Khê tỉnh lại, nàng nhận ra mình đang nằm trong một căn phòng trống rỗng. Căn phòng màu trắng, rèm cửa sổ màu trắng, bức tường màu trắng, trang thiết bị màu trắng, còn cả chiếc giường rộng nàng đang nằm cũng màu trắng. Không rõ chiếc giường được làm từ vật liệu gì mà nó cực kỳ lạnh, lạnh tới mức có thể khiến xương cốt người ta như gãy rời. Trong phòng tỏa ra một mùi thuốc rất khó chịu,
giống như mùi formalin trong bệnh viện hay mùi của thuốc tễ hỗn hợp khiến con người ta chỉ muốn buồn nôn. Lâm Hoán Khê muốn ngồi dậy nhưng nàng nhận ra hai chân, hai tay mình đều bị trói. Cho dù nàng có giãy giụa như nào đi nữa, nàng tuyệt đối không thể làm gãy những sợi sắt tinh luyện kia được. Lâm Hoán Khê là một người thông minh, nàng rất ít khi làm những chuyện vô tác dụng. Chính vì vậy khi Lâm Hoán Khê phát hiện ra mình không thể thay đổi trạng thái hiện nay của mình, nàng liền nằm yên, gào lên. Tôi biết các người ở bên ngoài. Đúng là một đứa trẻ thông minh. Một người phụ nữ tóc vàng mặc một bộ đồng phục màu đen, áo khoác màu tím bên ngoài, nhìn Lâm Hoán Khê đang nằm trên bàn giải phẫu qua bức tường thủy tinh trong suốt, tán thưởng. Mạnh hơn quản tự nhiều, có phải người ban đầu chúng ta tuyển chọn là cô ấy không? Đúng vậy. Lâm Tử, mặc áo bào trắng, sắc mặt như vô cảm nói. Đáng tiếc đã bị bà ngăn cản. Người phụ nữ tóc vàng nhìn người phụ nữ trước mặt mình nói, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Đó là việc làm rất ngu xuẩn của tôi. Lâm Tử nói. Khi đó tôi vốn nghĩ quản tự ưu tú hơn nó. Không. Người phụ nữ tóc vàng nói. Khi đó bà vẫn coi cô ta là con gái mình. Người phụ nữ không trả lời, chẳng khác nào cam chịu. Điều đáng nói là sau chuyện đó, biểu hiện của bà khiến người ta rất hài lòng. Người phụ nữ tóc vàng vỗ vai Lâm Tử nói. Thế nhưng bây giờ vẫn không muộn, cô ta là người ưu tú, hơn nữa cơ thể cô ta hoàn toàn thích hợp. Nếu như chúng ta tiến hành cải tạo cô ta, hơn nữa lôi kéo cô ta gia nhập tổ chức chúng ta, có phải sẽ phát huy tác dụng rất lớn không? Đúng, phu nhân. Lâm Tử lại gật đầu. Tốt lắm. Người phụ nữ tóc vàng cười nói. Nụ cười vốn diễm lệ này còn cộng thêm vẻ quyến rũ rung động lòng người. Vậy đi, việc cải tạo cô ta giao cho bà. Tôi tin rằng nhất định cô ta sẽ ưu tú như mẹ của mình. Đúng vậy, phu nhân. Lâm Tử nói. Chương 1265, Tử Chiến. Lâm Tử bấm một loạt số trên bức tường. Bức tường thủy tinh thoạt nhìn như trong suốt lập tức tách sang hai bên, để lộ ra cửa chính. Kiểu bức tường thủy tinh này có thể được điều chỉnh theo nhu cầu. Kiểu tường này có thể thiết kế theo trạng thái bên ngoài không nhìn thấy bên trong nhưng từ bên trong có thể quan sát được tình huống bên ngoài, cũng có thể được thiết kế từ bên trong không nhìn thấy tình huống bên ngoài nhưng từ bên ngoài có thể nhìn thấy tình hình bên trong, còn có thể thiết kế kiểu trong suốt hay tối om, phòng thí nghiệm, tổ chức nghiên cứu khoa học hàng đầu thế giới đương nhiên cho tới lúc này hoàn toàn không thể thiếu những đồ vật này. Lâm Tử đi tới trước giường bệnh, quan sát Lâm Hoán Khê. Không thể không nói mặc dù gương mặt Lâm Tử đã thay đổi rất nhiều. Gương mặt đã trở nên gầy gò, không đầy đặn như thời thanh xuân nhưng vẫn không được coi như là một người phụ nữ xấu. Thế nhưng gương mặt bà cực kỳ lạnh lùng, cay nghiệt. Có thể dùng một câu nói phổ biến để hình dung bày ra một khuôn mặt khó ưa, giống như có người đang thiếu nợ tiền bà vậy. Hơn nữa ánh mắt của bà lại cực kỳ đờ đẫn, hoàn toàn không mang sắc thái tình cảm, chỉ có sự tàn nhẫn lạnh như băng giống như kền kền ăn xác thối. Chính vì vậy mặc dù dung mạo bà không tệ nhưng bà vẫn là người phụ nữ khiến người ta chán ghét. Lâm Tử đứng yên một chỗ, hai mắt nhìn Lâm Hoán Khê không chớp. Lâm Hoán Khê vẫn nằm yên, nhìn chằm chằm vào Lâm Tử. Người phụ nữ này là mẹ nàng, cũng là kẻ thù. Hổ dữ không ăn thịt con, mối quan hệ tình thâm, ruột thịt của hai người đã thành sự chê cười của người trong thiên hạ. Lâm Hoán Khê vẫn nằm yên một chỗ. Cho tới lúc này nàng tuyệt đối không có ảo tưởng người mẹ của mình bất ngờ tỉnh ngộ, mang mình chạy trốn. Đây chỉ là tình tiết phim ảnh trên TV, trong đời sống thực tuyệt đối không xảy ra. Cô rất ngu ngốc. Cuối cùng Lâm Tử cũng lên tiếng. Lời nói của bà luôn ngắn gọn, rõ ràng. Và cả độc ác, lời nói của bà cũng như gương mặt của mình chính là thứ mà người ta không thích. Bà cũng vậy. Lâm Hoán Khê phản kích. Cô không nên tới. Lâm Tử nói. 7 năm trước. Cô đã rời khỏi nơi này, cô hẳn không nên quay lại nữa. Đây chính là sự quan tâm của bà sao? Lâm Hoán Khê hỏi. Không, đây chính là lời từ biệt. Lâm Tử phủ nhận. Nói lời từ biệt với ai? Nói lời từ biệt với cô. Lâm Tử không chỉ nói rất khó nghe mà còn rất tối nghĩa, khó hiểu. Thế nhưng lúc này Lâm Tử không cho Lâm Hoán Khê cơ hội để hỏi. Bà nói. Trước tiên nói lời từ biệt với cô. Từ nay về sau cô sẽ biến thành một người hoàn toàn khác. Giống như bà sao? Đúng vậy, giống tôi. Lâm Tử nói. Tôi sẽ phẫu thuật cho cô. Biến thành cái gì? Cô còn nhớ quản tự không? Lâm Hoán Khê trầm ngâm. Đương nhiên là Lâm Hoán Khê nhớ, vấn đề là lúc này trí nhớ không còn rõ ràng nữa.
Nếu như Lâm Hoán Khê cố gắng nhớ tới một người đàn ông, nàng chỉ có thể nhớ từng ly từng tí, từng giây từng phút ở cùng Tần Lạc. Phụ nữ khác với đàn ông, nội tâm của người đàn ông có thể bị lấp đầy bởi một người phụ nữ nhưng còn có thể cho rất nhiều người phụ nữ khác ra vào. Nhưng nếu nội tâm người phụ nữ bị hình ảnh một người đàn ông lấp đầy, không một người đàn ông nào khác có thể tìm cách tiến vào được nữa. Cậu ta đã chết thay cô. Lâm Tử Như không khiến người ta sợ thì không ngừng. Nhìn dáng vẻ kinh ngạc của Lâm Hoán Khê, Lâm Tử nói. Thế nhưng cô không nên tự trách mình, cậu ta không biết điều này. Anh ta bị các người khống chế sao? Không sai. Lâm Tử nói. Vốn ban đầu họ định tuyển mộ cô nhưng khi chúng tôi điều tra cô, phát hiện ra quản tự còn ưu tú hơn cô. Cậu ta rất thích dâng hiến chính vì vậy sau khi qua cải tạo, cậu ta hoàn toàn nằm trong sự khống chế của chúng tôi, kể cả việc sống chết của cậu ta. Bà nói cho tôi biết chuyện này để làm gì? Vì muốn cho cô chuẩn bị tâm lý. Lâm Tử nói. Sau cô bị cải tạo, cô cũng được phân nhiệm vụ, giống như việc cậu ta đã làm. Nếu như nhiệm vụ thất bại, chỉ có cái chết. Chỉ sợ sẽ khiến các người thất vọng. Lâm Hoán Khê nói. Cô sẽ không khiến bọn họ thất vọng. Lâm Tử nói. Cô rất thông minh, có tâm kế. Điều quan trọng nhất là cô còn là hội trưởng hội trung y, là vợ chưa cưới của Tần Lạc. Nếu như có thể tìm được người phù hợp nhất trên thế giới này, người đó nhất định là cô. Để cô rời khỏi 7 năm trước chính là sai lầm lớn nhất của tôi. Sau 7 năm cô quay lại, đây chính là... Xem ra bà không hiểu ý tôi. Lâm Hoán Khê nói. Tôi sẽ không để các người làm chuyện gì hết. Tôi tình nguyện lựa chọn cái chết. Cô không có quyền lựa chọn. Lâm Tử nghiêm túc nói. Người đã bị cải tạo không còn cơ hội lựa chọn. Có. Lâm Hoán Khê bình tĩnh nói. Đơn giản là cần phải tàn nhẫn với bản thân mình hơn mà thôi. Được rồi. Lâm Tử nói. Chúng tôi đợi sự lựa chọn của cô nhưng bây giờ tôi bắt đầu giải phẫu. Vô cùng vinh hạnh. Cũng vậy. Sau khi hai người có quan hệ huyết thống gần gũi có cuộc trò chuyện có thể coi là cực quỷ dị chấm dứt, cả hai rơi vào trạng thái trầm tư. Lâm Hoán Khê nhắm mắt lại, nàng không muốn nhìn thấy khuôn mặt của bà ấy, không nhìn thấy chủ nhân của gương mặt đó cầm dao hay thứ gì đó mổ đầu hay thân thể của nàng. Nàng đang nghĩ tới Tần Lạc. Nàng nghĩ tới lần gặp đầu tiên của hai người, nghĩ tới lúc hắn muốn chữa bệnh cho nàng, nghĩ tới nàng và hắn cùng ăn bít tết bò, nghĩ tới lúc nàng đi mua điện thoại di động cho hắn, nghĩ tới việc hắn mặc quần áo do nàng mua, nghĩ tới những khi hắn ôm hôn nàng. Đời người có nhiều chuyện như vậy, chết thật sự không còn gì đáng nuối tiếc. Lâm Hoán Khê là một người phụ nữ rất dễ thỏa mãn nhưng ông trời lại cho nàng quá nhiều. Lâm Tử đẩy tới một bàn dụng cụ, dùng một vật giống như vòng da kẹp đầu Lâm Hoán Khê. Sau đó bôi một lớp dung dịch lỏng lên bề mặt chiếc vòng da. Lâm Tử lại đẩy tới một chiếc bàn xe nhỏ. Trên mặt bàn có một chiếc khay to, trên khay có các loại dao to nhỏ khác nhau, kéo, băng gạc, kim băng, nhíp. Bà không có trợ lý. Bà cực kỳ bận bịu. Đúng lúc đó đột nhiên âm thanh báo động chói tai vang lên trong phòng. Tu tu tu. Có người xâm nhập, có người xâm nhập. Từ loa phóng thanh trên tường vang lên tiếng cảnh báo của bảo vệ. Người phụ nữ tóc vàng vọt vào trong, vung tay tát vào mặt Lâm Tử, mắng. Khi mang cô ta tới có bị theo dõi không? Không. Khóe miệng Lâm Tử rỉ máu nhưng bà vẫn rất bình thản. Có kiểm tra xem trên người cô ta có thiết bị theo dõi không? Đã kiểm tra. Lâm Tử nói. Đã kiểm tra trên xe một lần, trước khi vào phòng thí nghiệm cũng kiểm tra lại. Đáng chết. Người phụ nữ tóc vàng vội vàng bỏ ra ngoài. Nếu như có thể dùng một từ ngữ để hình dung tâm trạng lúc này của Lâm Hoán Khê thì chỉ có thể nói là tuyệt vọng. Vì bị ma thuật sư ngăn cản nên nàng mất khá nhiều thời gian khiến khi nàng chạy tới nơi, chiếc xe bắt cóc Lâm Hoán Khê đã biến mất. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lòng Ly như lửa đốt. Bây giờ cho dù nàng có giết chết ma thuật sư cũng không thể cứu được Lâm Hoán Khê. Thế nhưng không cứu được cô không có nghĩa là không cứu. Ly Tú một người qua đường hỏi. Có nhìn thấy một chiếc xe van màu đen đỗ ở đây chạy về hướng nào không? Ly hỏi bằng tiếng Anh, giọng London rất chuẩn. Về điểm này thì cho dù Tần Lạc có khổ luyện 1, 3 hay 10 năm cũng không theo kịp nàng. Chạy theo hướng kia. Người thanh niên trẻ bị một cô gái thấp hơn mình một cái đầu túm ngực, nhấc hai chân rời khỏi mặt đất khiến cực kỳ sợ hãi, vội vàng trả lời. Ly bỏ qua người đó, nàng nhanh chóng đón một chiếc taxi trên đường. Khi nàng giơ tay cầm tay nắm cửa xe, định mở cửa xe,
tay nắm xe đột nhiên bốc cháy, sau đó lửa lan càng lúc càng mạnh, giống như muốn thiêu đốt cả người và xe vậy. Ly vội vàng bỏ tay ra, lái xe taxi đang nói chuyện điện thoại cũng vội vàng cởi dây an toàn, lao ra ngoài kêu cứu hỏa. Khi nhìn thấy chiếc taxi tự bốc cháy, rất nhiều người đi ở vỉa hè cực kỳ sợ hãi. Cảnh sát tuần tra cũng vội vàng chạy tới. Đương nhiên Ly biết không phải taxi tự bốc cháy, nó bị đốt. Ly hung tợn quay người, nàng nhìn thấy ma thuật sư đang nhìn mình chằm chằm với vẻ hung ác. Mày không thể đi, ma thuật sư nói. Hay là, mày biết nói tiếng Anh. Ly tức giận, nắm chặt tay vọt về phía ma thuật sư. Ma thuật sư quay người bỏ chạy, giống như không muốn đấu với Ly. Thế nhưng khi thấy Ly do dự không biết nên tiếp tục đuổi theo hay truy tìm Lâm Hoán Khê, ma thuật sư lại phóng tới một quả cầu lửa, thiêu cháy chiếc xe nàng muốn bắt. Không có xe, Ly sao có thể nhanh chóng đuổi theo chiếc xe van đã mất tung tích. Nếu như vậy thì mày nhất định phải chết. Ly nghiến răng nói, nàng nhất định phải tiêu diệt tên giả thần giả quỷ này, nếu không cả đoạn đường này nàng bị y quấy rầy không thể làm gì. Đây cũng là điều tao muốn nói. Ma thuật sư nói, giọng y khàn khàn, cực kỳ cổ quái, pha lẫn the thé, giống như giọng nói của người máy vậy. Ngang sức ngang tài, cuối cùng là tử chiến. Chương 1266, mãnh hổ giữa đàn dê. Một bên nhất quyết báo thù rửa hận, một bên chỉ muốn một lần vất vả giải quyết triệt để nỗi phiền toái. Cuộc quyết đấu của Ly và ma thuật sư không thể né tránh. Bởi vì nơi này liên tục xảy ra hiện tượng xe taxi đột nhiên bùng cháy, khiến người tụ tập tới đây rất nhiều, nơi này không còn là địa điểm thích hợp để sống mái với nhau, nên hai người Ly và ma thuật sư đều tự hiểu cần phải di chuyển tới một nơi ít người. Một trước, một sau, hai người đi xuyên qua một khu quảng trường dài, tới một khu vực đổ nát vắng người. Nơi này âm u ẩm ướt, còn có rất nhiều rác. Những con chuột to tướng, đen bóng nhảy lên xuống từ những đống rác. Khi nhìn thấy người tới chúng cũng không có vẻ sợ hãi. Những ngôi nhà hai bên đều quay lưng về phía bọn họ nên không sợ có người nhìn thấy. Đây chính là quyết đấu rất lý tưởng nhưng là nơi chôn thây rất tệ. Ở chỗ này, ma thuật sư nói, tao nghĩ mình không chờ được nữa. Tính cách Ly nóng nảy nhưng không có nghĩa là nàng không có chỉ số thông minh. Long tức coi trọng khảo nghiệm trí lực hàng đầu. Nếu như chỉ số thông minh không đạt, tuyệt đối không có cơ hội trở thành đội viên Long tức. Đối với người làm nhiệm vụ bảo vệ đất nước mà nói, vũ lực rất quan trọng, trí lực còn quan trọng hơn. Chính vì vậy người có thể đứng trong hàng ngũ Long tức, không người nào không phải là tinh anh, là niềm kiêu ngạo của các chiến sĩ trải qua vô số cuộc huyết chiến. Ly đã giao đấu với ma thuật sư, nàng biết y thông thạo thuật tấn công từ xa, trên người y đồ chơi tầng tầng lớp lớp. Nếu thoạt nhìn sẽ không ai nhìn thấy mấy thứ này nhưng sẽ bất ngờ chúng chiêu. Cho dù là bị quả cầu lửa của y thiêu cháy hay bị khí độc phun, còn cả cây gậy có thể biến thành trường thương khiến người ta rất khó lòng đề phòng. Muốn đánh bại y chỉ còn cách duy nhất là cận chiến. Lúc nãy khi dùng đao đánh cận chiến, Ly phát hiện ra khả năng ứng phó của ma thuật sư khá kém. Lúc này nàng nhắm vào điểm yếu này của y để tấn công mãnh liệt. Khi nghe ma thuật sư nói ở chỗ này, Ly, tay đã sớm cầm đao liền điên cuồng nhào tới, thậm chí không thèm lên tiếng nói một câu. Ly không phải là quý ông, nên không cần quan tâm tới cái gì là phong thái đàn ông. Chỉ cần giết chết được đối phương, nàng không ngần ngại dùng một vài thủ đoạn mờ ám. Ma thuật sư luôn cẩn thận đề phòng Ly, y biết ưu thế của mình ở điểm nào, cũng biết rất rõ yếu điểm của mình, chính vì vậy ma thuật sư tuyệt đối không để cho Ly tiến tới gần mình. Cây gậy trong tay ma thuật sư lại chỉ thẳng ra ngoài, đầu cây gậy lại bắt đầu dài ra. Cây gậy vốn chỉ dài 1 mét này biến thành cây gậy 2 mét. Trường thương trong tay y hung ác đâm thẳng vào ngực Ly. Người Trung Quốc có câu, côn quét một mảng lớn, thương chọn một điểm. Nhưng ma thuật sư hoàn toàn không tuân thủ quy luật này. Vì dùng sức quá mạnh nên mũi cây trường thương trong tay y khẽ rung lên, như một người bị bệnh động kinh không thể nào cầm được trường thương, hay bản thân y không tìm ra mục tiêu chính xác để tấn công. Vù vù vù, mũi thong xé gió, tấn công về phía ngực và đầu Ly. Ly chỉ còn cách lùi lại sau. Nàng không dám tấn công. Bước thối lui này lại tạo cơ hội cho ma thuật sư tấn công. Ma thuật sư nhảy người lên, đầu mũi thương rung lên, kêu vù vù, mũi thương nhắm thẳng vào ngực Ly. Đó là vị trí trái tim, đâm vào nhất định chết. Ly cực kỳ phẫn nộ, nàng không thể tìm cách phản kích. Ma thuật sư rất thành thạo tấn công từ xa, hơn nữa trong tay y còn có trường thương, phong tỏa tất cả con đường tiếp cận của nàng.
nàng rất khó có thể phát huy ưu thế của mình. Két két két. Ly cuống cuồng lui lại sau, thậm chí nàng không dám để mũi thương của ma thuật sư chạm vào người. Ly càng lui, ma thuật sư càng truy kích. Tốc độ lui lại sau luôn không thể bằng tốc độ tấn công chính, vì vậy ma thuật sư đã thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Trường thương trong tay phải y đâm thẳng, tay trái y cũng vung lên, hạc trắng lập tức nhảy múa bay đầy trời. Những con hạc giấy bay vù vù về phía Ly, che khuất mặt và tầm mắt của nàng, khiến tầm nhìn của nàng bị ảnh hưởng rất lớn. Hơn nữa khi chúng vẫy cánh phát tán bột phấn có tác dụng khiến người hôn mê. Ly không dám để những con hạt giấy tới gần, không dám để cho đám bột phấn bay đầy trời kia dính vào người mình, nàng chỉ còn mỗi cách thoát khỏi vòng vây này thật xa. Thế nhưng tiếp tục lui lại sau chính là những núi rác to lớn. Cả người Ly bay lên không, nhảy lùi lại sau, sau đó nàng nhảy tới cạnh núi rác. Ly tung chân đá một cước, vô số mảnh giấy vụn, vỏ trái cây hư thối cùng những rác rưởi tanh nồng không rõ chủng loại bay lên về phía ma thuật sư đang truy đuổi phía sau. Dường như ma thuật sư là người thích sạch sẽ, khi nhìn thấy quả bom rác tập kích mình, y lập tức lùi lại sau, từ bỏ màn tấn công có thể mang lại chiến thắng huy hoàng, xa xỉ. Sợ bẩn. Ly cười nhạt. Sát thủ chính là sát thủ, còn có khá nhiều đam mê kỳ quái, vô cùng kỳ lạ. Bọn họ là quân nhân không có quyền nghi ngờ, bắt bẻ, dù thế nào đi nữa cũng phải dốc sức thực hiện mệnh lệnh đã nhận, cho dù phải lên núi đao biển lửa, hay nhảy vào hố phân, ao máu, bọn họ đều không chút do dự nhảy vào trong đó. Nghĩ vậy bàn chân mang ủng da màu đen của Ly vung lên, một vỏ chuối thối giữa bay lên hướng về phía ma thuật sư. Đáng chết! Vẻ ghê tởm hiện lên trên gương mặt ma thuật sư, y vung tay, một viên bi sắt bay ra đánh bay vỏ chuối. Đúng lúc này một lần nữa Ly ra tay. Hai tay Ly đồng thời đánh ra, hai phi đao đồng thời rời khỏi tay, một trái, một phải, nhắm tới hai bên sườn ma thuật sư. Ngay trong khoảnh khắc đó, phi đao thứ ba của Ly lập tức xuất hiện. Phi đao này bay thẳng, nhắm vào đầu ma thuật sư. Ném ba phi đao liên tục là tuyệt kỹ nhập môn, thế nhưng không có nhiều người có thể sử dụng thành thạo tuyệt kỹ này, bởi vì phóng phi đao không đơn giản ném nó ra ngoài. Có ba tiêu chí hàng đầu, chính xác, sức mạnh, góc ném, ba tiêu chí này không thể thiếu một. Thiếu đi bất kỳ tiêu chí nào rất khó có được hiệu quả phóng phi đao như mong muốn. Không cần phải nghi ngờ, Ly chính là nhân tài trong lĩnh vực này. Ba phi đao của Ly được phóng ra gần như không có khoảng dừng, khiến đối phương rất khó có cơ hội né tránh, hơn nữa định vị rất chuẩn, góc độ phối hợp cực kỳ ăn ý, phong tỏa tất cả những nơi có thể trốn tránh. Điều quan trọng là ma thuật sư vừa mới ném bi sắt đánh bay vỏ chuối, không còn kịp ứng cứu nữa. Một là bị trúng đao vào hai vai, hai là trúng phi đao vào đầu. Nếu như không kịp trốn tránh, không những hai vai trúng phi đao mà đầu cũng bị xuyên thủng. Vào thời khắc nguy cấp này, ma thuật sư ngửa người về phía sau, cây gậy hướng về sau chống đỡ thân thể. Thế nhưng khi ma thuật sư ngửa đầu về sau vẫn chậm hơn một bước. Không, chỉ là chậm một ly. Chiếc mũ quả dưa trên đầu bị đánh bay, một mảng da đầu ở trán cũng bị gọt xuống. Khi mất đi chiếc mũ che phủ, cuối cùng Ly cũng nhìn thấy rõ ràng tướng mạo của ma thuật sư. Cô là phụ nữ? Ly kinh ngạc hỏi. Nơi nào trên thế giới này được phòng thủ nghiêm ngặt nhất? Phòng ngủ của nữ hoàng nước Anh, phòng chứa hồ sơ của FBI, hay là phòng cơ yếu của KGB ở nước Nga? Không, không phải những nơi này. Nếu như có một nơi như vậy, tất cả mọi người đều không ngần ngại chọn phòng thí nghiệm Austria. Đối với những địa danh nêu tên trước đó, ít nhất bạn còn có thể biết nơi có tên, biết chủ nhân của nơi đó, biết rõ địa điểm hay nơi ở bí ẩn, thế nhưng đối với phòng thí nghiệm Austria, tất cả chỉ là một sự mơ hồ. Bạn không thể biết chủ nhân của nó là ai, bạn cũng không biết nó thuộc về đất nước nào, bạn cũng không biết mục đích tồn tại của nó, không ai biết rõ địa điểm văn phòng và lượng nhân viên của nó, thậm chí gần như không có nhiều người biết tới một nơi như vậy có tồn tại. Nó ẩn giấu rất sâu nhưng lại có thể thay đổi kết cấu các lĩnh vực trên thế giới. Thế nhưng hôm nay nơi thầm bí này đột ngột báo động khẩn cấp. Bởi vì cuối cùng nó cũng nghênh đón vị khách đầu tiên trong vòng mấy trăm năm qua không mời mà tới. Thanh sam phi dương, kiếm mi nhập tấn. Trường kiếm trong tay, cực kỳ tiêu sái. Tốc độ cực nhanh, cho dù trên màn hình TV trong phòng giám sát cũng chỉ nhìn thấy một tàn ảnh lóe qua. Vô số nhân viên bảo vệ xông tới bao vây. Bọn họ mặc áo giáp chống đạn màu trắng, đầu đội mũ sắt bảo vệ, ngay cả đôi mắt cũng được bảo vệ bởi một kính bằng thủy tinh đặc biệt, cả người được bảo vệ cực kỳ nghiêm ngặt.
hơn nữa trong tay bọn họ còn có một dùi cui có thể phát ra dòng điện rất mạnh, có lực sát thương rất lớn, thế nhưng điều này vẫn không thể ngăn cản được người đàn ông kia. Mỗi một kiếm của ông chém ra luôn có một, hay vài người ngã xuống đất. Mỗi một lần tấn công, những thân thể cao to lần lượt bị đánh ngã. Ông Lăng không xuyên qua đám người như mãnh hổ tung hoành giữa đàn dê, bất kỳ chỗ nào ông đi qua đều không còn người sống sót. Chương 1267, đốn củi. Cục diện chiến đấu phát triển nghiêng hẳn về một bên. Không phải bên ta bất tài mà kẻ thù quá mạnh. Những bảo vệ mặc áo giáp tác chiến màu trắng chính là những tinh anh được đào tạo bởi phòng thí nghiệm Austria. Tất cả đều là những thanh niên có tố chất sức khỏe rất tốt, thậm chí còn có một lượng quân nhân xuất ngũ nhất định. Phòng thí nghiệm Austria có yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc với bọn họ, hơn nữa còn thiết lập chế độ đẳng cấp nghiêm ngặt. Một người muốn thăng cấp, nhất định phải đánh bại 5 đối thủ cùng cấp bậc của mình. Ví dụ lực chiến đấu của bạn là 50, bạn phải đánh bại một lúc 5 người có lực chiến đấu là 50. Bạn có làm được không? Không thể. Bình thường không thể làm được. Làm được đó chính là tiền vốn thăng cấp của bạn. Thế nhưng khi bọn họ đối mặt với kẻ xâm nhập này, lập tức nhận ra bản thân mình rất yếu ớt, hình như là còn không chịu nổi một đòn. Căn bản Phó Phong Tuyết không phải đối phó với bất kỳ ai, bởi vì không có bất kỳ người nào là đối thủ xứng tầm với ông. Ngay cả đội trưởng đội bảo vệ của bọn họ có quyền hạn rất lớn khi đối mặt với Phó Phong Tuyết cũng nhận một kiếm bay đầu. Trang phục tác chiến không một khe hở trở thành trò cười cho thiên hạ khi đối mặt với Phó Phong Tuyết. Ông trực tiếp ra tay ở chỗ khóa cổ, bất kỳ người nào bị ông chém chúng đều bay đầu. Dưới sự tấn công của Phó Phong Tuyết, các bảo vệ không bị thương thì mất mạng. Phó Phong Tuyết ra tay giết người hàng loạt, chỉ cần là người đứng chắn trước mặt ông thì chỉ có con đường chết. Người xưa hình dung hiệp khách như sau, 10 bước giết một người, ngàn dặm không thể ngăn cản. Mỗi bước đi của Phó Phong Tuyết đều phải giết một người, có đôi khi còn phải vài người, bởi những kẻ không sợ chết liên tiếp xông vào ông có quá nhiều, ông buộc phải thanh trừ tất cả đám rác rưởi này. Ôn Di không muốn mất nhiều thời gian. Răng rắc, Phó Phong Tuyết lại chém ra một kiếm, hai người không may mắn đứng trước mặt thành quỷ đứt đầu. Không hiểu thanh trường kiếm trong tay ông làm bằng chất liệu gì mà nó cực kỳ sắc bén. Thế nhưng chỉ có mình Phó Phong Tuyết mới hiểu thanh kiếm này chỉ là một thanh kiếm bình thường, ông mua được ở phố người Hoa. So với tam đại thần kiếm ở Trung Quốc thì nó cùn hơn so với Long Ngâm, nặng hơn so với Phượng Triển, dài hơn so với Tiểu Nhi. Thế nhưng khi rơi vào tay Phó Phong Tuyết thì đủ để giết người. Đám bảo vệ cực kỳ sợ hãi, sợ tới vỡ mật. Bọn họ là bảo vệ, là cỗ máy sức mạnh ngăn người xâm nhập. Thế nhưng bọn họ không phải là gỗ, không phải là cỏ cây. Bạn đã từng nhìn thấy cảnh tượng giết người như đốn củi như này chưa? Bây giờ bất hạnh thay họ đã được chứng kiến. Bởi vì hành động của Phó Phong Tuyết nên những người vô tình đứng chắn trên đường di chuyển của ông vội vàng giạt sang hai bên, bọn họ sợ khi chặn người đàn ông khủng bố này sẽ nhận một kiếm rơi đầu. Thậm chí có người trên hành lang không tìm thấy chỗ trốn hay không kịp trốn tránh, bọn họ vứt bỏ súng, ôm đầu ngồi xổm, mong được sống sót. Nhiều người cầm dùi cui điện và súng chạy sau lưng Phó Phong Tuyết bởi vì ông đột ngột vọt người lên rất nhanh, động tác lại cực kỳ quỷ dị nên bắn súng không có hiệu quả. Khá nhiều người rút súng ngắn, bọn họ muốn bắn chết con quái vật này. Thế nhưng ngoại trừ chính tay mình đoạt tính mạng của những đồng nghiệp, bắn hết đạn cũng vẫn tốn công vô ích. Ngăn cản hắn. Ngăn cản hắn. Ai đó gào lên. Không được để cho hắn đi. Khu A chính là cấm địa. Đồ ngu, không được nói cho hắn biết khu A là cấm địa. Liên tục có người gào lên nhưng không còn một ai dám xông lên. Các người không xông lên, dựa vào cái gì tôi phải xông lên chịu chết? Ngoại trừ những người đã nhìn thấy, vẫn còn những người vẫn chưa được tận mắt nhìn thấy thực lực của Phó Phong Tuyết. Vì vậy sau khi bị người kích động, đầu bốc lên, xông tới. Sau đó bầu máu nóng của bọn họ dần nguội lạnh. Căn cứ phòng thí nghiệm Austria rắc rối như một mê cung nhưng vẫn có thể tìm ra quy luật. Hơn nữa nơi càng ngăn cản quyết liệt, nơi đó chứng minh là khu vực quan trọng. Bây giờ Phó Phong Tuyết di chuyển như một cơn cuồng phong về phía đông nam. Cảnh báo, cảnh báo. Phát hiện người xâm nhập. Cảnh báo. Răng rắc. Chiếc loa khuếch đại âm thanh bốc lên một luồng khói trắng sau đó liền im bặt. Trên màn hình giám sát rất to xuất hiện một người đàn ông anh tuấn tóc vàng mắt xanh. Gã mỉm cười nhìn vị trí camera nói. Chúng thật sự quá ầm ĩ. Sau đó một quyền đánh vỡ camera. Bịch. Một loạt đạn bay sượt qua người gã.
Sau khi gã lộn hai vòng trên nền nhà, hai tay nâng hai súng, hai gã đàn ông mặc trang phục màu đen lập tức bị bắn xuyên qua đầu. Gã đứng dậy nhìn theo hướng di chuyển của nhân long kia. Gã biết đây là đối tượng cộng tác hấp dẫn nhất của mình. Ông già này quá tàn khốc. Giê-xu thầm nghĩ. Giê-xu không sử dụng súng lục hoàng kim vì đạn của súng lục hoàng kim có tính chất đặc biệt, cực kỳ quý giá. Bây giờ trong tay Giê-xu chính là hai khẩu Mai 79 gã nhặt được dưới đất, có thể bắn đạn tốc độ cao, cực kỳ hữu dụng khi giết người. Giê-xu tiến lên, bắt đầu bắn vào đám người mặc áo giáp trắng phía trước. Vô số người trúng đạn ngã xuống, còn có người định quay người phản công. Giê-xu liền lựa chọn mục tiêu, tiến hành bắn tỉa, với kỹ thuật bắn súng của mình, ở một khoảng cách gần như thế này, có thể nói là trăm phát trăm trúng. Tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên, đầu lâu lăn trên mặt đất, những đoạn thân thể đứt gãy, máu chảy thành sông. Loảng xoảng. Một cước của Phó Phong Tuyết đá tung cánh cửa sắt nặng nề, một đại sảnh rộng lớn, cực kỳ bận rộn hiện ra trước mắt. Vô số dụng cụ, vô số máy tính, còn cả vô số người bận rộn đi lại. Giê-xu vất vả đánh giết tới bên cạnh Phó Phong Tuyết, gã hô to. Bạn đồng hành, những người này thì sao? Trong đại sảnh có gần 100 người. Nếu như giết tất cả, hình như quá tàn nhẫn. Nếu vì vậy mà từ bỏ, lại gây cho con người ta một cảm giác tiếc nuối. Dù gì đi nữa những người này đều là người của phòng nghiên cứu Austria. Nếu như để lại cho cảnh sát, những sát thủ trời sinh không bao giờ tin tưởng cảnh sát. Ta là người truyền giáo. Người truyền giáo cũng thế thôi. Câu hỏi rất ngu xuẩn. Phó Phong Tuyết nói. Khi nói câu này, ông đã lao vào bên trong. Ở trong đó, một người phụ nữ trung niên, trong tay ôm một chồng tài liệu há hốc mồm. Khi bà ta còn chưa kịp kêu lên thì một kiếm của Phó Phong Tuyết đã cắt ngang cổ họng. Ánh mắt Giê-xu sáng rực và rất đỏ. Giê-xu kích động đến mức cả người run rẩy. Ông già này quá trâu, làm ra những chuyện cực kỳ kích thích. Vì vậy Giê-xu ôm súng tiến vào đại sảnh tiến hành thanh trừng. Những nhân viên nghiên cứu này không có áo giáp chống đạn, bọn họ bị giết thật sự như đốn củi, thái thức ăn, sạch sẽ, nhanh gọn, vô cùng sung sướng. Ma quỷ, chúng là ma quỷ. Ưng tổ, điều động ưng tổ. Đám bảo vệ kia đang làm gì vậy? Tại sao bọn chúng không tới cứu những nhà khoa học chúng mình? Bọn họ núp sau lưng làm gì vậy, lũ khốn đó? Trong phòng giám sát, liên tục vang lên tiếng kêu và tiếng quát mắng. Natasha đứng ở cửa nhìn một lát, cô ta biết nơi này không nên ở lâu. Trụ sở nghiên cứu này sẽ bị hủy, cho dù có điều người của ưng tổ tới cũng không thể làm gì được. Không một người nào có thể ngăn cản ông ta. Không một ai cả. Không, ngoại trừ hoàng đế. Hoàng đế đáng chết. Natasha căm giận nghiến răng nghiến lợi. Lúc này đi châu Âu làm gì không biết. Chuẩn bị rút lui. Natasha gầm lên ra lệnh. Hãy phát mệnh lệnh của tôi, tiêu hủy tài liệu. Hãy cho ưng tổ mang theo các nhà khoa học ở khu B rút lui theo cửa sau. 20 phút sau căn cứ sẽ tự phát nổ. Nhưng khu A thì sao? Ai đó lên tiếng hỏi. Người bên khu A vẫn còn chưa rút lui. Không còn khu A nữa. Nói xong, Natasha quay người bỏ đi. Người ở phòng giám sát lập tức phát mệnh lệnh sau đó lập tức thu thập tài liệu quý giá bỏ trốn. Natasha nổi giận đùng đùng đi tới phòng làm việc của Lâm Tử, cô ta lại vung tay tát Lâm Tử, mắng. Đồ ngu ngốc, mày có biết đã mang ai vào căn cứ không? Không biết. Lâm Tử nuốt cục máu vào trong bụng, trả lời. Natasha không có ý định tiếp tục truy cứu trách nhiệm của Lâm Tử, cô ta nhìn lướt qua Lâm Hoán Khê đang nằm trên bàn phẫu thuật, nói. Không còn thời gian thực hiện kế hoạch cải tạo, đánh thuốc độc cho cô ta chết đi. Dạ. Lâm Tử trả lời. Sau đó Lâm Tử thản nhiên lấy từ trong quầy thuốc ra một lọ chất lỏng màu trắng, đập vỡ miệng lọ, dùng kim tiêm hút chất lỏng sau đó đâm kim vào cổ tay Lâm Hoán Khê. Lâm Hoán Khê nhắm hai mắt, nước mắt chảy xuống từ khóe mắt nàng. Chương 1268, thực tử. Một quyền của Ly đánh vào ngực ma thuật sư. Khi cảm thấy thân thể ma thuật sư hứng đòn nặng nề, vòng tay thoáng lỏng ra, Ly vội vàng tách rời khỏi người ả. Lửa cháy càng lúc càng mạnh, trong chốc lát nuốt trọn người ma thuật sư. Ly liếc mắt nhìn rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. So với việc giết người, nàng còn chuyện quan trọng hơn cần làm. Phó Phong Tuyết cũng không cố gắng giết người. Phó Phong Tuyết chỉ giết những người nhìn thấy mình, những người đứng chắn phía trước, bên trái, bên phải mình.
chỉ cần nơi nào trường kiếm có thể với tới, nơi đó không một người sống sót. So với giết người, ông càng nôn nóng đi cứu người hơn. Từ sau khi người phụ nữ đó ra đi, ông chưa từng lo lắng cho tính mạng người phụ nữ nào như này. Mấy chục năm qua ông đã miễn dịch với chuyện tình cảm. Lúc này đây quả thực vô cùng khó hiểu. Cho dù thế nào đi nữa, ông tuyệt đối không để người phụ nữ này chết, nếu không nhất định tiểu tử kia sẽ liều mạng với ông. Hắn không phải là đối thủ của ông nhưng hắn có thể hạ độc. Phập, phập, phập. Mỗi một kiếm chém ra của ông đều có một người đứt rời da thịt, hồn lìa khỏi xác. Giết, giết, giết. Mỗi tiếng gầm giận dữ mang theo sự căm hờn cùng cực. Ông muốn giết tất cả người ở nơi này, không để một kẻ nào sống sót. Như vậy tất cả bí mật sẽ không truyền ra ngoài. Ít nhất sẽ không lan truyền rộng rãi. Phó Phong Tuyết giết người đã nghiền, Giê-xu lại giống như đang trong lễ Giáng sinh. Không còn khiến gã hưng phấn hơn so với việc Lữ Hàm Yên chấp nhận tình yêu của gã. Cực kỳ kích thích. Thực sự quá kích thích. Đi chiến đấu cùng với ông già này có một cảm giác xuyên suốt cả người, mỗi lỗ chân lông trên người cũng như đang ca múa. Khẩu súng trong tay Giê-xu không dừng lại, căn bản gã không cần nhắm, chỉ cần nhìn thấy nơi nào có người là đạn tuôn vào đó. Cho dù là người hay thiết bị đều hoàn toàn bị hủy. Súng hết đạn, đổi cái khác tiếp tục làm công việc đang dang dở. Phá hoại, giết hại, còn cả, hủy diệt. Tình cảnh này khiến Giê-xu, người có trình độ văn hóa không cao, đột nhiên nhớ tới một câu thơ của thi nhân Ấn Độ, bầu trời đầy kỳ quang, tia sáng kỳ dị, giống như thánh thần Thích Gia Uy. Chỉ có 1000 mặt trời có thể tranh nhau phát sáng. Ta là tử thần, ta là kẻ hủy diệt thế giới. Trong mắt Giê-xu, Phó Phong Tuyết chính là tử thần có thể so sánh với 1000 vầng thái dương kia. Ngu ngốc! Phó Phong Tuyết mắng. Đi cứu người. Rõ. Giê-xu trả lời, gã cố gắng đè nén cảm xúc muốn giết người của mình, bắt đầu theo sau Phó Phong Tuyết điên cuồng tấn công về phía vòng vây bên kia. Đúng vậy, nhiệm vụ chính thức của bọn họ là phá hủy động ma. Điều kiện kiên quyết của việc phá hủy động ma là cứu thoát người ra ngoài. Nếu như người phụ nữ đó xảy ra chuyện, hắn có nghiền mình thành từng mảnh không nhỉ? Giê-xu thầm nghĩ. Thế nhưng lúc này tất cả chú ý đều tập trung vào nàng. Giê-xu vừa xông lên vừa nghĩ tới câu nói của Tần Lạc với mình, tình nguyện tin rằng trên đời có quỷ cũng không thể tin vào lời của phụ nữ. Có lẽ lần này mình bị người phụ nữ này chơi rồi. Khi Lâm Tử tiêm thuốc độc cho Lâm Hoán Khê, Natasha vẫn thờ ơ lạnh nhạt. Sắc mặt bình thản, ánh mắt hờ hững. Sau khi Lâm Tử tiêm toàn bộ thuốc độc trong ống tiêm vào người Lâm Hoán Khê, bà vứt kim tiêm vào thùng rác, nói. Phu nhân, làm xong rồi. Natasha không nói gì, mà vẫn kiên nhẫn chờ đợi phản ứng của Lâm Hoán Khê. Khi thuốc độc mới được bơm vào người Lâm Hoán Khê, nàng vẫn chưa có phản ứng. Thế nhưng mấy giây đồng hồ sau, hơi thở của nàng bắt đầu trở nên dồn dập. Nàng giống như một con cá nhỏ nhảy khỏi ao nước, há mồm thở nhưng không hút được không khí. Sắc mặt của nàng càng lúc càng đỏ, sau đó nhanh chóng tím tái. Hai chân nàng điên cuồng giãy giụa, tiếng dây xích bị lôi kéo rầm rầm. Thế nhưng nàng tuyệt đối không thể chạy thoát được kiếp nạn này. Rồi tất cả cũng chấm dứt. Natasha hài lòng vỗ vai Lâm Tử nói. Bà đã trải qua khảo nghiệm, bà có thể theo chúng tôi tiến vào khu B. Nói xong ả đi nhanh ra bên ngoài. Lâm Tử thoáng nhìn Lâm Hoán Khê không còn cử động trên bàn giải phẫu rồi chạy theo sau Natasha. Rút lui, chúng sắp đuổi tới rồi. Kẻ nào đó gào lên. Loảng xoảng. Cánh cửa phòng giải phẫu bị một lực rất mạnh mở ra, một hình ảnh màu xanh như du long xông vào bên trong. Chương 1269, sao hôm nay ông nói nhảm nhiều thế? Tần Lạc giống như một con dã thú bị chọc giận, hắn túm ngực áo Giê-xu gầm lên. Rốt cuộc hai người đã làm gì vậy? Hai người đưa cô ấy đi đâu? Tôi cho anh bảo vệ cô ấy chứ không phải để cho anh mang cô ấy ra làm mồi nhử. Giê-xu không kịp né tránh nên bị Tần Lạc túm được. Gã thầm hối hận đã không lên tầng trên ngủ. Giê-xu cười nói. Quả thật tôi đã nghĩ như vậy nhưng Lâm Tiểu Thư nói cô ấy muốn làm như vậy. Sau đó anh đã đồng ý sao? Nếu như ánh mắt Tần Lạc có thể giết người, Giê-xu đã chết mười mấy lần rồi. Tại sao anh không gọi điện thoại cho tôi trước? Tại sao không nói với tôi một tiếng mà đã quyết định? Không phải là quyết định của tôi. Giê-xu oan ức nói. Vậy là quyết định của ai? Giê-xu không dám nói,
Sau khi gã nhìn thấy ông già kia giết người như cắt cỏ, cảnh tượng cực kỳ khủng bố đó, tự nhiên trong lòng gã nảy sinh sự sùng bái, đương nhiên cả sự sợ hãi. Gã, một sát thủ xếp hạng 20 thế giới nhưng quả thực chẳng là gì khi so với ông, thậm chí còn không xứng xách giày cho người ta. Lúc này Giê-xu đã biết thế nào là cuồng nhân các, cái gì là lão binh ma quỷ, cái gì là ma ăn thịt người, tất cả những danh tiếng lẫy lừng này chỉ là những người bình thường khi đứng bên cạnh ông già này. Bạn đã từng nhìn thấy một người có thể phá hủy cả một trụ sở chưa? Bạn đã từng nhìn thấy người nào chỉ trong một ngày đã giết cả trăm người chưa? Bạn đã từng nhìn thấy một kiếm chém bay một loạt đầu lâu chưa? Bạn đã từng gặp, nhìn thấy, bạn đã từng chứng kiến cảnh mấy trăm người đuổi theo một người nhưng không một ai tiến tới gần chưa? Rốt cuộc là ai? Tần Lạc chỉ hận không thể vung quyền đánh một trận. Anh biết. Giê-xu giảo hoạt nói, dù sao đi nữa người biết kế hoạch này cũng chỉ có mấy người, ngay cả Ly cũng không biết gì. Ngoại trừ Giê-xu gã ra, chỉ còn ông già kia biết. Chẳng lẽ Tần Lạc không đoán ra sao? Tôi không biết. Cơ mặt Tần Lạc co rúm lại, hắn hung tợn nói. Sao có thể như vậy? Giê-xu vạch trần sự thật. Người xông vào động ma chỉ có hai. Người đưa ra quyết định không phải là tôi. Dựa vào cái gì mà anh nói đó không phải là anh? Tần Lạc cắt ngang câu nói của Giê-xu. Anh không phải là anh thì không phải là anh sao? Vì sao tôi phải tin tưởng anh? Giê-xu há to miệng, hình như gã đã lờ mờ hiểu ra điều gì đó. Bị tôi đoán đúng sao? Chính là anh đã quyết định, đúng không? Anh đúng là đồ cầm thú, anh là đồ ngu ngốc. Anh là tên khốn nạn. Sao anh có thể đồng ý với yêu cầu của cô ấy? Sao anh có thể dùng cô ấy làm mồi nhử? Anh có biết là cô ấy không biết công phu không? Anh có biết cô ấy không có năng lực tự bảo vệ mình không? Anh có biết cô ấy quan trọng thế nào với tôi không hả? Anh có biết tôi chỉ muốn cho anh một trận no đòn không? Tôi biết. Giê-xu chân thành gật đầu, gã vỗ bả vai Tần Lạc nói. Tần, tôi có thể hiểu được tâm tình của anh. Anh còn mặt mũi an ủi tôi sao? Tần Lạc giống như một con thỏ bị đốt đuôi nhảy lên cao vài mét. Anh đã bán đứng tôi, anh còn mặt mũi nào nói hiểu tâm trạng tôi sao? Anh là vệ sĩ của tôi, đích thân tôi đã mời anh tới. Tại sao anh khi không được tôi cho phép đã có một quyết định ngu ngốc tới như vậy hả? Tần, anh muốn nói gì thì cứ nói ra. Anh muốn mắng chửi thì cứ mắng chửi. Giê-xu nói. Hãy cứ coi tôi như ông ta là được. Tần Lạc uất nghẹn, sắc mặt hắn đỏ rồi chuyển sang tím, tím rồi lại đen. Thật ra người anh muốn mắng chính là ông ấy, đúng không? Thật ra anh muốn mắng ông ấy chính là cầm thú, ngu ngốc, khốn nạn, phải không? Giê-xu đồng cảm ôm vai Tần Lạc, nói. Nhưng anh không dám đi, đúng vậy không? Tần Lạc vung tay nện một quyền vào bụng Giê-xu rồi cuống cuồng chạy đi. Giê-xu này đúng là một tên vương bát đản, tới Trung Quốc lâu như vậy mà còn không học được các nói chuyện phức tạp chính khúc ngoặt, 18 khúc cong của người Trung Quốc sao? Có ai vạch trần trực tiếp trước mặt người khác như anh ta không? Có ai trắng trợn vỗ mặt như anh ta không? Chén trà nhỏ, trong chén là trà cực phẩm. Màu xanh, hương thơm ngát, vị thuần, hình đẹp. Trồi non bập bềnh trong nước sôi nóng bỏng. Người đàn ông áo bào xanh ngồi nhập định như một lão tăng bỏ qua mọi vật. Chòm râu phóng khoáng, gương mặt tuấn mỹ. Ánh mắt ông mờ ảo hư vô như đang tự hỏi chân lý cuộc đời hay như đang suy tưởng những năm tháng đã qua, một số người đã gặp một vài việc đã làm, những con đường đã đi qua hay những bài hát đã nghe. Tần Lạc chỉ muốn lấy điện thoại chụp cảnh Phó Phong Tuyết đang làm bộ ra vẻ ta đây rồi quăng lên mạng, nói không chừng sẽ khơi lên một trào lưu giả cổ. Những cô gái... Những phụ nữ hoài cổ nhất định sẽ nảy sinh lòng yêu mến với bức ảnh mang gương mặt đầy đam mê của ông ấy. Mình không thể làm những chuyện như vậy. Tần Lạc thầm nghĩ. Không thể. Tần Lạc đi tới ngồi xuống trước mặt Phó Phong Tuyết, nói. Ông hãy cho tôi một lời giải thích. Giải thích cái gì? Phó Phong Tuyết liếc nhìn Tần Lạc rồi ông bưng chén trà trước mặt lên nhấm nháp. Tại sao lại thực hiện kế hoạch đó? Tần Lạc hỏi. Tại sao lại không thể chấp hành kế hoạch đó? Phó Phong Tuyết hỏi ngược lại. Tần Lạc lấy chén tự rót cho mình một chén trà và nói. Chẳng lẽ ông không biết làm vậy rất nguy hiểm sao? Biết. Biết sao ông còn làm vậy? Bởi vì ta là quân nhân. Phó Phong Tuyết trả lời. Là quân nhân thì có thể mạo hiểm sao? Phó Phong Tuyết không trả lời câu hỏi ngu ngốc của Tần Lạc. Ông biết hắn định hỏi điều gì nhưng vì hắn xấu hổ nên không dám hỏi thẳng mà thôi. Hắn không hỏi,
đương nhiên Phó Phong Tuyết không trả lời. Không thể chủ động nói ra khiến hắn có cơ hội công kích mình. Bản thân mình không phải kẻ ngu. Sau khi uống trà, Tần Lạc nói. Bây giờ Hoán Khê vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh. Cô ấy rất ưu tú. Phó Phong Tuyết nói. Cuối cùng Tần Lạc đã tìm được cơ hội nổi dông tố. Hắn tức giận nói. Tôi không cần cô ấy ưu tú, tôi chỉ cần cô ấy còn sống. Cô ấy muốn bản thân mình ưu tú. Phó Phong Tuyết bình tĩnh nói, giống như ông không nhận ra sự tức giận của Tần Lạc. Tại sao ông lại đồng ý với đề nghị của cô ấy? Tại sao ông lại cho cô ấy đi làm mồi nhử? Nếu xảy ra chuyện gì thì sao? Nếu ông tới chậm thì sao? Nếu ông không thể cứu thoát cô ấy thì sao? Chuyện đó không thể xảy ra. Phó Phong Tuyết nói. Nếu xảy ra thì sao? Sẽ không xảy ra. Khi nhìn vẻ mặt như chuyện sẽ như thế của Phó Phong Tuyết, Tần Lạc chỉ muốn vung quyền đánh vào mặt ông. Phó Phong Tuyết liếc nhìn Tần Lạc nói. Cậu cảm thấy làm vậy là sai sao? Đương nhiên là không đúng. Tần Lạc nói. Vậy phải cần làm thế nào? Cho dù muốn tìm hiểu thực hư của bọn họ, muốn răng một mẻ lưới bắt hết cũng có thể thực hiện biện pháp khác. Tần Lạc chột dạ nói. Hắn biết Lâm Hoán Khê không làm sai, Phó Phong Tuyết không quyết định sai. Lâm Hoán Khê và chính hắn là hai mồi nhử đầy giá trị thế nhưng vì thân phận của mình, hắn tuyệt đối không thể ra ngoài vì vậy Lâm Hoán Khê trở thành đối tượng duy nhất bị tổ chức kia coi trọng và quan tâm. Thế nhưng xét từ góc độ tình cảm, Tần Lạc tuyệt đối không thể chấp nhận được. Hắn không thể chấp nhận hành động mạo hiểm này của Lâm Hoán Khê, hắn không chấp nhận việc nàng tự quyết định đưa mình vào động ma hơn nữa nàng làm vậy chỉ hoàn toàn là vì hắn. Trách nhiệm này quá nặng, nặng tới mức Tần Lạc cảm thấy khó có thể chấp nhận. Cần phải bao lâu? Phó Phong Tuyết hỏi. Một năm, ba năm hay là 10 năm? Ngay cả đối thủ của mình là ai mà cậu cũng không biết, sao cậu có thể tìm ra căn cứ của chúng? Khi không tìm được chúng, để mặc cho chúng tự do tấn công. Cậu có thể nhẫn nhịn được nhưng ta thì không. Cậu cảm thấy cô ấy không thích hợp, vậy cậu nghĩ ai nên đi mạo hiểm, Ly, Đại Đầu, Giê-xu hay là cô bé con biết hạ độc kia? Tại sao phải là bọn họ? Cậu cảm thấy bọn họ thân thủ tốt hơn nên mới đồng ý để bọn họ gánh trách nhiệm. Bọn cũng là người, cũng sẽ phải chết. Người sống không giống nhau còn người chết đều giống nhau. Còn nữa, ta là quân nhân, mục đích của ta là chiến thắng. Còn về chuyện ai là làm bia đỡ đạn, trong mắt ta như nhau mà thôi. Phó Phong Tuyết nói. Hơn nữa kết quả lần này không tệ. Cậu còn muốn hỏi gì nữa không? Tần Lạc nuốt nước bọt hỏi. Sao hôm nay ông nói nhảm nhiều vậy? Biến. Phó Phong Tuyết nói. Đợi khi Tần Lạc bỏ chạy xa, Phó Phong Tuyết cúi đầu thổi lá trà lơ lửng trong chén. May là không có chuyện gì nếu không tiểu tử này nhất định liều mạng với mình. Ít nhất hắn cũng hắt nước trà vào mình. Chương 1270, em không chỉ có một mình. Chỉ cần 2 triệu tôi và cô sẽ đoạn tuyệt tình cảm cha con. Nói lời từ biệt, bây giờ nói lời từ biệt với cô. Chỉ cần 2 triệu tôi và cô sẽ đoạn tuyệt tình cảm cha con. Chỉ cần 2 triệu tôi và cô sẽ đoạn tuyệt tình cảm cha con. Gương mặt tham lam của Lâm Hách Huy, gương mặt lạnh lùng của Lâm Tử không ngừng hiện ra rồi biến mất giống như hình ảnh trong phim. Hai câu nói này lần lượt vang lên bên tai, càng nói càng to, cuối cùng tạo thành những âm thanh chói tai. Âm thanh đó càng lúc càng vang lên, đâm thủng màng nhĩ nàng, thần kinh nàng, đâm thủng đỉnh đầu chui ra ngoài. Âm thanh đó biến thành những con sâu nhỏ mảnh, dài hẹp, toàn thân màu đen, mềm nhũn, không có xương khớp, đầu nhọn răng nhọn. Chúng rung đùi đắc ý, chúng nhìn bốn phía xung quanh. Chúng trở nên hư ảo, sau đó hóa thành gương mặt Lâm Hách Huy và Lâm Tử. Lâm Hoán Khê mở bừng mắt, nhìn thế giới xung quanh với sắc mặt sợ hãi. Ánh nắng chói chang, thời gian ngừng trôi. Còn có một đôi mắt đầy tia máu, nhìn nàng không chớp. Tỉnh rồi. Đôi mắt đó ấm áp như ánh nắng mặt trời, gương mặt tươi cười, ôn hòa. Dạ. Lâm Hoán Khê trả lời. Nàng còn sống, rất tốt. Trong giấc mộng, nàng điên cuồng giãy giụa nhưng không thể nào giãy được. Lúc này nàng đã biết nguyên nhân, thì ra người đó nắm chặt tay nàng. Em đói không? Lâm Hoán Khê lắc đầu. Em khát không? Lâm Hoán Khê gật đầu. Ánh mắt, nụ cười đó càng vui vẻ hơn, biến mất trong thoáng chốc rồi lại xuất hiện. Hắn bưng tới một cốc nước trắng lạnh, dùng chiếc thìa nhỏ đổ vào miệng Lâm Hoán Khê. Lâm Hoán Khê há mồm, để mặc cho chất lỏng ấm áp chảy qua cổ họng mình,
làm mát phổi, ngũ tạng lục phủ của nàng, cả thân thể nàng nữa. Nàng thích cảm giác này. Có bầu trời sáng ngời, có ánh mặt trời ấm áp, có chiếc giường lớn, còn có cả người đàn ông yêu quý của nàng. Thảo nào khi nàng quyết định sẽ phải chết, nàng vẫn lưu luyến không rời. Sau khi hết chén nước, Tần Lạc hỏi. Em muốn uống nữa không? Lâm Hoán Khê lắc đầu. Vậy em hãy ngủ tiếp đi. Tần Lạc nói. Em ngủ bao lâu rồi? Một ngày một đêm. Tần Lạc nói, hắn nhìn đồng hồ, nói tiếp. Hơn 50 tiếng. Lâu như vậy sao? Lâm Hoán Khê hỏi. Em cứ nghĩ mình vĩnh viễn không tỉnh lại được. Không sao rồi. Tần Lạc nắm chặt tay Lâm Hoán Khê, an ủi nàng. Anh đã cứu em. Lâm Hoán Khê hỏi. Không phải. Tần Lạc lắc đầu. Không phải. Sự nghi ngờ hiện lên trong mắt Lâm Hoán Khê. Em căn bản không trúng độc. Tần Lạc giải thích. Không bị trúng độc. Lâm Hoán Khê hỏi lại. Nàng nhớ lại tình cảnh khi đó. Lâm Tử bơm chất lỏng trong ống tiêm vào người nàng, sau đó bản thân nàng không thở được, nàng rất khó chịu, rất đau đớn, cuối cùng thì nàng mất đi chi giác. Đúng vậy, em không trúng độc. Tần Lạc nói. Khi em được đưa về đây anh rất sợ hãi, nhưng em vẫn còn nhịp tim và hơi thở dù khá yếu ớt. Anh nghe Giê-xu nói khi bọn họ mang em ra ngoài, thậm chí em không còn nhịp tim và thở nữa, giống như đã chết thật rồi. Lâm Hoán Khê ngồi dậy, nàng nói. Em rõ ràng đã bị bà ấy tiêm thuốc độc vào người. Sắc mặt Tần Lạc trở nên nghiêm trọng, hắn hỏi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mấy người nhân cơ hội anh không ở đây đã định ra kế hoạch này, thậm chí anh không biết gì hết. Ông già kia cũng không nói. Giê-xu cũng không biết nhiều. Em nhận được điện thoại của bà ấy. Lâm Hoán Khê nói. Ngay tối hôm đó. Tần Lạc hỏi. Ngay tối hôm đó khi hắn về phòng nhìn thấy Lâm Hoán Khê ngã ngồi trên nền nhà. Mặc dù khi đó Tần Lạc đã cảm thấy tâm trạng Lâm Hoán Khê có gì đó bất ổn, nhưng hắn không quá quan tâm tới chuyện này vì khi đó hắn đang mải quan tâm suy nghĩ phương pháp chữa bệnh cho lão phu nhân Marie. Tối đó tay chân Lâm Hoán Khê rất lạnh, hắn ôm người nàng cả tối mà vẫn không khá hơn. Hắn còn định châm cứu cho nàng nhưng Lâm Hoán Khê đã từ chối, nàng nói chỉ cần nghỉ ngơi là khỏe. Đúng vậy. Lâm Hoán Khê gật đầu nói. Tần Lạc không biết nói gì. Hắn thầm nghĩ cô gái này quả thật quá mạnh mẽ, trực tiếp đi tìm người có thể quyết định được. Em kể chuyện cho phó lão. Phó lão đồng ý ở phía sau bảo vệ em. Lâm Hoán Khê nói. Em vẫn đoán bà ấy và tổ chức kia có liên quan với nhau, chính vì vậy em muốn một lần tới gặp bà ấy. Hơn nữa một câu nói của bà ấy khiến em nghi ngờ. Nói cái gì? Bà ấy nói em tới một mình. Lâm Hoán Khê nói. Nếu như bà ấy không có vấn đề thì sao còn đặc biệt căn dặn như vậy, tại sao bà ấy không muốn gặp mặt người khác? Vậy tại sao em còn bị chúng bắt đi? Ly bảo vệ em một cách công khai. Lâm Hoán Khê nói. Khi bà ấy ra tay với em, Ly đã xuất hiện kịp thời ngăn cản, thế nhưng có người đã chặn Ly lại. Em không vùng vẫy được, bị chúng đánh ngất. Tần Lạc tức giận nghiến răng nghiến lợi nói. Khi đó lão già đó và Giê-xu ở phía sau không xuất hiện cứu em sao? Em không muốn bọn họ xuất hiện. Lâm Hoán Khê giải thích cho hai người. Em đã thống nhất với bọn họ. Nếu như em hô to là, cứu mạng thì bọn họ sẽ không xuất hiện. Còn nếu như em không kêu lên một tiếng nào thì khi đó quả thực em gặp nguy hiểm. Em cảm thấy đám người kia muốn mang em tới một nơi nào đó, có lẽ vì muốn uy hiếp anh. Ít nhất trước khi đàm phán xong với anh, em vẫn an toàn. Tới khi em tỉnh lại thì đã đang nằm trong một căn phòng trống, có bà ấy và một người phụ nữ tóc vàng. Anh nhất định là biết người phụ nữ đó. Bọn họ muốn cải tạo em. Cải tạo. Bọn họ nói như vậy. Lâm Hoán Khê gật đầu. Bọn họ nói em là người chọn lựa thích hợp. À, bọn họ còn nhắc tới tên quản tự. Quản tự. Hình ảnh liên tục di chuyển trong đầu Tần Lạc, phân tích, tiếp thụ những điều Lâm Hoán Khê mới nói. Nếu đúng như vậy thì quản tự và Lâm Tử đều thuộc về một tổ chức. Hành động của quản tự sau khi về nước có thể kết luận là hủy diệt Trung Y, trong khi đó tổ chức đó liên tục tổ chức tập kích hắn, hiển nhiên cũng có liên quan tới Trung Y. Hơn nữa căn cứ vào những gì Phó Phong Tuyết và Giê-xu chứng kiến sau khi xông vào động ma, có thể kết luận đây là một tổ chức có thế lực khổng lồ, cũng là một cơ sở nghiên cứu khoa học cực kỳ tiên tiến. Thân phận của những người này là gì, không cần nói cũng biết. Mục đích của đám người này chính là tiêu diệt Trung Y. Mà muốn tiêu diệt Trung Y, trước tiên cần phải tiêu diệt hắn. Bởi vì lúc này chính hắn là người chủ yếu thúc đẩy Trung Y, cũng là người phát ngôn của Trung Y.
Một khi hắn chết, khi nào sẽ có một Tần Lạc thứ hai? Quả thật rất vinh hạnh. Tần Lạc thầm nghĩ trong lòng. Đúng vậy, bọn họ đã nhắc tới quản tự. Lâm Hoán Khê nói. Quản tự cũng là người của bọn họ. Anh có thể sâu chuỗi những sự kiện này. Tần Lạc nói. Nhưng mà em nói rõ ràng bà ấy tiêm thuốc độc vào người em. Tại sao em lại không xảy ra chuyện gì? Tần Lạc cau mày nói. Chẳng lẽ bọn họ dùng nhầm thuốc? Điều này tuyệt đối không thể xảy ra. Như vậy chính bà ấy cố tình dùng nhầm thuốc. Vì sao phải che giấu đồng nghiệp của mình? Tại sao bà ấy lại cố ý dùng sai thuốc? Lâm Hoán Khê hỏi. Sau khi thốt ra câu này, sắc mặt của nàng đột nhiên trở nên cực kỳ sợ hãi và khó tin. Rất có khả năng đó. Tần Lạc nghiêm túc gật đầu, hắn biết Lâm Hoán Khê đang nghĩ tới điều gì. Nếu không chúng mình không thể nào giải thích được chuyện này. Nhưng mà, có lẽ chính bà ấy có nỗi khổ riêng. Tần Lạc nắm chặt bàn tay Lâm Hoán Khê, nói. Khi bà ấy gọi điện thoại cho em, vì sao còn cố tình căn dặn em chỉ đi một mình? Có phải bà ấy muốn cảnh báo em không? Trong khi đó em từ câu nói này mà nhận ra ý tứ nguy hiểm nên mới đi tìm Phó Lão và Giê-xu giúp mình. Bà ấy biết em đi một mình nên mới dẫn em tới động ma, cũng chính bà ấy là người tiêm thuốc độc vào người em. Gương mặt Lâm Hoán Khê hoàn toàn không có biểu hiện vui mừng mà càng lúc càng tái nhợt. Bà ấy rất nguy hiểm. Lâm Hoán Khê nói. Đúng vậy. Tần Lạc gật đầu. Thế nhưng em không cần quá lo lắng. Nếu như chuyện đúng như những gì chúng mình suy đoán, hẳn bà ấy đã suy nghĩ xong con đường lui. Không xảy ra chuyện gì đâu. Em không thể tỉnh lại. Lâm Hoán Khê nói. Anh hiểu rồi. Tần Lạc gật đầu nói. Chuyện này chỉ có mình anh biết. Không một ai khác biết em đã tỉnh lại. Tần Lạc giải thích suy nghĩ của Lâm Hoán Khê. Nếu như quả thật Lâm Tử đứng về phía Lâm Hoán Khê, chuyện bà dùng thuốc giả tiêm cho Lâm Hoán Khê để che mắt đồng nghiệp sẽ không thể lộ ra ngoài. Nếu như để đám người đó biết Lâm Hoán Khê còn sống, Lâm Tử sẽ lâm vào tình trạng nguy hiểm. Chính vì vậy Lâm Hoán Khê vì để bảo vệ Lâm Tử nên tạm thời che giấu tin tức nàng đã tỉnh lại với bên ngoài. Tần Lạc ôm Lâm Hoán Khê vào lòng, cười nói. Đó là chuyện tốt, đúng không? Em không cô đơn. Chương 1271, Hoi Toi. Đây là một pháo đài cổ kính không rõ tên, những ngọn nến cháy chiếu sáng đại sảnh. Bởi vì phạm vi chiếu sáng của nến có hạn nên vẫn còn để lại những mảng tối âm u ở trong góc. Giá cắm nến bằng đồng và những tấm điêu khắc bằng đá bài trí trong phòng mang phong cách La Mã cổ. Trên tường có treo một tác phẩm nổi tiếng của Da Vinci, không biết đó là thật hay giả nhưng vị trí treo cực kỳ phù hợp với khung cảnh. Hai bên bàn ăn hình chữ nhật chật kín người, có đàn ông, có phụ nữ, có thanh niên nhưng phần lớn là những ông già râu tóc bạc phơ. Xét từ góc độ tuổi tác của những người ngồi đây, có thể thấy đây là một tổ chức có lịch sử lâu đời. Ngồi chính giữa, nắm giữ vai trò lãnh đạo là một ông già quắc thước, mặc vest đen. Ông ta nhìn bốn phía xung quanh, nói. Thưa quý ông, quý bà, các vị có muốn nói gì không? Không một ai trả lời, tất cả đều im lặng, trầm ngâm. Được rồi, chúng ta mời phu nhân Roland hãy nói với mọi người mấy câu. Ông già nói. Natasha, mái tóc vàng, bộ đồng phục màu tím. Đứng dậy cúi đầu rất thấp trước ông già ngồi ở vị trí chủ đạo, nói. Đây là lỗi của tôi, vì tôi vô năng làm bại lộ vị trí trụ sở của chúng ta. Khu A của chúng ta bị phá hủy, còn cả những nhân viên ưu tú cũng bị hủy. Tôi tình nguyện chấp nhận bất kỳ hình phạt nào. Chúng tôi không muốn nghe câu đó. Một người phụ nữ cũng xinh đẹp động lòng người chẳng kém nói. Cô biết là tạm thời chúng tôi sẽ không xử phạt cô. Điều chúng tôi cần biết là chuyện đã xảy ra. Dự tính sau này của cô. Đây là tất cả những gì cô cần nói. Đúng vậy, Miss Bess. Natasha gật đầu nói với Bess, đối thủ của mình. Tôi đã đánh giá thấp sự giảo hoạt của chúng. Vốn tôi muốn lợi dụng một con tin để làm một chuyện nhưng kế hoạch lần này đã xuất hiện cạm bẫy. Bọn họ đã bị theo dõi. Trong báo cáo lần trước của tôi đã đề cập tới chiến thần phương Đông Phó Phong Tuyết. Lão già này thật sự rất hùng mạnh. Bảo vệ trong căn cứ quả thật không thể chống lại được vì để tránh tài liệu về căn cứ bị tiết lộ, tôi đã tổ chức cho khu B rút lui, đồng thời hạ lệnh làm nổ tung trụ sở. Ừ, ông già chủ tọa gật đầu. Làm nổ tung, điều này rất tốt. Khu A là khu trung tâm của chúng ta, tự tay hủy diệt cũng không thể để rơi vào tay kẻ thù. Còn hoàng đế thì sao? Tại sao không mời ông ta xuất hiện đối phó với Phó Phong Tuyết?
tất cả người của hoàng đế đã điều tới châu Mỹ thế nhưng vì thuộc hạ ông ta chết nên uy tín của ông ta bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn nữa, châu Âu xảy ra chuyện, ông ta đã đi châu Âu. Natasha nói, dù gì ở đó mới là đại bản doanh của ông ta. Thế nhưng ông ta đã đồng ý hợp tác với chúng ta. Ông già đầu chọc đập nắm tay xuống bàn. Những người khác không phải là đối thủ của chiến thần phương Đông. Điều này thật sự quá vô lý. Một ông già mặt đầu vết nhám tức giận nói. Từ khi tổ chức thành lập tới nay chưa từng xảy ra chuyện như thế này. Trước kia đều do chúng ta chủ động tới gây chuyện với người khác. Bây giờ người ta chủ động đánh giết tới tận nhà mình, các người lại nói với tôi rằng không một ai là đối thủ của chúng. Đúng vậy. Bess phụ họa. Tôi cho rằng đây là sai lầm của quan chấp sự năm sao Roland. Từ khi cô ta tiếp nhận vụ việc này, chuyện càng ngày càng trở nên rất khó giải quyết. Tình hình không những không chuyển biến tốt đẹp mà còn rơi vào tình cảnh không thể cứu vãn. Tôi đề nghị trừng phạt hạ cấp với Roland, hơn nữa nhiệm vụ này giao cho những thành viên khác tiếp nhận. Miss Bess, cô có ứng viên phù hợp cho vị trí này sao? Ngài Lech, chúng ta không chỉ có một quan chấp sự năm sao. Tôi cho rằng anh ta có thể ra tay. Tôi đồng ý. Ông già ngồi ở vị trí chủ tọa thờ ơ, lạnh nhạt nhìn biểu hiện của người bên dưới, đợi khi bọn họ nói xong, ông ta nói. Roland đã giải thích rồi. Không chỉ là con người mà là chiến tranh. Bây giờ đám người đó đang ở nước Mỹ, thay tướng là điều tối kỵ. Roland rất quen thuộc tình hình của chúng, hơn nữa vẫn đang là người liên lạc với hoàng đế, cho nên tôi nghĩ nên cho cô ta cơ hội nữa. Ông già nhìn Roland hỏi. Cô tự tin sao? Đúng thưa ngài. Natasha cung kính nói, trong mắt cô ta, ông già này là người rất tôn kính. Nên biết rằng để cho người khác tiếp nhận sự vụ này thì không có gì, nhưng nếu như hạ cấp cô ta thì chẳng khác nào kết luận nhiệm vụ của cô ta thất bại. Đây không phải là điều mà một người theo chủ nghĩa hoàn mỹ như Natasha muốn tiếp nhận. Cô ta thà chết còn hơn. Được rồi. Ông già gật đầu, cười nói với Natasha. Cô là đệ tử của tôi. Tới lúc này cô vẫn không làm cho tôi thất vọng. Tôi hy vọng, lần này cũng vậy. Dạ, thưa ngài. Giải tán. Ông già xua tay nói. Hôm nay sẽ không mời mọi người ăn khuya. Khi chuông của thiết bị liên lạc trong phòng làm việc vang lên, sắc mặt Lâm Tử cứng đơ. Nhưng rồi sắc mặt bà nhanh chóng trở lại bình thường. Bà ấn nút nói chuyện và lên tiếng. Có chuyện gì vậy? Đến phòng làm việc của tôi. Từ trong loa vang lên giọng nói của một người phụ nữ. Sau khi nói xong, người phụ nữ không đợi Lâm Tử trả lời đã ngắt liên lạc. Lâm Tử thẫn thờ ngồi một chỗ, sau đó bà bỏ bao tay ra và đứng dậy. Khi Lâm Tử định đi ra ngoài, đột nhiên bà như nhớ ra điều gì đó. Lâm Tử tìm được một miếng thủy tinh trong suốt, bà đặt miếng thủy tinh lên một tấm bìa cát tông màu đen, làm thành một chiếc gương. Phòng làm việc của bà không có gương. Lâm Tử nhìn vào trong gương là một gương mặt tái nhợt, cứng đờ. Tóc trên trán khô, vàng, đôi chỗ còn kết dính chặt lại với nhau. Lâm Tử dùng tay tách chúng ra, khiến cho mềm mại buông xuống trán mình. Sau khi làm xong tất cả, Lâm Tử cảm thấy thỏa mãn, bà đứng dậy đi ra ngoài phòng. Bà đi dọc hành lang, cho tới tận khi đứng lại trước cửa một căn phòng làm việc. Cánh cửa thủy tinh tự động mở sang hai bên, Lâm Tử đi vào, chúng lại tự động đóng chặt. Phu nhân, bà tìm tôi. Lâm Tử đứng trước mặt Natasha. Natasha không trả lời, cô ta chỉ quan sát, đánh giá Lâm Tử. Một lúc lâu, bà biết không, không một ai có thể lừa gạt tôi. Natasha cười khinh miệt nói, cô ta rất xinh đẹp, khi cười giống như một đóa hoa anh túc kiều diễm. Cho tới tận lúc này không một ai có thể gạt được tôi. Bà là người duy nhất. Lâm Tử không trả lời, bà chỉ đứng yên, không nhúc nhích. Bà chính là đồ phản bội, ngay từ đầu bà đã phản bội. Natasha nói, Lâm Tử vẫn không lên tiếng, giống như là đang cam chịu. Mục đích gia nhập tổ chức của bà là gì? Natasha hỏi. Vì báo thù. Lâm Tử trả lời. Vì sao bây giờ bà không muốn báo thù nữa? Vẫn muốn. Một khi vẫn muốn vậy sao bà lại làm phản? Bởi vì chuyện đó quan trọng hơn chuyện báo thù của tôi. Lâm Tử trả lời. Bởi vì con gái của bà. Đúng vậy. Lâm Tử gật đầu, nàng mỉm cười vẻ đương nhiên, dù là bà cười nhưng cực kỳ cứng ngắt. Đã rất nhiều năm rồi bà không cười. Bà đã quên cách cười tươi mất rồi. Bà cho quản tự thay thế cô ta chính là vì muốn bảo vệ cô ta sao? Natasha hỏi. Đúng vậy. Lâm Tử nói.
Cậu ta ở cùng với con gái tôi thì không nên thích người phụ nữ khác. Đương nhiên tôi tìm cậu ta không liên quan tới những thứ đó. Cho dù cậu ta thực lòng yêu con gái tôi, chỉ yêu mình nó, tôi cũng sẽ lựa chọn cậu ta để tiến hành cải tạo. Tôi không muốn con gái mình tiếp xúc với những thứ đó. Năm xưa chính Natasha đã lựa chọn Lâm Hoán Khê, muốn nàng thực hiện kế hoạch đồ long. Bởi vì Lâm Hoán Khê có danh tiếng lưu học, năng lực xuất chúng hơn nữa chỉ số thông minh cũng đủ. Điều quan trọng hơn là Lâm Hoán Khê là cháu của Lâm Thanh Nguyên, viện trưởng viện trung y, có ảnh hưởng rất mạnh trong giới trung y. Thế nhưng khi khảo nghiệm Lâm Hoán Khê, phát hiện ra Quản Tự là bạn trai của Lâm Hoán Khê. Khi tài liệu về Lâm Hoán Khê và Quản Tự đồng thời chuyển về, Lâm Tự cho rằng Quản Tự ưu tú hơn Lâm Hoán Khê, có thể chọn hắn ta làm nhân vật quan trọng. Natasha nhìn chúng năng lực Quản Tự, cũng nhìn chúng thế lực sau lưng hắn, vì vậy đã tuyển chọn Quản Tự làm đối tượng bồi dưỡng của tổ chức. Đúng là mẹ con tình nghĩa sâu nặng. Natasha cười nhạt. Lâm Tử nhìn Natasha, nghiêm túc nói. Phu nhân, bà không có con. Bà không thể hiểu được tình cảm của tôi. Có một vài thứ có thể khiến con người không còn sợ chết. Thật vậy sao? Natasha tươi cười. Nói như vậy bà đã chuẩn bị sẵn sàng. Đúng vậy, phu nhân. Lâm Tử gật đầu. Natasha tung chân đá vào giữa bụng Lâm Tử. Răng rắc. Người Lâm Tử trượt một đoạn dài trên nền nhà, chỉ đứng lại khi chạm vào tủ thuốc ở góc tường. Sắc mặt vốn đã tái nhợt lúc này càng tái nhợt, khóe miệng trào máu tươi. Lâm Tử dùng ống tay áo lau miệng, ngay lập tức ống tay áo màu trắng dính đầy máu. Nếu như vậy, bà phải chết. Natasha nói, cô ta đi tới, đá từng cước một vào người Lâm Tử đang ngồi ở góc tường. Binh! 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 Giày cao gót bằng da đá vào người rất đau, rất đau. Da như muốn chóc ra, các khớp xương như muốn vỡ nát nhưng Lâm Tử vẫn không cảm thấy đau đớn. Bởi vì bà đang cười. Gương mặt đờ đẫn, cứng đờ đột nhiên nở một nụ cười tươi như hoa, rung động lòng người. Chương 1272, thường đờ xe phu ho nguôi dây. Cửa thủy tinh tự động tách sang hai bên, một nam nhân mặc Âu phục màu đen đi đến, khom người nói, phu nhân có cần hỗ trợ gì không ạ? Tao rất hưởng thụ việc tự mình trừng phạt tên phản đồ này. Natasha nói. Phản đồ. Hắc y nam nhân nhìn thoáng qua Lâm Tử rồi không nói thêm gì nữa. Lâm Tử sau khi ly hôn Lâm Hách Huy thì một mình tới Mỹ và đảm nhiệm nghiên cứu viên tại một phòng nghiên cứu. Mặc dù chuyên ngành học của bà là Tây y nhưng dù sao chồng bà từng là lão bản của một công ty trung y dược. Ông bà Lâm Thanh Nguyên là viện trưởng một bệnh viện, trong giới trung y có địa vị hết sức quan trọng, con nên rất nhanh bà đã được một phòng thí nghiệm của Úc để ý. Lúc đó Lâm Tử vẫn chưa nguôi ngoài chuyện Lâm Hách Huy phản bội, trong lòng còn có ý trả thù nên khi phòng thí nghiệm Úc kia tìm tới cửa thì song phương nhanh chóng bắt tay với nhau. Ngươi vì ta phục vụ, ta giúp ngươi bảo thù theo như nhu cầu. Thế nhưng việc này lại vì chuyện Lâm Hoán Khê đến Mỹ mà chuyển hướng. Không biết là vì tìm kiếm mẫu thân hay là vì muốn thoát khỏi thành thị ô nhiễm đầy áp lực mà cô lựa chọn đến Mỹ học đại học và cái phòng thí nghiệm Úc kia lại để mắt đến Lâm Hoán Khê. Theo quy định thì thân nhân của nhân viên phòng nghiên cứu đều bị thẩm tra theo dõi, hơn nữa còn bị bọn chúng đưa vào cái gọi là phạm vi dự trữ nhân tài. Thời gian đó trung y đang có xu thế phát dương trở lại, phòng thí nghiệm Úc căn cứ vào đó mà chế định ra kế hoạch đồ long, mà để thực hiện kế hoạch đồ long này thì lại cần một người có trí tuệ, có năng lực và khả năng ẩn nhẫn cao, nhất là phải có quan hệ với những nhân vật cầm đầu trung y tại Hoa Hạ. Không thể nghi ngờ gì nữa, Lâm Hoán Khê chính là một lựa chọn không tệ. Nhưng Lâm Tử lại phản đối lựa chọn này. Bà cho rằng bạn trai Lâm Hoán Khê là Quản Tự ưu tú hơn nữa khả năng của hắn còn hơn xa Lâm Hoán Khê. Để hắn chấp hành kế hoạch này mà nói, xác suất thành công sẽ cao hơn người khác. Không thể không nói, độc nhất là lòng dạ đàn bà A Hát. Quản Tự, cái thằng quỷ không may còn chưa kịp ra mắt nhạc mẫu đại nhân thì đã bị bà ta cho một đao, cuối cùng trực tiếp đem cái mạng nhỏ lấy đi. Phòng thí nghiệm Úc sau khi tiến hành xét duyệt hai người thì đã đồng ý với đề nghị của Lâm Tử, lựa chọn Quản Tự làm người dẫn đầu. Sau khi bị phòng thí nghiệm Úc cải tạo, Quản Tự đã trở thành một vương bài trong tay bọn họ, còn Lâm Hoán Khê cũng bởi vì Quản Tự thay lòng đổi dạ mà thương tâm dứt áo đến Mỹ, cũng là trời đưa đất đẩy mà lại bảo toàn được chính mình. Vì báo thù cũng là vì để tránh cho nữ nhi mình lần nữa rơi vào trong tay của bọn hắn, Lâm Tử tiếp tục làm việc cho phòng thí nghiệm này. Ngoài ra cũng vì bà cũng bị cải tạo qua nên cho dù muốn rời đi cũng không được. Quản Tự cũng như vậy, hắn biết rõ ràng con đường mình đang đi chính là tuyệt lộ,
hắn biết kết quả cuối cùng của mình là cái gì nhưng lại vô pháp lui về phía sau, vô pháp trốn tránh nên chỉ đành thể kiên trì đi tiếp. Đối với bọn họ mà nói, có thể sống thêm một ngày là biết một ngày a. Những người trong phòng thí nghiệm Úc này không phải là thiên tài thì cũng là tên điên, mà hai loại người này cũng không khó khăn để liên tưởng với nhau. Vì bảo toàn chính mình, Lâm Tử đã tự biến mình thành một người điên. Quả nhiên, bởi vì tính tình của bà đại biến, ngược lại lại dần dần được phòng thí nghiệm tiếp nhận, qua đó có thể hùn vốn hoặc là độc lập nghiên cứu một ít hạng mục. Nhân sự kiện ảnh nút hội trưởng môn, bà được chỉ thị trợ giúp ở sau lưng. Qua đó hình ảnh mất tích nhiều năm của bà rốt cuộc một lần nữa lọt vào tầm mắt của bọn người Lâm Hoán Khê, mà loại hành vi này của bà cũng khiến cho Natasha cảm thấy tín nhiệm. Người mà ngay cả con gái mình cũng có thể làm hại thì còn có cái gì không thể làm được nữa. Theo đó, sau khi kế hoạch bắt cóc thành công, Natasha sẽ cải tạo Lâm Hoán Khê để cho tổ chức sử dụng, và người mẹ Lâm Tử này chính là mồi nhử tốt nhất. Quả nhiên, hết thảy đều phi thường thuận lợi, nhưng chẳng ai ngờ rằng Lâm Tử này lại chính là phản đồ. Natasha là người nào? Ả chính là chấp sự quan cấp 5 sao trong tổ chức, lật tay làm mây úp tay làm mưa, tỷ lệ thất bại khi làm nhiệm vụ là không. Tuy là không biết Lâm Hoán Khê còn sống hay chết, nhưng sau khi đem mọi sự kiện sâu chuỗi suy xét lại một lần thì liền phát hiện ra điều dị thường, mà nhân vật đáng nghi ngờ nhất lại chính là Lâm Tử, là người mà Ả đang rất tín nhiệm. Sau khi giải quyết nghi vấn cùng với đồng sự và đánh hơi thấy nguy cơ bị giáng cấp, Ả lập tức gấp gáp trở về thanh lý môn hộ. Tuy nhiên điều làm cho Ả phiền muộn đến thổ huyết chính là, vô luận là dùng sức tới cỡ nào thì Lâm Tử cũng chỉ có rút thân thể mà tuyệt không kêu ca rên gì đau đớn, hơn nữa trên mặt bà ta vẫn luôn giữ vẻ tươi cười, càng làm cho Ả cảm thấy đây như là một loại châm chọc, là sự giễu cợt đối với chính mình. Vì vậy, Ả lại càng thêm tò mò. Ba, có phải bà rất đắc ý hay không? Natasha ngừng động tác đá người cười lạnh nói. Không tệ, bà có tư cách để kiêu ngạo. Ngay cả tôi cũng khâm phục bà rồi. Lâm Tử chỉ ngẩng đầu nhìn Ả một cái nhưng không nói lời nào. Nếu cô đã chuẩn bị cho cái chết thì tôi sẽ thành toàn cho bà. Natasha nói. Người đâu? Trung niên nam nhân đang đứng ngoài quan sát vội bước nhanh vào nói. Phu nhân, đem bà ta đi gặp con gái, để cho con gái bà ta biết rõ mình có một mẫu thân vĩ đại như thế nào. Vâng, phu nhân. Nam nhân khom người đáp ứng nói. Tần Lạc mấy ngày nay hết sức bề bộn, Lâm Hoán Khê hôn mê bất tỉnh, hắn phải canh giữ ở bên giường cả ngày lẫn đêm. Ly bị thương, vết thương tuy không nặng nhưng lại cực kỳ phiền toái vì miệng vết thương rất to và nhiều. Cho dù chỉ là bôi thuốc sát trùng cũng cần không ít thời gian. Cũng may miệng vết thương Hồng Phu đang chậm rãi khôi phục, bằng không thì Tần Lạc không biết làm sao có thể đủ sức chiếu cố nhiều bệnh nhân như vậy rồi. Kỳ thật trong đội ngũ thì không chỉ có Tần Lạc là bác sĩ. Hắn hoàn toàn có thể đem Ly cùng Hồng Phu cho bọn họ hỗ trợ, nhưng Tần Lạc không làm như vậy. Các cô cũng là vì hắn mà bị thương, các cô vì chính mình mà xuất sinh nhập tử. Nếu như có thể vì bọn họ làm một ít việc mà nói, trong lòng Tần Lạc cũng sẽ thoải mái hơn một ít. Đau không? Tần Lạc vừa bôi thuốc cho Ly vừa hỏi. Đây không phải lần thứ nhất hắn cởi quần áo bôi thuốc cho Ly, cho nên đối với việc cô nằm lì ở trên giường, đem trọn tấm lưng trần hướng về phía hắn cũng thấy có cái gì quái dị. Đối với một người không phải là trượng phu người ta mà lại có thể chứng kiến một nữ nhân lỏa lồ ra thịt nhiều như vậy, người còn thấy cái gì chưa đủ hay sao? Anh đã hỏi rất nhiều lần rồi đó. Ly không kiên nhẫn nói. Tôi sợ cô đau đớn. Tần Lạc cười cười nói. Tôi không đau, anh đi đi. Ly nói. Còn chưa bôi thuốc xong đâu. Tần Lạc nói. Đi đi. Không đi. Tần Lạc nói. Để tôi tiếp tục giúp cô bôi thuốc. Hắn biết rõ vì cái gì mà Ly tức giận như vậy, là một nữ nhân mặc dù cô không quá chú trọng đến hình tượng nữ nhân nhưng việc thân thể của mình bị người ta đánh tổn thương thành cái bộ dáng này thì trong lòng vẫn là có chút không thoải mái. Hơn nữa, cho tới bây giờ cô vẫn còn cho rằng mình đã bảo vệ Lâm Hoán Khê không tốt cho nên mới khiến cho Lâm Hoán Khê bị người xấu làm hại hôn mê bất tỉnh. Trong lòng của cô vẫn một mực trách cứ chính mình. Anh không đi thì tôi đi. Ly cầm quần áo che ngực rồi muốn từ trên giường nhảy xuống. Tần Lạc đưa tay giữ cô lại mà nói. Cô định làm gì, thuốc còn chưa bôi xong đâu, cô gấp cái gì? Tôi thích gấp cái gì thì gấp cái đó. Ly đã chuẩn bị cùng Tần Lạc đối nghịch rồi. Tần Lạc cười cười, nói. Cô đang tự trách mình hả? Tại sao tôi phải tự trách? Ly rất không khách khí nói nhưng trong ánh mắt hung khí đã yếu đi vài phần. Nhiều khi, biểu hiện của cô giống như một tiểu hài tử.
cô cảm thấy là bảo vệ Lâm Hoán Khê không tốt sao? Đúng không? Ly không nói lời nào, chỉ trừng mắt hung ác nhìn Tần Lạc. Kỳ thật cô đã làm vô cùng tốt rồi. Tần Lạc vừa cười vừa nói. Hắn bôi thuốc lên miệng vết thương cuối cùng của Ly rồi nói. Lật lại, tôi giúp cô bôi thuốc lên miệng vết thương trên bụng. Ly nằm lật lại, cô dùng quần áo che lấy bộ ngực, chỉ để hở đoạn eo mềm mại mượt mà vào vùng rốn cho Tần Lạc xem. Phần bụng cũng có 3 vết thương, Tần Lạc dùng chiếc dao nhỏ khẽ đem miệng vết thương mới xe mở ra sau đó rắc dưỡng cơ phấn vào, hắn vừa cười vừa nói. Yên tâm đi, cô rất nhanh sẽ có một làn da mới. Ly không nói gì, đối với cái này cô không có mấy hứng thú. Tôi cũng giống cô, trước khi việc này phát sinh thì đều không rõ. Tần Lạc giải thích nói. Đây là do Lâm Hoán Khê và Long chủ lập ra kế hoạch và vì để tìm được đại bản doanh của bọn hắn nên Hoán Khê đã cố ý để cho người ta bắt cóc đi. Tại thời điểm cô và gã nhà ảo thuật kia chiến đấu, kỳ thật Long chủ và Giê-xu ở ngay bên cạnh. Thật sự là như vậy. Ly mở to hai mắt nhìn hắn hỏi. Đúng vậy. Tần Lạc gật đầu nói. Ly thoáng cái nhảy dựng lên, cô mặc xong quần áo rồi quay mặt đi ra ngoài. Cô đi đâu vậy? Tần Lạc đuổi theo hỏi. Ta đi đánh cho Giê-xu một trận. Ly nói. Đáng thương Giê-xu, cầu mong Thượng Đế sẽ phù hộ cho ngươi. Chương 1273, ba o trong bao ruồi lau. Trong gian phòng trống trải đang có hai chiếc bàn dài xếp song song. Mặt bàn được phủ vải trắng xóa, trên mỗi cái bàn có một người nằm nhưng đó là người chết. Một người dáng thấp bé, chỗ cổ họng có dấu vết khâu lại. Một người khác khổ người cao lớn hơn một ít. Chỉ là lúc này cơ thể hắn đã hoàn toàn biến dạng, hoặc là thiếu khuyết một nửa cánh tay, 10 ngón chân. Tóm lại là trên người thiếu khuyết vô số da thịt và bộ phận, có thể dùng hình ảnh vừa bị bom oanh tạc để hình dung. Một mục sư mặc trang phục màu đen đang đứng giữa hai cái bàn lớn, hai tay hắn cầm một bản thánh kinh đặt ở cạnh đầu bọn họ, hai mắt nhắm lại lẩm bẩm nói. Lạy Chúa dạy bảo bằng hữu của ta, tại lúc mềm yếu có thể kiên cường bất khuất, tại lúc e ngại có thể dũng cảm tự cao, thành thật trong lúc thất bại. Không chút tức giận, tại lúc thắng lợi vẫn có thể bảo trì khiêm tốn ôn hòa. Chúa ơi, mặc dù bọn họ chết rồi nhưng cũng xin người cho bọn họ được hưởng thụ cực lạc. Nếu như ngài có thể làm được hết thảy điều này, bọn họ sẽ là người hầu thành tín nhất của ngài. Mục sư dám cò kè mặc cả cùng Thượng Đế thật đúng là hiếm thấy, ít nhất dũng khí của hắn cũng đủ làm cho người ta khâm phục. Sau lưng gã mục sư này có một nữ nhân tóc vàng mặc áo da màu đen cùng một nam nhân gãy một tay, dáng vẻ đờ đẫn đang đứng nhìn. Bọn hắn trầm mặc, yên tĩnh đứng đấy, không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào hai gã đồng bạn đã từng là chiến hữu của mình. Bát đại chiến tướng của hoàng đế, đây là cách xưng hô quang vinh cỡ nào a hát thế nhưng điều này hiện tại lại mang đến cho bọn hắn sự sỉ nhục khó chịu nổi. Quái thú chết trận, kim đồng chết trận, quỷ ảnh bị chém nứt một đầu cánh tay, ngực bị đâm thủng, mà ngay cả bá tước kẻ được xưng là hoàng đế đệ nhị cũng bị người ta gọt sạch đầu. Chiến tích như vậy thật sự là làm cho không người nào có thể ngẩng mặt lên được. Mục sư sau khi cầu kinh xong thì quay lại nhìn hai người sau lưng nói. Thượng đế sẽ tiếp nhận bọn họ là người ưu tú như thế, thượng đế cũng cần phải có thủ hạ chứ. Mày nói nhảm nhiều quá. Quỷ ảnh mặt không biểu tình nói. Mày không phải là mục sư sao? Mày tin phụng thượng đế cùng quang minh, mày cho rằng thần không gì không làm được hơn nữa lại vĩnh sinh ư. Vậy mày cầu xin họ cho hai gã này phục sinh đi à? Mày coi đây là trò chơi wow hay sao? Mục sư sắc mặt không vui nói. Thượng đế nguyện ý tiếp nhận bọn hắn cũng đã là không tệ rồi. Bọn hắn khi còn sống cũng chưa cầu nguyện bao giờ. Mày thì sao? Mày cũng nên cầu xin Thượng đế tiếp nhận mày đi. Cho tới bây giờ mày cũng chưa làm được chuyện gì tốt đẹp. Giết người là vì cứu người. Mục sư nói. Làm thế nào để phân biệt rõ ai là tín đồ trung thành nhất là chuyện của Thượng Đế? Quan hệ gì đến bọn mày? Hai đứa chúng mày ầm ĩ quá. Ngọc Nữ lạnh giọng quát. Cút ra ngoài. Tại sao tao phải cút ra ngoài? Mày không phải là Thượng Đế cũng không phải là Hoàng Đế, tao tại sao phải nghe lời mày? Mục sư miệng cười phi thường nham hiểm nói. Ca ca ngươi đã chết thì quan hệ gì tới chúng ta? Thút thít nỉ non là chuyện của ngươi, cười nói là chuyện của bọn tao. Mục sư, cầm cái miệng thúi của mày lại. Quỷ ảnh cũng rất không bình tĩnh. Hắn biết Ngọc Nữ rõ đau lòng vì ca ca đã chết. Bọn họ là song bào thai huynh muội, từ nhỏ đến lớn đều ở cùng một chỗ, cho tới bây giờ vẫn chưa từng chia lìa. Không nghĩ tới, lần này lại chia ly vĩnh viễn.
Trong mắt người ngoài, việc bọn hắn giết người uống máu là chuyện rất bình thường, thế nhưng bọn hắn cũng là người, là nhân loại có cảm tình, cũng bởi vì vui vẻ mà hoan hô, cũng bởi vì đau xót mà rơi nước mắt. Kẻ tàn tật, mày muốn đánh nhau phải không? Mục sư không khách khí nói. Mày! Quỷ ảnh bị chọc giận, muốn dùng cánh tay còn lại kia nện dẹp đầu hắn thì bị ngọc nữ giữ lại. Quỷ ảnh nghi hoặc nhìn mặt ngọc nữ, nhìn thấy ánh mắt của ả nhấp nháy về phía sau thì lập tức mẫn cảm quay đầu lại. Lập tức hắn nhìn thấy nam nhân kia đứng ở cửa. Đó là một nam nhân cực kỳ anh tuấn, ngũ quan hài hòa, tóc đỏ cắt ngắn, trên người mặc bộ Âu phục màu trắng không một nếp nhăn. Không biết hắn xuất hiện lúc nào nhưng cũng không thấy có ý tứ đi vào. Hắn dùng một cái khăn lụa màu trắng che mũi cùng miệng, vẻ mặt chán ghét nhìn hai cổ thi thể trên bàn mà hỏi. Bọn hắn đều chết hết rồi à? Đúng vậy. Mục sư hồi đáp, tuy nhiên trong lòng hắn cảm thấy hỏi câu này có vẻ rất ngu ngốc. Đã cầu nguyện rồi hả? Nam nhân lần nữa hỏi. Đúng vậy. Mục sư nói, bát đại chiến tướng của hoàng đế trước mặt nam nhân thậm chí ngay cả lớn tiếng thở dốc cũng không dám. Vậy thì hỏa táng đi à? Nam nhân nói xong liền xoay người rời đi. Đúng vậy, điện hạ. Mục sư khom người đáp ứng. Ngọc nữ hầm hầm nhìn gã mục sư một cái rồi bước nhanh đi theo sau nam nhân áo trắng kia. Mãi đến khi đi tới trong đại sảnh, nam nhân áo trắng mới bỏ cái khăn lụa xuống, ném cho người hầu bên cạnh, ngay lập tức có người bưng chậu nước ấm tới cho hắn rửa tay. Nam nhân này sau khi rửa tay lại thay đổi một đôi giày da sạch sẽ rồi mới quay lại nhìn đám quỷ ảnh nói. Cởi quần áo trên người mày ra. Quỷ ảnh không dám phản bác lập tức nghe theo. Sau khi cởi bộ Âu phục màu đen và áo sơ mi màu trắng ra thì trên người hắn lộ ra một đám băng bông quấn chặt lấy thân thể. Tháo cả băng gạt nữa. Nam nhân áo trắng nói. Quỷ ảnh lần nữa nghe theo, lần lượt tháo băng gạt trên cánh tay ra. Cũng may là miệng vết thương kia đã được bôi một loại thuốc đặc hiệu nên đã khép miệng và việc tháo băng gạt cũng không là hắn chảy máu quá nhiều. Nam nhân áo trắng đi tới, hắn chăm chú nhìn chỗ xương bả vai tay bị cụt của quỷ ảnh mà nói. Một kiếm thật nhanh, rồi cười tán thưởng. Vết thương này thật đẹp. Quỷ ảnh kém tí nữa là ngã ngửa ra. Mẹ nó, mình mất cánh tay, không an ủi người ta vài câu thì thôi lại còn tán thưởng kiếm của người khác nhanh, khen vết thương này đẹp, nhanh cái mẹ của mày a hát, đẹp cái ông mày a. Cũng may là nam nhân này cũng không muốn nhìn lâu, hắn phất phất tay về sau rồi nói. Băng lại đi mà ra kia băng, đừng để chảy máu làm ô yếu thảm của tao. Nam nhân này ngồi ở bên trên chiếc ghế da màu trắng mềm mại suy nghĩ một chút rồi nói. Tao muốn gặp hắn và mời hắn ăn bữa cơm, bọn mày nói xem khách sạn Hoa Hạ nào làm đồ ăn ngon hơn a. Tần Lạc không chỉ phải trị liệu cho Lâm Hoán Khê, cho Ly và Hồng Phu mà mỗi ngày còn phải đi thăm Marie phu nhân để xem xét tình huống của bà ta. Vương Dưỡng Tâm từ sau khi lấy được phương thuốc của Tần Lạc rồi thì mỗi ngày đều sai hai vị lão sư Cố Bách Hiền cùng Lý Tử Nhân chăm chú nấu thuốc. Hàng ngày, sau khi nấu thuốc xong Vương Dưỡng Tâm lại đích thân đưa qua cho Marie phu nhân uống, tuyệt không mượn tay người khác. Jackson cũng đem một gói thuốc này đi đến phòng nghiên cứu làm xét nghiệm, kết quả xét nghiệm cho thấy thuốc này cũng không có thành phần nào có hại đối với người thì hắn mới yên tâm. Đều là thuốc bổ cả, làm sao có thể có hại với con người được. Vì bảo hộ Lâm Tử, Lâm Hoán Khê một mực lâm vào tình trạng hôn mê bất tỉnh. Ngoại trừ bên trong đội ra thì ngoại giới căn bản là không ai biết được tình huống hiện tại của cô. Hơn nữa cô không xuống dưới lầu, cũng không ra khỏi cửa, cả ngày đều trốn trong phòng ngủ. Bởi như vậy nên vị hôn phu Tần Lạc này cũng chỉ đành chui vào phòng làm bạn. Hôm nay cũng vậy, Tần Lạc đang ngồi ở đầu giường gọt táo cho Lâm Hoán Khê thì chợt có tiếng đập cửa. Tần Lạc đem quả táo đang gọt ném cho Lâm Hoán Khê rồi cười nói. Để anh ra xem. Hắn vừa mở cửa thì thấy đại đầu đứng ở bên ngoài. Có việc gì không? Tần Lạc hỏi, nếu như không có việc gì thì đại đầu sẽ không tìm hắn. Đại đầu gật đầu, mặt lộ ra vẻ quái dị. Tần Lạc đóng cửa phòng đi ra rồi nhỏ giọng hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Có người đưa tới một bao đồ vật. Đại đầu nói. Cái gì vậy? Chính anh nên đi xem. Đại đầu không biết là nên phải biểu đạt như thế nào nữa. Thấy vậy trong lòng Tần Lạc chợt trầm xuống và có cảm giác rất không ổn. Lúc Tần Lạc đi xuống lầu vào phòng khách thì đã thấy Phó Phong Tuyết, Jesu, Ly và Hồng Phu và còn có bọn người Cố Bách Hiền, Lý Tử Nhân đang ngồi đó. Sắc mặt mọi người đều âm trầm nhìn chằm chằm vào một cái túi nhựa lớn trên mặt đất, giống như là thấy chuyện gì rất kinh khủng vậy. Làm sao vậy?
Tần Lạc đi tới hỏi. Không có người nào trả lời nhưng tất cả mọi người đều lui về phía sau một bước, để hắn bước vào vị trí trung tâm. Tần Lạc nhìn mặt Phó Phong Tuyết rồi kéo túi khóa ra. Hắn chỉ kịp nhìn liếc qua một cái rồi ngay lập tức kéo khóa lên. Tàn nhẫn, huyết tinh, khủng bố, ai đưa tới vậy? Tần Lạc là người hàng ngày tiếp xúc với rất nhiều bệnh nhân với đủ loại bệnh tật, đủ loại vết thương mà cũng có cảm giác buồn nôn. Bọn hắn làm sao có thể làm ra chuyện như vậy? Là do bưu chính chuyển tới. Dại đầu nói, cái bao này là do hắn đứng ra ký nhận. Nếu là bưu kiện do công ty đưa tới thì Tần Lạc muốn tìm hiểu nguồn gốc nơi gửi cũng rất khó khăn. Chỉ là sau khi chứng kiến một thứ như vậy hắn làm sao có thể giải thích với Lâm Hoán Khê? Làm sao để nói cho một nữ nhân vừa mới cảm nhận được một chút tình thương của mẹ là mụ mụ ngươi, bà ấy đang ở trong cái túi dưới lầu kia? Cái này thật quá tàn nhẫn. Đối với Lâm Hoán Khê tàn nhẫn. Đối với hắn cũng rất tàn nhẫn. Cứ nói cho cô ấy biết đi. Phó Phong Tuyết nói. Cô ấy rất cứng cỏi. Không có chuyện gì là không thể đối mặt. Tần Lạc gật đầu đi ra, bước chân của hắn thật gian nan, mỗi bước nặng tựa nghìn cân. Chương 1274, con không nên hét nước chai cay len mét me. Lợi dụng sự kiện hội trưởng môn, Lâm Tử ở phía sau đâm Lâm Hoán Khê một đao, điều này đã khiến cho Tần Lạc hận không thể đem nữ nhân biến thái này. Lấy đao chém chết, cầm súng bắn chết, đem độc dược hạ độc chết, tóm lại là môn bà ta sớm chết đi, lần này thì tốt rồi, Lâm Hoán Khê một mặt là muốn ở bên cạnh Tần Lạc, một mặt khác lại muốn tìm hiểu rõ chân tướng sự việc về mẹ cô. Tại sao vô duyên vô cớ mà bà lại hạ độc thủ với chính nữ nhi của chính mình? Tần Lạc hiểu suy nghĩ của Lâm Hoán Khê nên cũng muốn giúp cô cởi bỏ khúc mắc này. Mặc dù biết rõ hành động ở nước ngoài rất nguy hiểm nhưng hắn vẫn đáp ứng đi với cô. Vì muốn bảo vệ cô, hắn thậm chí còn cùng quân sư bố trí khổ nhục kế, mời Long Vương về Long Tức, mượn Phó Phong Tuyết cùng đi. Quả nhiên, Lâm Hoán Khê đã gặp được Lâm Tử và cũng vén ra được bức màn bí ẩn này. Cô đã tìm được chân tướng sự việc thế nhưng cái chân tướng này lại quá mức tàn nhẫn, so với việc suy đoán Lâm Tử muốn làm hại con gái mình thì càng thêm tàn nhẫn hơn. So với suy đoán của bọn hắn thì sự thật này càng làm cho người ta khó có thể tiếp nhận. Tần Lạc làm thế nào để thuyết phục Lâm Hoán Khê, muốn dùng ngữ khí như thế nào, thần thái thế nào để nói cho cô biết, kỳ thật, người mẹ mà cô vốn oán hận bấy lâu nay vẫn một mực phía sau theo dõi cô, yêu thương cô, bảo vệ cho cô. Hắn làm thế nào để nói ra điều này? Tần Lạc thật sự cảm thấy khó xử. Hắn không phải là một người kém ăn nói, lúc đối mặt với vô số người trong giới truyền thông vẫn có thể dẫn dắt được xu thế. Nhưng hiện tại hắn lại không biết phải làm như thế nào để thay đổi cảm xúc của một Lâm Hoán Khê. Tần Lạc phiền muộn vỗ vỗ đầu, thống khổ mà hỏi. Nói như thế nào đây? Không có người nào trả lời, chuyện như vậy không người nào nguyện ý hỗ trợ mà cũng không có ai có thể hỗ trợ được hắn. Từ lầu 1 lên đến lầu 3 có tất cả 69 bậc, thời gian đi lên đại khái mất 2 phút thế nhưng hôm nay Tần Lạc đi mất gần 10 phút mà vẫn còn bồi hồi ở lầu 2. Tuy nhiên rốt cuộc Tần Lạc nổi lên dũng khí, hắn xoa xoa gương mặt mình để cho hắn thoạt nhìn càng thêm ôn hòa một ít, không muốn biểu lộ ra vẻ cứng ngắc sau đó đi đến cửa phòng vui vẻ đẩy cửa phòng ra. Lâm Hoán Khê đang ăn táo, một tay kia cầm một tờ báo đọc. Thấy Tần Lạc đi vào cô buông báo ra hỏi. Có chuyện gì xảy ra à? Không có việc gì. Tần Lạc vừa cười vừa nói. Lâm Hoán Khê rất nghiêm túc nhìn hắn nhưng không nói gì. Sao lại nhìn anh như vậy à? Tần Lạc có cảm giác đứng ngồi không yên, chẳng lẽ cô đã nhìn ra cái gì rồi? Anh đang rất khẩn trương. Lâm Hoán Khê nói, mà cười cũng rất miễn cưỡng. Lâm Hoán Khê nhìn bộ dạng của Tần Lạc rồi nói tiếp. Nếu như rảnh rỗi thì không có lý do gì mà quay về lại vẫn đứng ở đó cười ngây ngô. Tần Lạc biết rõ không giấu giếm được rồi, hắn ngồi xuống bên cạnh Lâm Hoán Khê, vươn tay ôm cô vào trong ngực rồi vừa cười vừa nói. Vừa rồi anh xuống lầu. Nghe được bọn họ đang nói chuyện phiếm. Giê-xu khoác lác nói bọn hắn xông vào ma quật, giết hơn 100 người mà những người này đều là nhân viên nghiên cứu cao cấp nhất thế giới. Đánh nát vô số thiết bị dụng cụ có giá trị vài tỷ đô la, ngoài ra còn hủy diệt vô số thành quả nghiên cứu. Bọn hắn trước lúc mang em rời đi còn đánh bom nổ tung căn cứ khiến cho mặt đất sụp sâu xuống. Em nghĩ coi, nếu như không có em đi phía trước dẫn đường mà nói thì hành trình đến Mỹ lần này của chúng ta sao có thể được thành quả lớn như vậy? Nếu để cho cái tổ chức này tiếp tục tồn tại này thì ai biết bọn chúng sẽ làm ra chuyện điên cuồng kinh khủng cỡ nào nữa. Lâm Hoán Khê đang ăn táo động tác chợt dừng lại,
vẻ mặt ngưng trọng nhìn Tần Lạc. Tần Lạc giả bộ không có chú ý tới vẻ khác thường của cô, tiếp tục nói. Cho nên mới nói, trong sự kiện lần này công thần lớn nhất là em. Có câu nói như thế nào nhỉ? Lão hổ không phát huy thì tưởng ta là con mèo bệnh, còn một khi phát huy thì mang đến lực phá hoại quả thực nghe rợn cả người. Anh đoán chừng mất kẻ lãnh đạo phía sau tổ chức này hiện tại đang ôm đầu khóc giống a. Bà ấy có phải đã chết hay không? Lâm Hoán Khê hỏi. À, Tần Lạc ngẩng đầu nhìn Lâm Hoán Khê. Bà ấy chết rồi, đúng không? Lâm Hoán Khê hỏi. Anh cố ý nói lên thành quả hành động lần này, cố ý nói ra chuyện chúng ta đạt được bao nhiêu công tích, nhưng thật ra là muốn nói cho em biết bà ấy đã chết rồi, để cho em không phải khổ sở đúng không? Tần Lạc nghĩ, nói chuyện cùng người thông minh thật là bớt được nhiều việc, người nói tới nói lui mà nàng chỉ liếc mắt cái đã có thể nhìn rõ ràng bản chất sự việc. Thế nhưng mà bởi như vậy mà tình huống đã không còn do hắn khống chế a hát. Thấy Tần Lạc trầm mặc, Lâm Hoán Khê hiểu rõ mình suy đoán không sai. Bà ấy đang ở đâu? Lâm Hoán Khê hỏi. Ở dưới lầu. Tần Lạc nói. Lâm Hoán Khê vén chăn bước xuống thì lại bị Tần Lạc ôm lại nói. Em không cần xuống dưới. Để anh đưa bà ấy lên. Lâm Hoán Khê hết sức liều mạng giãy giụa thế nhưng Tần Lạc gắt gao ôm lấy khiến cô không thể nhúc nhích. Lâm Hoán Khê liền há mồm cắn mạnh vai Tần Lạc, dùng sức, lại dùng lực cho đến khi vai hắn chảy máu thế nhưng Tần Lạc vẫn cứ như người sắt vậy. Hắn vẫn ôm chặt cô nhất định không chịu buông ra, không đồng ý cho cô xuống lầu. Lâm Hoán Khê rốt cuộc không giãy giụa nữa, cũng không động đậy được nữa. Cô tựa vào ngực Tần Lạc, hai dòng nước mắt chảy xuống. Tần Lạc trong lòng cực kỳ bi ai. Vận mệnh đối với cô bé này là quá không công bình, quá không công bình. Hắn muốn nói lời an ủi gì đó nhưng hắn hiểu lúc này Lâm Hoán Khê không cần những thứ này. Cái hắn có thể làm tốt được là chăm chú ôm chặt cô, truyền cho cô sự ôn hòa và lực lượng. Thật lâu sau, Lâm Hoán Khê từ trong ngực Tần Lạc đứng lên, cô đưa tay gạt nước mắt hỏi. Bộ dáng bà ấy có phải là rất khó coi hay không? Tần Lạc gật đầu rồi lại lắc đầu, bộ dáng của bà ấy rất khó coi thế nhưng mà trong lòng Tần Lạc thì lại không thấy khó coi chút nào. Bất kỳ một người mẹ nào có thể làm được những việc này, bà ấy cũng sẽ không khó coi. Lâm Tử không phải là một người mẹ làm hết phận sự của mình nhưng đúng là một bà mẹ vĩ đại. Những gì bà mong muốn bà đã làm được. Hơn nữa, Tần Lạc đã nhìn thấy bà, hắn thấy bộ dạng vui vẻ còn vương trên khóe mắt bà. Tại thời khắc chết đi bà vẫn mỉm cười, nhất định là vì bà cảm thấy kiêu ngạo tự hào. Anh đi xuống đưa bà lên đi. Lâm Hoán Khê nói. Tốt. Tần Lạc đáp ứng nói. Lâm Hoán Khê đứng trước mặt Tần Lạc cởi bỏ áo ngủ trên người. Cởi tất chân ra mà đi vào phòng tắm. Tần Lạc lo lắng nhìn thoáng qua thân ảnh của cô, mãi đến khi từ trong toilet vọng ra tiếng xối nước hắn mới yên tâm đóng cửa lại đi ra ngoài. Lúc Tần Lạc lên đến phòng thì Lâm Hoán Khê đã tắm xong. Sau khi tắm xong cô đã thay đổi trang phục chức nghiệp và ngay cả áo sơ mi bên trong cũng đổi thành loại sơ mi màu đen vốn cô rất ít mặc. Cô ngồi trước gương dùng son màu, trang điểm lông mày nhàn nhạt, màu sắc nhẹ nhàng tinh xảo mà không tục. Sau đó cô mở tủ giày, bỏ dép lê mà đi vào một đôi giày da màu đen. Sau khi xong hết thảy cô mới nhìn Tần Lạc đang đứng ở cửa ra vào hỏi. Tới rồi sao? Đã đến rồi. Tần Lạc nói rồi hắn đem một cái hộp nhỏ trong tay đưa cho Lâm Hoán Khê. Lâm Hoán Khê tiếp nhận rồi nhìn Tần Lạc nói. Em muốn ở cùng bà một chốc. Anh là con rể bà, hay là anh cũng, thôi được rồi. Anh đứng chờ ngay tại cửa ra vào. Nếu có chuyện gì cứ gọi anh một tiếng là được. Tần Lạc thấy biểu hiện của Lâm Hoán Khê không đúng lắm nên tranh thủ đổi giọng. Lâm Hoán Khê mở nắp cái hộp gỗ nhỏ màu đỏ, bên trong là một nắm tóc. Mớ tóc này màu vàng, phía trên còn dính bết đầy máu đen, thoạt nhìn thì hình như rất lâu rồi không gội qua. Cô cũng không kinh ngạc mà đem cái hộp nhỏ kia đặt trên bàn, giống như là hai mẹ con ngồi đối diện với nhau. 7 năm trước, con đến Mỹ học, con cho rằng nước Mỹ rất nhỏ. Hai mẹ con ta nói không chừng sẽ gặp được nhau trên một con đường hoặc một nhà hàng hoa hạ nào đó, cho nên, vừa tới nước Mỹ con rất thích đi dạo phố, thích nếm thử đồ ăn ở các nhà hàng hoa hạ ở New York, hy vọng có thể gặp được mẹ. Về sau, có người cho con số điện thoại của mẹ ở phòng thí nghiệm, con đã lấy hết dũng khí gọi đến nhưng điện thoại lại không có ai nghe. Cũng vì vậy từ đó về sau, con lại không dám gọi lại dãy số này nữa bởi vì con sợ nó vẫn không có người nghe hoặc là người nghe lại nói cho con biết. Trong phòng thí nghiệm không có người con muốn tìm. Con đem số điện thoại này cất trong ví tiền như cất giấu hy vọng.
cho đến khi trên Internet xuất hiện những bức ảnh chụp kia, con biết là mẹ nhưng lại không muốn tin đó là mẹ nên con lại một lần nữa đến Mỹ. Con muốn tìm đến mẹ, muốn cùng mẹ hảo hảo nói chuyện. Hỏi xem tại sao mẹ phải làm như vậy, vô luận đáp án là gì thì ít nhất con đã thấy mặt mẹ. Vào buổi tối ngày con nhận được điện thoại của mẹ, con cả đêm không ngủ được, con suy nghĩ khi chúng ta gặp mặt thì cần phải xưng hô như thế nào, chào hỏi như thế nào, có nên ôm hay không, con nên mặc quần áo gì. Thật sự chưa bao giờ con khẩn trương như vậy. Lâm Hoán Khê vuốt ve mớ tóc kia mà nước mắt trào ra, cô khàn khàn giọng hô. Mẹ ơi, con xin lỗi, con không nên hắt nước trái cây lên mặt mẹ. Chương 1275, An Com hay danh nhau. Con không biết tại sao mẹ lại giúp con không biết mẹ bắt cóc con chính là để dẫn đường cho con không biết mẹ yêu con như vậy. Con không biết mẹ làm hết thảy những việc này cũng là vì con cái gì cũng không biết, lại chỉ biết hận mẹ. Con thật không xứng làm con gái của mẹ a. Tần Lạc đứng ngoài cửa phòng, hiệu quả cách âm của cánh cửa cũng không tốt lắm nên mỗi lời của Lâm Hoán Khê, Tần Lạc đều nghe rõ ràng. Biết Lâm Hoán Khê đã lâu nhưng hắn chưa từng thấy cảnh cô xúc động đến mức không khống chế được như thế, càng không thấy cảnh cô đau khổ khóc thành tiếng. Nghe được âm thanh cô tự trách, nghe tiếng khóc nức nở nghẹn ngào mà tâm can Tần Lạc như muốn tan nát. Hắn rất muốn xông vào, muốn đem nữ nhân kia ôm chặt vào trong lòng thế nhưng lúc này hắn lại không thể cắt ngang việc cô đang phát tiết tâm trạng. Nói cách khác, nếu bị cắt ngang thì tinh thần của cô nhất định xảy ra vấn đề, lâu dài sẽ sinh bệnh AH. Phụ thân vì tiền mà đang tâm dứt bỏ quan hệ huyết thống, gặp được mẫu thân tại nơi tha hương thì lại bị bà đâm cho một dao. Không những thế, cô thật vất vả mới làm rõ được chân tướng vấn đề, thật vất vả mới một lần nữa tìm được tình thương của mẹ nhưng còn chưa kịp hưởng thụ thì mẫu thân đã chết thảm ngay trước mắt. Tần Lạc nhẹ nhàng mà đi xuống lầu, lúc này trong phòng khách chỉ còn lại Phó Phong Tuyết đang ngồi một mình uống trà, những người khác đã đi đâu không thấy. Hiển nhiên, mọi người đều biết lúc này không nên ồn ào gây náo động. Hắn ngồi đối diện với Phó Phong Tuyết, rót một chén trà rồi một ngụm uống hết. Mãi đến lúc hít hầu đau nhức, đầu lưỡi nóng rát thì Tần Lạc mới cảm giác được trà này nóng thế nào. Định làm như thế nào? Phó Phong Tuyết hỏi. Định đem bọn họ giết sạch toàn bộ. Tần Lạc nói. Giết như thế nào? Ông đi giết. Tôi không giết được. Phó Phong Tuyết nói ra. Vì sao lại giết không được? Vì lần trước chúng ta có được thông tin tình báo. Hơn nữa hoàng đế lại không có mặt tại châu Mỹ cho nên tôi mới đưa kế hoạch này. Phó Phong Tuyết nói. Còn hiện tại, hắn đã trở về rồi. Ông sợ hắn ư? Sợ. Phó Phong Tuyết chủ động rót cho Tần Lạc một chén trà khác rồi nói. Lòng cậu đang rất rối loạn. Vớ vẩn, Tần Lạc trừng mắt liếc mắt một cái nhưng cuối cùng cũng không nói ra hai chữ này, đây không phải là nói nhảm sao. Nếu nhạc mẫu người bị người ta hành hạ đến chết. Con dâu khóc đến mức cạn nước mắt thì tâm tình của ngươi chắc sẽ không loạn đó. Cậu càng hận người nào thì ở trước mặt hắn càng phải cố gắng giữ bình tĩnh. Bởi vì chỉ có như vậy mới không bị hắn tìm được sơ hở đem ngươi đánh ngã. Phó Phong Tuyết nói. Trong nhân sinh, chuyện khoái ý nhất là chuyện báo thù rửa hận còn ngu xuẩn nhất là thư lớn chưa trả mà người đã chết rồi. Rất có đạo lý. Tần Lạc nói. Đương nhiên. Bất quá tất cả đều là nói nhảm. Tần Lạc nói. Loại chuyện này dù có xảy ra với ai thì đều khó có thể tiếp nhận được. Chỉ có tự mình trải nghiệm qua thì mới có thể biết rõ đây là một loại tư vị gì, người khác an ủi hay khuyên giải tất cả đều không thể. Nói cách khác, nếu như chuyện này xảy ra đối với ông thì tâm trạng của ông có khác đi không, có xúc động phẫn nộ hay không? Phó Phong Tuyết sững sờ, sau đó vẻ mặt đầy cay đắng nói. Lời này có lý. Nếu như mình thật sự có thể giữ được tâm trạng bình thản như mây trôi nước chảy thì vì cái gì? Tại sao vì nàng mà giận dữ chém giết 400 tù binh, từ đó địa vị của hắn từ cấp bậc tướng quân rớt xuống thành binh sĩ, trở thành kẻ canh cửa bất đắc dĩ cho Long Tức. Tần Lạc nói không sai, chuyện này không rơi vào người mình, nếu như rơi vào người mình thì không khéo mình còn xúc động phẫn nộ hơn xa người khác. Năm đó, ông xử lý chuyện này như thế nào? Tần Lạc hỏi. Cậu biết cái gì? Phó Phong Tuyết liếc mắt lườm Tần Lạc hỏi. Tuy nhiên cái nhìn thoáng qua này lại khiến cho sau lưng Tần Lạc có cảm giác phát lạnh. Ánh mắt lão nhân này phảng phất như thành thực chất, giống như một thanh đao quét qua trên người hắn khiến hắn thấy đau nhức. Tôi chỉ muốn biết rõ điều tôi nên biết. Tần Lạc vừa cười vừa nói, cố gắng bảo trì vẻ bình tĩnh. Cậu nên biết cái gì? Biết rõ ông là tình trùng. Tần Lạc nói ra. Giác.
Chén trà trong tay Phó Phong Tuyết đột nhiên biến thành bột phấn, nước trà nóng bỏng từ kẽ bàn tay tong tỏng rớt xuống nhưng không hề ảnh hưởng tới bàn tay ông ta. Là ai nói cho cậu biết những cái này? Hoàng Thiên Trọng. Phó Phong Tuyết có cảm giác muốn rút kiếm đem tên tiểu hỗn đản này chém thành vô số mảnh. Hoàng Thiên Trọng bị ông ta bẻ gãy tứ chi, nay Tần Lạc lại còn ra sức đổ vấy thêm cho hắn. Đây rốt cuộc là dạng người nào à? Tôi giết sạch toàn bộ bọn họ rồi. Phó Phong Tuyết nói ra. Tôi cũng chuẩn bị làm như vậy. Tần Lạc nói ra. Bất quá, tôi là người lập kế hoạch, còn chuyện giết người cần mọi người hỗ trợ. Tôi sẽ cân nhắc. Phó Phong Tuyết nói. Bát quá, tôi khuyên cậu không nên hành động thiếu suy nghĩ. Cậu bây giờ đang rất tức giận mà đối thủ của cậu cũng đồng dạng đang không bình tĩnh. Đối với bọn họ mà nói, tổn thất một cái căn cứ giá trị 10 tỷ so với cậu tổn thất một người lại càng khó có thể chấp nhận được. Vì sao bọn hắn lại đưa cô ta tới đây? Cái là chính là muốn làm cho cậu mất đi lý trí. Khi người ta mất đi lý trí thì thường dễ đưa ra quyết định sai lầm, hiện tại chính là thời điểm so đấu kiên nhẫn. Tần Lạc nhẹ gật đầu nói. Ông càng ngày càng có nhân tình rồi. Ừ, C. Một cái xe tải màu đen dừng lại, Quỷ Ảnh đẩy cửa bên lái phụ bước xuống xe rồi đưa mắt nhìn canh dò xét cái biệt thự trước mặt này. Quỷ Ảnh, tên cũng như người. Chính là bóng dáng của ma quỷ, thế nhưng ma quỷ sao lại dám xuất hiện dưới ánh mặt trời? Uy danh hiển hách của một trong bát đại chiến tướng của hoàng đế, đỉnh cấp sát thủ vố khiến cho vô số người đem ngủ không an giấc, hôm nay lại phải đảm nhiệm công việc của một người đưa tin. Đúng vậy, hắn đến đây để đưa tin. Quỷ Ảnh vừa mới đi đến gần hàng rào gỗ bên ngoài thì đột nhiên bốn người mặc âu phục màu đen xuất hiện từ bốn phương tám hướng xuống lại, tạo thành thế vây quanh hắn. Ông tìm ai? Một hắc y nam nhân mặt không biểu tình cất tiếng hỏi, tay và chân hắn đều vận sức chờ phát động. Cao thủ. Quỷ Ảnh trong lòng bình luận, hơn nữa hành động chuẩn bị chiến đấu của bốn người này cơ hồ là giống nhau như đúc, cái này lại khiến cho hắn nhớ tới thân phận của bọn hắn là quan gia bảo tiêu. Những người như vậy là do chính phủ bồi dưỡng ra, xét về khả năng đơn đả độc đấu thì không bằng bất kỳ ai trong bát đại chiến tướng của hoàng đế, nhưng thực lực vẫn không thể khinh thường, hơn nữa bọn hắn đang có nhiều người ở đây. Phó Phong Tuyết. Quỷ Ảnh dùng anh ngữ nói ra. Có việc gì không? Hắc y nam nhân hỏi. Anh ngữ của hắn cũng rất tốt, khẩu ngữ khá lưu loát. Ta tới để đưa một phong thơ. Quỷ Ảnh nói. Đưa cho tôi. Tôi muốn đích thân đưa cho ông ta. Đây là mệnh lệnh của hoàng đế. Hoàng đế nói muốn tôi tự mình giao thư cho Phó Phong Tuyết. Hắc y nhân suy nghĩ một chút rồi quay người đi vào trong phòng. Kỳ thật không cần Hắc y nhân vào nhà báo cáo, Tần Lạc và Phó Phong Tuyết cũng đã biết có người tới. Tần Lạc không nói tới, còn Phó Phong Tuyết với ánh mắt lỗ tai như vậy làm sao có thể để người khác nghênh ngang đi vào trong sân còn không phát hiện ra. Không đợi Hắc y nhân há mồm báo cáo, Phó Phong Tuyết cùng với Tần Lạc đã đi ra ngoài. Tại thời điểm Quỷ Ảnh nhìn thấy Phó Phong Tuyết, tâm tình của hắn cực kỳ phức tạp. Tần Lạc là người thứ nhất làm hắn mất lòng tự tin. Trước khi tiếp xúc với Tần Lạc hắn vẫn cho mình có tốc độ vô địch thiên hạ. Ngoại trừ hoàng đế ra không ai có thể đuổi kịp. Thế nhưng nam nhân kia lại dùng từng cái tát thanh thúy để cho hắn nhận ra một sự thật tàn khốc, đó là còn có người có thể đuổi kịp tốc độ của hắn. Hơn nữa đó là một người rất quái dị. Phó Phong Tuyết lại càng làm cho hắn có la ỏi xúc động muốn rút súng. Đêm hôm đó, chính là chỗ này, lão đầu tử này xuất hiện thần kỳ, một người một kiếm đấu với tứ đại chiến tướng bọn hắn. Kim Đồng chết trận, Bá Tước chết trận, chính hắn thì bị chặt đứt một tay. Nếu như không phải được Kim Đồng và Bá Tước xã thân trì hoãn, nếu không phải được ma thuật sư xuất thủ cứu giúp thì chỉ sợ mình đã trở thành ma chơi rồi. Có thể nói, hắn là kẻ thù lớn nhất của mình ở trên cái thế giới này. Nhưng hắn lại vô pháp làm gì? Tại lúc toàn thịnh hắn không có biện pháp đánh lại thì nay hắn lại là một kẻ đưa tin tàn tật mà thôi. Thư của ai đó? Phó Phong Tuyết hỏi, ông ta dùng tiếng Hoa để hỏi, về phần đối phương này có hiểu hay không thì không có quan hệ gì tới hắn. Vậy mà Quỷ Ảnh nghe và hiểu được, hắn dùng cái tay còn lại kia đưa vào trong ngực lấy ra một cái phong thư lớn. Hắc y bảo tiêu muốn đón lấy lá thư nhưng Quỷ Ảnh rụt về. Thấy vậy Phó Phong Tuyết bước xuống bậc thang, Quỷ Ảnh liền đưa phong thư đưa tới. Phó Phong Tuyết xé phong thư, từ bên trong rút ra một cái phong thư nhỏ hơn. Lại xé tiếp phong thư nhỏ mới lấy được từ bên trong một bức thư. Trên tờ giấy chỉ viết một dòng chữ nhỏ cong vẹo. Ăn cơm hay là đánh nhau? Tần Lạc nghĩ, xem ra hoàng đế đem cái tờ giấy nhỏ này bọc trong hai lớp phong thư cũng vì chữ quá xấu a.
Ai mà không biết xấu hổ đem loại chữ thối này đi gặp người à? Chương 1276, Trinh Minh Tu ghi ớt minh. Đây là chữ của Hoàng đế à? Tần Lạc lên tiếng hỏi. Hắc Y Bảo Tiêu bên cạnh lập tức đem lời Tần Lạc phiên dịch ra tiếng Anh, quỷ ảnh nghe xong thì gật đầu nói. Đúng vậy. Rất xấu. Tần Lạc nói. Hắc Y Bảo Tiêu ngẩn người nhìn Tần Lạc, hắn chần chừ một chút rồi quyết định không có phiên dịch những lời này. Tôi muốn hỏi ông một vấn đề. Tần Lạc đi xuống bậc cầu thang, đi đến bên cạnh Phó Phong Tuyết thì dừng lại mà nói. Trước khi các ông đến Hoa Hạ giết tôi thì hình như giữa chúng ta cũng không có thù hận gì, tại sao các ông phải làm như vậy? Bởi vì lợi ích, quỷ ảnh thẳng thắn nói. Ý nói là các ông bị mua chuộc đúng hay không? Tần Lạc hỏi. Không phải là mua chuộc mà là trao đổi. Quỷ ảnh nói. Không ai có thể mua được Hoàng đế. Được rồi. Trao đổi thì trao đổi. Tần Lạc mất kiên nhẫn nói, hắn cũng không muốn chấp nhận mấy gã này. Bây giờ chúng ta cũng làm một cuộc trao đổi được hay không? Trao đổi cái gì? Tôi muốn Hoàng đế giết toàn bộ những người thuê ông ta đi giết tôi sẽ cho hắn lợi ích lớn hơn. À, quỷ ảnh kinh ngạc nhìn Tần Lạc, thằng nhãi này điên rồi hay sao? Dám nghĩ đến việc mua Hoàng đế, không, dám nghĩ đến việc hợp tác cùng với Hoàng đế à? Chẳng lẽ hắn không biết việc hắn giết mấy tên chiến tướng của Hoàng đế đã khiến cho thanh danh của Hoàng đế bị ảnh hưởng lớn sao? Như thế nào, không đồng ý à? Tần Lạc vừa cười vừa nói. Tôi với Hoàng đế ngày xưa không thù, gần đớ cũng không có oán, tất cả mọi người đều vì lợi ích mà thôi. Tôi có thể cho Hoàng đế lợi ích lớn hơn thì chẳng lẽ ông ta không quan tâm à? Và lại đối với ông ta mà nói, giết ai mà chẳng là giết. Tôi không có quyền đáp ứng yêu cầu của cậu. Quỷ ảnh nói. Bất quá tôi sẽ đem thiện ý này chuyển tới Hoàng đế. Cảm ơn. Tần Lạc cảm kích nói. Vết thương trên cánh tay ông tốt hơn chút ít rồi nha. Quỷ ảnh có cảm giác thật muốn giết người. Nếu như không phải còn có Phó Phong Tuyết đứng ở đằng kia thì hắn thật sự muốn giết người. Tần Lạc, Phó Phong Tuyết, Giê-xu, Đại Đầu, ngoài ra còn có Ly và Hồng Phu, hai tiểu cô nương này cũng có mặt. Ngoại trừ bốn gã thành viên Long Tổ phụ trách thủ hộ ra thì phàm là ai còn có chút sức chiến đấu đều đang tụ tập trong phòng khách. Mọi người thảo luận một chút a. Tần Lạc lên tiếng nói. Hoàng đế muốn mời Long Chủ đi ăn cơm đánh nhau, dạng như Hồng Môn Yến, mọi người thấy thế nào? Thế rốt cuộc là đi ăn cơm hay là đi đánh nhau? Ly hỏi. Hoặc là ăn cơm hoặc là đánh nhau. Tần Lạc nói. Hoàng đế hình như là không được học hành đến nơi đến chốn. Không chỉ chữ viết quá xấu mà việc diễn đạt ý tứ cũng không rõ ràng nên tôi cũng không biết là rốt cuộc hắn muốn mời tới ăn cơm hay đánh nhau nữa. Tần Lạc vừa nói vừa đem tờ giấy do quỷ ảnh đem tới đặt trên bàn nói. Muốn biết chính xác thì mọi người tự xem đi. Dù sao chữ này cũng không phải do chính hắn viết ra nên Tần Lạc mới không ngại để cho người đẹp Âu Châu xem xét, cũng không khiến cho hình tượng chiến thần của hắn bị tổn hại chút nào. Ly sau khi xem xong thì đưa tờ giấy cho Đại Đầu. Đại Đầu sau khi xem xong thì chuyển cho Giê-xu, sau cùng Giê-xu chuyển cho Hồng Phu. Hiển nhiên tất cả mọi người đều có cùng tâm tư như Tần Lạc. Không thể đi. Ly nói. Hoàng đế nhất định là muốn báo thù. Tôi tán thành với quan điểm của Ly tiểu thư. Giê-xu phụ họa nói. Lần này bọn hắn bị tổn thất thảm trọng, Hoàng đế nhất định là muốn báo thù nhưng làm sao để báo thù. Đương nhiên là hắn muốn khiêu chiến với người có lực chiến đấu cao nhất trong chúng ta rồi cố gắng đem giết đi. Chúng ta không muốn đánh nhau lại càng không cần hắn mời ăn cơm. Chúng ta chỉ cần phòng thủ tốt là được rồi. Hoàng đế không đến thì không sao, nếu hắn đến thì chúng ta sẽ sóng vai chiến đấu. Nhiều người cùng chiến đấu so với một người đơn thương độc mã xuất chiến thì xác suất thành công cao hơn một ít. Hơn thế nữa, ở đây có rất nhiều phóng viên truyền thông. Phó Tổng thống gia cũng đang ở bên cạnh. Hoàng đế chẳng lẽ dám đại khai sát giới? Tôi không tán thành. Người bình thường rất ít lên tiếng là Đại Đầu cũng đưa ra ý kiến của mình. Nếu đi thì chúng ta cùng đi. Hồng Phu đảo mắt nhìn quanh nói. Tôi không có ý kiến gì. Bất quá, tôi cảm thấy mọi người nên ở cùng một chỗ thì mới bảo tồn được thực lực. Hơn nữa hai ngày nay tôi đã thiết lập ngoài sân không ít cơ quan. Nếu như bọn hắn chủ động tấn công tới thì khẳng định sẽ ăn không ít đau khổ. Hồng Phu nói muốn cho ai chịu đau khổ, vậy thì kẻ đó phải hết sức cẩn thận. Bốn phía biệt thự này có thể có khói độc hoặc độc thủy, độc dược hoặc là có một đám rắn rết kiến càng gì đấy, hơi chút dính vào đủ làm cho người ta muốn sống không được mà chết cũng không xong.
Bàn về năng lực đơn đả độc đấu, trong đám người này nàng chỉ có thể xếp vị trí thứ hai từ dưới lên, nhưng nếu bàn về năng lực giết người thì ngay cả Phó Phong Tuyết cũng phải nhường nàng hai bước. Phó Phong Tuyết giết người còn cần sử dụng kiếm thì nàng có thể giết người trong cõi vô hình. Không cần thảo luận nữa. Phó Phong Tuyết nói. Để tôi đi. Tôi đi cùng anh. Tần Lạc nói. Tôi cũng đi. Đại Đầu nói. Mọi người không cần tranh nhau. Nên là tôi đi. Ly nói. Tôi rất thích cảm giác cùng Phó Tiên Sinh sóng vai chiến đấu. Phó Phong Tuyết đứng lên, nói. Mọi người không cần đi theo giúp tôi. Nói xong hắn liền quay người đi lên lầu. Làm sao bây giờ? Ly nhìn Tần Lạc hỏi. Tần Lạc nhìn theo bóng lưng to lớn cao ngạo của Phó Phong Tuyết mà im lặng thật lâu. Chuyến đi đến nước Mỹ lần này, mức độ nguy hiểm cùng sự gian nan đều vượt xa các lần trước, không biết rốt cuộc còn có bao nhiêu người có thể an toàn thoát đi đây. Khi Tần Lạc trở lại phòng thì Lâm Hoán Khê đã bình tĩnh lại. Chỉ là hai con mắt đã sưng đỏ lên, hiển nhiên là vừa rồi nàng khóc quá lợi hại nên trong chốc lát hai mắt không có cách nào phục hồi lại như cũ. Tần Lạc ôm lấy cô hỏi. Em có kế hoạch gì không? Bà ấy rời Yến Kinh cũng đã lâu rồi, em muốn đưa bà ấy về thăm nhà một chút. Lâm Hoán Khê bưng cái hộp nhỏ kia lên nói. Chờ lúc chúng ta trở về thì cùng mang bà ấy trở về. Tốt. Tần Lạc sản khoái đáp ứng nói. Em cứ nghỉ ngơi cho thật tốt đi, anh sẽ cho bọn Đại Đầu đi xử lý chuyện này. Chờ sau khi chúng ta xử lý chuyện bên này xong thì liền mang bà ấy trở về, sau đó ở Yến Kinh tìm một khu mộ địa phong cảnh tốt mà an táng. Bà ấy ly khai đã lâu như vậy, này cuối cùng cũng có thể về nhà rồi. Cảm ơn. Lâm Hoán Khê khẽ nói. Tần Lạc ôm chặt cô nói. Đều là người một nhà rồi, cần gì phải khách khí như vậy chứ? Lâm Hoán Khê nghiêng người liếc Tần Lạc nói. Có phải em đã làm hại bà ấy không? Tần Lạc trong lòng cả kinh, hắn phi thường lo lắng Lâm Hoán Khê có suy nghĩ như vậy. Lòng người thật là kỳ quái. Nếu như chui vào một cái ngõ cụt không có lối ra thì cũng rất dễ dàng sinh bệnh tâm lý. Trước kia, cô bị chứng bệnh cổ quái sợ nam nhân kia chính bởi vì quá mức để tâm tư vào những chuyện vụn vặt mà không thoát ra được. Nếu như cô cứ ôm tâm tư đem trách nhiệm cái chết của Lâm Tử đổ hết lên vai mình rồi lại không có biện pháp giải tỏa thì lâu dài lại sinh ra tật bệnh mới. Không phải. Tần Lạc phi thường khẳng định nói. Em lúc ấy đã từng nói qua, lúc em gọi điện thoại thì bà ấy đã đi ra. Đúng hay không? Đúng vậy. Lâm Hoán Khê nói. Về sau, là bà ấy chủ động gọi điện thoại tới cho em. Đúng không? Lâm Hoán Khê gật đầu. Trong điện thoại bà ấy cũng nhắc nhở em chỉ đi một mình đến. Em cảm thấy những lời này rất khả nghi, vì vậy mới thương lượng với lão đầu tử, từ đó mới định kế hoạch lần này. Tần Lạc giải thích. Hiện tại xem ra, mọi việc lần này đều do bà ấy chủ trì. Là do bà ấy không chế được kế hoạch này. Là bà chủ động liên hệ với em, cảnh báo em, lại đưa em đi ma quật, hơn nữa còn dùng thuốc giả mà cứu được em. Có lẽ, đối với bà ấy mà nói, đây là cơ hội tốt nhất. Phá hủy ma quật mà chuyện là bà muốn làm nhất và hiện tại bà đã thành công rồi. Em cần phải vì bà mà cảm thấy cao hứng mới đúng. Thấy ánh mắt Lâm Hoán Khê vẫn đang có vẻ mê hoặc, Tần Lạc tiếp tục an ủi. Em còn nhớ, lúc ấy bà ấy nói là muốn cải tạo em có phải không? Đúng vậy. Bà ấy đã nói như vậy. Lâm Hoán Khê nói, cô nhớ lại đúng là lúc đó Lâm Tử đã đem dây lưng buộc lên đầu nàng, sau đó còn nhỏ lên trên dây lưng một thứ chất lỏng mát lạnh, nhớ đến đó vành mắt của cô lại đỏ lên. Lúc đó, cô rất hận nữ nhân này, hận không thể một dao đâm chết bà ta, thế cô không nghĩ tới chính là, lúc đó bà ta kỳ thực đang cứu mình. Bà ấy tại sao phải thay cái tổ chức kia bán mạng? Em có nghĩ tới không? Lâm Hoán Khê nhìn Tần Lạc đợi hắn giải thích. Không hề nghi ngờ gì nữa, bà ấy đã bị cái tổ chức kia cải tạo qua, giống như quản tự vậy. Tần Lạc vì nàng mà vạch rõ ngọn nguồn chuyện này, mặc dù hắn cũng không biết chuyện này chính xác đến đâu. Quản tự chết rồi, chết rất thảm, đầu hắn nổ tung mà chết, rất hiển nhiên, tổ chức kia đã lắp trong đầu quản tự một quả bom có thể điều khiển từ xa. Nếu như bà ấy cũng bị cải tạo qua thì chắc chắn là trong đầu cũng bị lắp đặt thiết bị này và cũng có thể có những thứ khác nữa. Những thứ này đều có thể khống chế sinh tử của bọn họ. Bọn họ không có khả năng thoát khỏi số phận này. Tần Lạc nắm chặt tay Lâm Hoán Khê nói. Để bọn hắn điều khiển quả bom nổ vỡ đầu hay là nghĩ biện pháp phá hủy ma quật cứu ra nữ nhi của mình, nếu là em trong hoàn cảnh đó thì lựa chọn như thế nào?
Lâm Hoán Khê không trả lời mà vấn đề này cũng không cần trả lời nữa. Là bà ấy tự giết chính mình nhưng cũng là tự giải thoát. Tần Lạc nói, khoảng khắc được em ôm trong lòng chính là thời khắc hạnh phúc nhất của bà ấy. Hơn nữa, chúng ta sẽ vĩnh viễn nhớ tới bà. Chương 1277, hai tai chỉ còn hai thanh. Sau khi cho Marie phu nhân uống thuốc đông y xong, Tần Lạc lại ngồi xuống đầu giường bắt mạch. Mạch tuy vẫn là mạch bác nhưng so với lần trước thì đã vững vàng hơn, màu da cũng đã hồng nhuận hơn một ít. Thoạt nhìn thuốc bổ đã được cơ thể của bà hấp thu và phát huy được công hiệu. Bất quá, so với trạng thái có thể giải phẫu được thì vẫn còn kém một chút khoảng cách. Tần Lạc tiên sinh, tóm lại thì cần bao nhiêu thời gian nữa? Jackson thật đúng là có một chút sốt ruột rồi. Hắn không có khả năng một mực thủ hộ bên người mẫu thân chờ Tần Lạc chữa bệnh. Hơn nữa nếu cứ để như vậy mà tiểu tử này cố tình kéo dài thành một năm hoặc nửa năm làm sao bây giờ? Tôi không biết. Tần Lạc nói. Cậu sao lại nói không biết? Jackson có chút bất thiện nói. Cậu là bác sĩ sao lại nói không biết? Ông đã gặp nhiều bác sĩ như vậy. Bọn họ có nói cho ông thời gian khôi phục không? Tần Lạc hỏi lại, hắn biết rõ Jackson đang suy nghĩ cái gì nên hắn sẽ không để cho hắn thực hiện được. Nhưng là... bọn họ đều nói là bọn họ bất lực rồi. Jackson nói, ý hắn là nếu như ngươi trị không được thì cũng đừng có cưỡng cầu lấp liếm. Cứ thẳng thắn thừa nhận chính mình không chữa được thì mọi người vẫn là bằng hữu nha. Tần Lạc híp mắt nhìn Jackson nói. Ông có phải ý rất hy vọng tôi nói mình không chữa được hay không? Có phải ông rất hy vọng tôi ở trước mặt giới truyền thông thừa nhận mình trị liệu thất bại không? Sau khi nghe Tiểu Linh phiên dịch xong, sắc mặt Jackson vẫn thản nhiên nói. Tần Lạc tiên sinh, thời gian của chúng ta đều rất quý giá, tôi chỉ hy vọng chúng ta đều phải đối mặt và thừa nhận sự thật. Sự thật là tình trạng của phu nhân Marie hiện tại ngày càng tốt. Tần Lạc nói, ông nhìn sắc mặt của bà, xem ánh mắt của bà và ông cũng có thể sử dụng dụng cụ kiểm tra đo lường các chỉ số cơ thể của phu nhân. So với trước kia thì bà đã khỏe mạnh hơn rất nhiều. Nếu như thật sự quan tâm tới bà thì mỗi ngày cần phải lưu ý đến chỉ số kiểm tra đo lường A. Jackson lo lắng việc Tần Lạc sử dụng những vỏ rễ cây này đun nấu thành thứ thuốc màu đen dạng lỏng có thể làm hại đến thân thể mẫu thân cho nên đặc biệt thuê một nhóm bác sĩ hàng ngày tiến hành kiểm tra đo lường các thông số cơ thể mẹ hắn và làm thành báo cáo cho hắn. Tần Lạc mặc dù chưa xem qua những cái báo cáo kia nhưng hắn biết rõ trạng thái thân thể Marie phu nhân càng ngày càng tốt hơn. Jackson mỗi ngày đều xem qua các báo cáo nhưng cũng chính là sau khi xem xong những báo cáo kia thì trong lòng hắn lại bắt đầu sợ hãi. Đây là giao dịch hạng nhất và cũng là một cái cọc để trao đổi. Nếu như Tần Lạc chữa khỏi bệnh cho mẫu thân hắn, như vậy thì giao dịch giữa hắn và người khác thất bại. Từ đó số phiếu bầu cũng giảm đi. Còn nếu như Tần Lạc trị không khỏi thì giao dịch kia thành công và hắn sẽ đạt được sự ủng hộ của mấy đại tập đoàn kia. Những ngày này, Tần Lạc mỗi ngày sớm muộn gì đều cho mẫu thân hắn uống một chén thuốc đậm đặc đen như mực vậy. Sau khi uống thứ thuốc này thì thân thể mẫu thân hắn xác thực đã được cải thiện rất lớn. Điều này không khỏi làm cho người ta hoài nghi, nếu cứ như vậy thì nói không chừng mẫu thân hắn sẽ thực sự từ trên giường hảy xuống đi vào thị trấn mua hamburger, đó là thứ bà thích ăn nhất. Vì vậy, lòng tin của Jackson bắt đầu dao động, vì thế hắn muốn làm ra một chút phản kích. Jackson không trả lời câu hỏi của Tần Lạc mà nhìn hắn nói. Tần Lạc tiên sinh, ta mời ngài tới là muốn ngài mau chóng trị liệu cho mẹ ta, khiến bà khôi phục. Tôi hy vọng ngài có thể thi triển công phu ngân châm thần kỳ kia, tức như lần trước trên TV vậy chứ không phải để ngài hàng ngày ở chỗ này lãng phí thời gian, từng ngày tra tấn Marie phu nhân, cho bà uống thứ thuốc mà chỉ nhìn đã khiến người ta muốn nôn mửa. Ông đánh giá thấp thuốc đông y như vậy sao? Tần Lạc nhìn chằm chằm Jackson hỏi. Tôi chỉ nói sự thật thôi. Jackson nói. Chẳng lẽ mọi người không cho là như vậy sao? Mày thật sự là con chó điên. Vì thăng quan phát tài mà đem tính mạng mình ra làm giao dịch. Tần Lạc chợt lớn tiếng quát ầm lên. Tiểu Linh thoạt sững sờ, sau đó dưới ánh mắt chỉ huy của Tần Lạc mà đành phiên dịch những lời này lại. Nghe được những lời nhục mạ của Tần Lạc, cả nhà Jackson đều kinh ngạc nhìn hắn. Jackson, hắn đang nói cái gì thế? Thúc thúc, chúng ta đuổi gã ra hỏa vô lễ này đi a, hắn dám vũ nhục ngươi. Hắc, thỉa tử, chúng ta đối với ngươi khách khí. Nhưng cái này cũng không đại biểu là chúng ta dễ bị khi dễ như thế à, mày không tin tao có thể đánh vỡ đầu mày sao? Tao đang có một khẩu súng lục ổ quay ở đây. Tiểu Linh không biết chuyện gì đang xảy ra, lại càng không rõ tại sao Tần Lạc lại đột nhiên nhục mạ Phó Tổng thống Mỹ như vậy.
Cô là nhân viên chính phủ, trước khi đi nước ngoài, cô căn bản không có tư cách nói chuyện cùng cấp bậc quan viên như Jackson, vậy mà lúc này cô lại đang mắng chửi hắn. Mặc dù thật sự là Tần Lạc mắng thế nhưng dù sao lại từ chính miệng mình phiên dịch ra đó a. Quá đã, quá kích thích a. Tiểu Linh làm hết phận sự, đem những lời của người nhà Jackson phiên dịch cho Tần Lạc nghe. Tần Lạc nghe xong cười lạnh nói. Hắn hạ độc hại người nhà của các ngươi mà các ngươi vẫn còn thay hắn nói chuyện. Được rồi, các ngươi đã không tin thì tôi sẽ đem mọi hành động của hắn hỏa hỏa giảng giải cho các người nghe. Tôi không phải là ăn nói lung tung mà có chứng cứ hẳn hoi đấy. Các ngươi đều đi ra ngoài trước đi. Jackson bảo đám người nhà mình. Tôi muốn nói chuyện với bác sĩ Tần Lạc, tôi nghĩ áp lực của hắn phi thường lớn a. Đám người nhà tuy không cam lòng nhưng trong nhà Jackson phi thường có uy tín. Nghe hắn nói xong bọn họ đều lui ra khỏi gian phòng của Marie phu nhân. Jackson tự tay đem cửa phòng đóng lại, sau đó nhìn chằm vào Tần Lạc quát hỏi. Cậu muốn làm gì? Chính ông muốn làm gì? Tần Lạc không chút nào né tránh nói. Tôi chỉ đưa ra nghi vấn của tôi, cậu chẳng lẽ muốn vi phạm hiệp ước, hủy hợp đồng sao? Jackson tiên sinh, ngài cần phải phi thường rõ ràng a. Chuyện lần này vốn là lần trao đổi thứ nhất. Tôi mặc kệ ngài cùng người khác giao dịch cái gì nhưng nhất định phải cung cấp cho tôi một cơ hội trị liệu. Hơn nữa, ngài không có quyền đơn phương hủy bỏ hợp đồng. Nếu như tôi không lấy được đồ vật tôi muốn thì cũng không đến phiên ngài lấy được đâu. Thậm chí tôi sẽ không ngại đem hợp đồng này công bố chi tiết tỉ mỉ cho công chúng biết. Hơn nữa, tôi muốn xem ngài giải thích thế nào với người dân Mỹ về khoản tiền mua bảo hiểm lớn như vậy a. Cậu cho rằng như vậy là có thể uy hiếp được tôi sao? Jackson khinh thường nói, bảo hiểm là do một vị bằng hữu của tôi mua cho đấy, tiền sử dụng căn bản không phải là tiền của tôi. Người đó là con nuôi của mẹ tôi, hắn là triệu phú có hàng trăm triệu đô la. Hắn có trách nhiệm và cũng muốn cống hiến. Tần Lạc tiên sinh, vì tránh cậu có thể nhân việc này làm ra chuyện gian lận nên những chuyện này tôi đã sắp xếp xong xuôi rồi. Tình hình tài chính của tôi rất minh bạch, có thể vượt qua bất luận cuộc điều tra nào. Vậy sao? Tần Lạc vừa cười vừa nói. Tôi biết rõ những chuyện này không thể ảnh hưởng tới ông nhưng có chuyện vẫn không bằng vô sự a. Những tài liệu này trong tay tôi có thể là vô dụng nhưng trong tay đối thủ cạnh tranh của ông thì lại không phải như vậy a. Cậu đang đùa với lửa đó biết không? Trong mắt Jackson sát cơ chợt lóe lên. Biết rõ chứ? Tần Lạc khẳng định gật đầu. Ông cũng thế cho nên, trước khi tôi chủ động tuyên bố thất bại thì ông cứ ngồi yên đó cho tôi. Mưa to gió lớn. Sấm sét vang dội như thể là thượng đế lão nhân gia đang phát tiết cơn giận, dùng sức gầm thét mà thể hiện cảm xúc bất mãn trong lòng mình. Trong cơn mưa, chiếc xe gian nan hành tẩu, cần gạt nước hối hả qua lại thế nhưng mà cửa kính xe vẫn bị nước mưa phủ kín. Cũng may tài xế lái xe là Giê-xu nên Tần Lạc cũng không lo xe bị mất lái hoặc là bị người tông vào đuôi xe. Hoàng đế thật đúng là biết chọn thời gian mời khách. Tần Lạc bất mãn nói. Thời tiết như lúc này sướng nhất là trốn ở trong chăn ngủ. Nói không chừng hắn sớm xem qua dự báo thời tiết nên cố ý lựa chọn ngày hôm nay. Giê-xu nói, có câu nói gì đó, nguyệt hắc sát sát nhân dạ. Là nguyệt hắc phong cao, đem về khuya, sát nhân dạ. Tần Lạc vừa cười vừa nói, cậu nói xem, ba chúng ta có thể chơi được hoàng đế hay không? Không thể. Phó Phong Tuyết hồi đáp, vị trung niên đại thúc lạnh lùng này từ sau khi lên xe vẫn trầm mặc ngồi ở hàng ghế sau không nói một câu nào. Mãi đến khi Tần Lạc hỏi vấn đề này thì hắn mới gọn gàng dứt khoát đáp lời. Vì sao? Tần Lạc hỏi. Ông cho dù không phải là đối thủ của Hoàng đế thì cũng sẽ không đơn giản bị thua chứ, đánh ngang tay cũng không được a. Hơn nữa có tôi cùng Giê-xu, hai viên mãnh tướng này gia nhập. Bị ba người vây công, hắn khẳng định phải chịu chút đau khổ chứ. Chỉ cần chúng ta phối hợp ăn ý thì nói không chừng thật sự có thể giết được hắn. Hoàng đế mà chết rồi thì chúng ta tại nước Mỹ quá vô tư. Nếu như chỉ có một mình ta thì có bốn thành nắm chắc. Nếu có thêm Giê-xu thì có tới tám phần. Tần Lạc nói. Hai chúng ta mỗi người có thể giúp ông thêm hai thành. Không, hiện tại chỉ còn hai thành mà thôi. Phó Phong Tuyết nói. Chương 1278. Hoàng đế mời ăn cơm ở một pháo đài cổ kính có tên là Sky City ở ngoại ô New York. Tần Lạc và Phó Phong Tuyết không có ấn tượng gì với nơi này nhưng Giê-xu giật mình kinh hãi khi nghe nói tới nơi này. Sky City là một nơi rất đặc biệt trong thế giới ngầm, nó có thể được coi là gia đình của thế giới ngầm. Sát thủ trong top 20 thế giới,
những ông trùm buôn lậu thuốc phiện từ vùng Tam Giác Vàng hay Miến Điện, người trung gian, tìm hiểu tin tức, lão đại hắc bang ở New York, băng đảng mafia ở Ý, tất cả đều thích ăn cơm ở nơi này. Bởi vì ở nơi này có những thứ bọn họ muốn, tin tức tình báo. Nơi nào có người đương nhiên sẽ có tin tức tình báo. Đương nhiên có một vài thứ xa xỉ người ngoài khó có thể nhìn thấy lại có thể tìm thấy ở nơi này. Người có thể vào trong Sky City đương nhiên rất biết kiếm tiền, bọn họ dùng tiền cũng vô cùng hào phóng. Bọn họ tuyệt đối không keo kiệt với vị giác và đầu lưỡi của mình. Cho nên cho dù là nữ hoàng nước Anh cũng khó có thể được thưởng thức cao lương mỹ vị. Có lẽ bọn họ chỉ dùng những món ăn bình thường. Không một ai biết ông chủ sau lưng của Sky City là ai. Có người đoán đó là Roger, đại ca của thế giới ngầm New York, có người đoán đó là người đứng đầu mafia nước Ý, có người còn nói đó chính là hoàng đế. Bây giờ hoàng đế lựa chọn Sky City làm nơi tổ chức tiệc rượu mời Phó Phong Tuyết, chứng minh phần nào đó suy đoán này. Trước khi đánh nhau, nhất định phải ăn no đã. Sau khi Jesus giới thiệu tình hình Sky City xong, gã nói với Tần Lạc như vậy. Đương nhiên Jesus đã từng được hưởng đãi ngộ rất cao cấp ở nơi đó, nếu không gã sẽ không có biểu hiện luyến tiếc, lưu luyến nơi cũ như vậy. Vốn Phó Phong Tuyết định một thân một mình tới gặp hoàng đế nhưng đáng tiếc ông không biết vị trí của Sky City. Jesus lại là người biết nơi này nên gã đã may mắn trở thành người đồng hành đầu tiên của ông. Một khi Jesus có thể tới, hiển nhiên Tần Lạc cũng muốn đi. Lý do của hắn là, Phó Phong Tuyết cần một người phiên dịch tiếng Trung Quốc. Vì Phó Phong Tuyết không thích nói chuyện nên hắn muốn giúp ông trò chuyện. Phó Phong Tuyết cũng chẳng muốn nói chuyện với hắn. Nếu hắn đã muốn đi, thì cùng nhau đi thôi. Dù sao người chết cũng không phải là ông. Xe chạy càng lúc càng rời xa thành phố New York, rẽ vào một con đường nhỏ, chạy xe hơn 10 phút mới nhìn thấy một pháo đài to lớn ẩn hiện trong màn mưa bay, lấp lánh vô số ánh sao. Đúng là người thường không thể nhìn thấy. Tần Lạc cảm thán nói. Chính vì khiến người bình thường không thể tìm thấy nên nó mới được xây dựng ở đây. Jesus nói. Phía sau là một ngọn núi, pháo đài được xây dựng trên sườn núi. Nếu như thời tiết đẹp có thể nhìn thấy mây mù bao quanh, giống như được xây dựng giữa không trung nên mới có tên là Sky City. Khi khoảng cách càng kéo gần, hình dáng của pháo đài càng rõ nét. Két! Xe dừng lại trước cổng vào, bốn người đàn ông cao lớn mặc áo mưa vây xung quanh xe. Jesus chìa ra một tấm thẻ, một người đàn ông cao to cầm tấm thẻ lướt qua một thiết bị trong tay rồi lập tức khom người cho xe qua. Jesus lái xe lên lưng chừng núi, suốt đoạn đường đi không gặp ngăn cản nào nữa. Khi tới trước cổng pháo đài, xe đứng lại. Tần Lạc xuống xe trước, giống như một nhân viên bãi đỗ xe chạy tới mở cửa xe hộ Phó Phong Tuyết. Lúc này Phó Phong Tuyết ung dung bước xuống xe, quan sát con quái vật khổng lồ. Sau khi Jesus lái xe vào bãi đỗ xe, gã đi ra tập hợp cùng với hai người. Một ông già nhỏ bé mặc áo bành tô màu đen cùng với một nam, một nữ đi tới. Ông ta cúi đầu chào ba người, rồi ông ta ngẩng đầu nói bằng giọng địa Trung Hải. Các vị, xin mời vào trong. Hoàng đế. Phó Phong Tuyết hỏi. Mặc dù Tần Lạc nói hắn đi cùng Phó Phong Tuyết làm phiên dịch nhưng khả năng của hắn có lẽ còn không bằng cả Phó Phong Tuyết. Chính vì vậy Jesus trở thành phiên dịch tạm thời của bọn họ. Sau khi nghe câu chất vấn của Phó Phong Tuyết, Jesus vội vàng dịch sang tiếng Anh. Điện hạ ở bên trong, ngài chờ khách quý đã lâu. Ông già nói. Xin mời. Sau khi nghe Jesus nói, Phó Phong Tuyết bước đi về phía trước. Tần Lạc và Jesus đi theo sau. Vì bọn họ bước đi nhanh nên ông già kia không theo kịp, cuối cùng mỹ nữ tóc nâu ở sau lưng ông già đi lên trước dẫn đường. Có vẻ công việc làm ăn hôm nay không tốt lắm. Jesus quan sát bốn phía xung quanh, hỏi. Vì điện hạ chiêu đãi mấy khách quý nên đã đặc biệt căn dặn chúng tôi Sky City không đón khách một ngày. Mỹ nữ tóc nâu nói. Sau khi NGS Jesus dịch lại, tâm trạng Tần Lạc không khỏi nặng nề. Vị hoàng đế này cam chịu bỏ một số tiền vốn rất lớn. Chẳng lẽ ông ta thật sự muốn giữ chúng ta lại sao? Đi xuyên qua tiền sảnh, đi qua hành lang sau đó bọn họ đi tới một đại sảnh lớn, ánh đèn rực rỡ. Đây là một phòng ăn cực kỳ rộng lớn, khoảng 100 người có thể đồng thời ăn cơm trong này. Đại sảnh lắp đặt thiết bị xa hoa lộng lẫy, ngọn đèn chùm treo trên đỉnh tỏa ánh sáng như làm lóa mắt mọi người. Cả đại sảnh không còn nơi nào trong bóng tối. Chính giữa có một chiếc bàn lớn, một người đàn ông đang ngồi, một người đàn ông tóc đỏ. Ông ta là hoàng đế. Bất chợt,
Tâm trạng Tần Lạc trở nên căng thẳng, cả người hắn cũng căng cứng. Ông ta chính là hoàng đế. Ông ta chính là hoàng đế uy danh lẫy lừng đánh đâu thắng đó sao? Thế nhưng khi nhìn thấy người đàn ông đó, Phó Phong Tuyết cau mày. Ông đứng lại, không tiến thêm bước nào nữa. Hoàng đế. Giọng nói Phó Phong Tuyết không giận mà nghiêm, trong đại sảnh yên tĩnh, rộng lớn nghe cực kỳ chói tai. Ông ấy không phải là hoàng đế sao? Sắc mặt Giê-xu mơ hồ, ngơ ngác. Gã đã từng nghe nói hoàng đế là một người đàn ông tóc đỏ nhưng bản thân gã chưa từng nhìn thấy hoàng đế. Gã thật sự cũng không biết rõ hình dáng hoàng đế. Lúc này nhìn thấy người đàn ông tóc đỏ đang ngồi ở xa, Giê-xu và Tần Lạc đều nghĩ đó chính là hoàng đế. Lúc nãy tim gã vẫn còn nhảy loạn xạ, không ngờ đã nhận nhầm người. Người đàn ông tóc đỏ đứng dậy. Quần jean màu xanh rộng thùng thình, áo màu xám, gương mặt anh tuấn, nhưng trông có vẻ hơi trẻ, bên tai trái đeo một cái khuyên tai. Ông ta trông không giống hoàng đế mà giống một tên côn đồ trên phố. Thế nhưng khi nhìn thấy đám người Phó Phong Tuyết đi vào, người đàn ông không biểu hiện căng thẳng, khẩn trương mà còn có vẻ thích thú. Ông chính là chiến thần Phương Đông. Người đàn ông nhìn Phó Phong Tuyết với áo bào màu xanh, mà tóc dài, hỏi vì trong ba người đàn ông đối diện cũng chỉ có con người này trông giống chiến thần. Hai người còn lại chẳng khác nào người hầu của chiến thần. Mặc dù Giê-xu nổi tiếng là một mỹ nam hơn nữa thân hình cao lớn, gương mặt như tạc tượng nhưng khi gã đứng cùng một chỗ với Phó Phong Tuyết, điều gã còn thiếu chính là khí thế. Khí thế độc bộ thiên hạ. Phó Phong Tuyết đi trước với dáng vẻ không coi ai ra gì, đương nhiên trở thành đại gia. Giê-xu đã từng nhìn thấy Phó Phong Tuyết ra tay nên tự nhiên thành tiểu đệ của ông. Đó chính là chỉ một lần là phân cao thấp, trên dưới. Phó Phong Tuyết chưa kịp trả lời, Giê-xu đã lên tiếng. Gã nhìn chằm vào người đàn ông tóc đỏ, quát. Ông là ai? Hoàng đế ở đâu? Tôi là hỏa thần. Người đàn ông tóc đỏ liếm môi, nhìn chằm chằm vào Giê-xu hỏi. Hoàng kim súng Giê-xu. Là tôi. Giê-xu nói. Quả nhiên là một mỹ nam. Giê-xu dịch người đứng sau lưng Phó Phong Tuyết như muốn nói với hỏa thần rằng, ông già trước mặt ông mày đây cũng rất ưa nhìn. Nếu như hoàng đế không tới, chúng ta quay về. Nói xong Phó Phong Tuyết quay người đi ra ngoài. Cuối cùng ông già kia cũng chạy tới, giải thích. Xin khách quý dừng bước, quần áo điện hạ bụi bặm, người đang tắm, sẽ nhanh chóng ra thôi. Vậy hãy để ông ta chậm rãi tắm rửa. Phó Phong Tuyết nói. Chúng tôi không có thời gian chờ. Quý khách, xin dừng bước, xin quý khách dừng bước. Ông già bắt đầu nôn nóng, hoàng đế giao cho lão đón tiếp khách của mình. Nếu như hoàng đế chưa xuất hiện, khách đã bỏ đi, ông ta còn con đường sống không? Chỗ tôi có một chai rượu ngon, xin mời khách quý ngài hãy chờ đợi. Điện hạ sẽ nhanh chóng ra gặp ngài. Xin khách quý hãy thứ lỗi. Phó Phong Tuyết ngoảnh mặt làm ngơ giống như ông không nghe thấy câu phiên dịch của Giê-xu. Tần Lạc thầm nghĩ, ông già này không hứng thú uống rượu. Nếu như ông nói tới trà ngon thì nói không chừng còn có thể giữ người lại được. Đứng lại. Hỏa thần tức giận quát to. Ông ta là một trong bát đại chiến tướng hoàng đế, cũng là một tùy tùng trung thành của hoàng đế. Thất đại chiến tướng khác khiêu chiến hoàng đế thất bại nên không còn cách nào khác phải trở thành người hầu cho hoàng đế. Hỏa thần thì khác, gã từ nhỏ đã thần tượng hoàng đế sau đó bản thân khổ luyện thân thủ, tự nguyện gia nhập trở thành người hầu của hoàng đế. Vì coi hoàng đế là tấm gương cho mình nên hỏa thần cũng cố tình nhuộm mái tóc vàng của mình thành màu đỏ chính vì vậy gã còn một biệt hiệu là cái bóng của hoàng đế. Hỏa thần kiêu ngạo vì hoàng đế nhưng gã cũng kiêu ngạo vì bản thân mình là một trong chiến tướng của hoàng đế. Những kẻ kia nhìn thấy gã mà bỏ đi chính là sự sỉ nhục trắng trợn. Chương 1279, hoàng đế là luyện thành như thế nào? Phó Phong Tuyết, Tần Lạc bọn họ không xem thôn trưởng là cán bộ. Nhưng hỏa thần lại tự xem thôn trưởng này là cán bộ. Hắn bảo đám Phó Phong Tuyết, Tần Lạc đứng lại, kết quả đứng lại chỉ có một mình Giê-xu, bởi vì hai vị phía trước căn bản là nghe không hiểu hắn đang nói cái gì. Có gì chỉ giáo, Giê-xu xoay người nhìn hỏa thần nói, dùng từ tương đối văn nhã. Nguyên nhân Giê-xu thích Trung Quốc, không chỉ là mỗi ngày có thể ăn được móng heo kho tương tươi ngon, còn có một nguyên nhân là hắn cảm giác thưởng thức văn hóa của mình đề cao không ít. Về phần nói sùng bái Tần Lạc cho nên cam nguyện lưu ở bên cạnh hắn làm trâu làm ngựa, đây thuần túy là nhảm nhí. Đã đến đây, các người còn muốn đi sao? Hỏa thần cả giận nói. Hắn không có biện pháp không nổi giận, bởi vì hai người phía trước đều đi khỏi nhà ăn này. Chẳng lẽ bọn họ không có nghe được lời của mình sao?
không thể nào không có nghe được. Nhưng mà, nghe được còn không đếm xỉa, không có gì nhục hơn việc không đếm xỉa. Thân thể của hắn đột nhiên khởi động, đầu húc tới trước, giống như là một cây đuốc bị châm phóng tới Tần Lạc phía trước. Hắn cũng biết Phó Phong Tuyết dường như khó đối phó, chuẩn bị đem tiểu tử khó giải quyết này để lại cho hoàng đế. Vù vù vù. Vừa mới cảm giác được không khí bên cạnh đang vặn vẹo thay đổi, quả đấm của hắn đã đánh về phía giữa lưng. Tần Lạc vẫn không nhúc nhích. Ở bên cạnh Phó Phong Tuyết, làm sao còn cần hắn động thủ chứ? Nhưng khiến hắn buồn bực hộc máu chính là, Phó Phong Tuyết cũng không có ý động. Thời khắc sinh tử một đường, chỉ mành treo chuông, Tần Lạc đã động, bất động không được. Bất động sẽ chết. Hô! Hỏa thần từ vị trí Tần Lạc vừa đứng yên xuyên qua, còn Tần Lạc, hắn đã trốn tới bên trái Phó Phong Tuyết. Điều này làm cho hỏa thần lộ vẻ ngạc nhiên, phần nhiều vẫn là sửng sốt. Lúc ấy hắn đã đến gần rồi, quả đấm đều sắp va chạm vào quần áo người kia, hắn còn đứng ngây người ở đó làm sao mà biết phản kích. Sao chỉ trong nháy mắt, hắn liền biến mất không thấy. Hắn sở dĩ sẽ có nghi vấn như vậy, chủ yếu vẫn là vì quỷ ảnh quá ích kỷ rồi. Chuyện quỷ ảnh bị Tần Lạc phá tốc độ hơn nữa bị hắn tát một cái hắn chỉ tự giấu ở trong lòng, không có đem kinh nghiệm thất bại lấy ra cùng chia sẻ với đồng bạn của hắn. Điều này cũng thúc đẩy sự tự cao tự đại của hỏa thần. Hắn cho là những chiến tướng của mình là không gì làm không được, mặc dù đã bị giết gần hết. Mày làm như thế nào? Hỏa thần nhìn chằm chằm Tần Lạc hỏi. Giê-xu, hắn nói gì vậy? Tần Lạc hỏi. Hắn hỏi anh làm như thế nào? Giê-xu đi tới phiên dịch, vui vẻ khi người ta gặp tai họa mà nhìn hỏa thần. Năng lực phòng thủ quỷ dị kia của Tần Lạc hắn từng thể nghiệm, cho dù anh từ bất kỳ một góc nào công kích, chỉ cần dẫn theo sát khí, hắn đều có thể phòng thủ được. Vì bồi luyện cho hắn, hắn bình thường cũng không ít lần bị Tần Lạc đánh. Bây giờ nhìn đến người hầu của hoàng đế cũng gặp được đãi ngộ như vậy, thoải mái trong lòng hắn có thể nghĩ. Anh nói cho hắn biết, nói tôi không biết, Tần Lạc nói, hắn vẫn rất thành thực. Không ngờ hỏa thần nghe xong đáp án này xong liền giận dữ, hắn cho là Tần Lạc không muốn nói cho hắn biết nguyên nhân. Người này cũng quá kiêu ngạo đi. Thân thể của hắn lần nữa biến mất ngay tại chỗ, một ngọn phong ảnh xông về phía Tần Lạc đứng yên. Két. Lần này, Phó Phong Tuyết động. Liền đưa tay phất nhẹ như vậy, liền cầm nhẹ quả đấm hỏa thần. Dễ dàng giống đối thủ đánh tới một trái bóng bàn bị hắn một phen tiếp được. Tay của hắn bắt đầu dùng sức, hỏa thần dùng sức chống cự. Rất mạnh, lông mày hỏa thần liền nhíu lại. Sau đó, nét mặt của hắn bắt đầu vặn vẹo. Lại sau đó, hắn không ngờ chảy nước mắt. Phó Phong Tuyết vung tay mạnh lên. Thân thể hỏa thần liền không bị khống chế mà ngã văng ra ngoài. Thân thể bay ngược trên không trung, tùy thời cũng có thể nện vào trụ phía trước. Đúng lúc này, một bóng người màu trắng xuất hiện. Thân thể của hắn vọt lên không trung, một chảo vừa kéo, thân thể hỏa thần đã được hắn kéo xuống đất. Loảng xoảng. Chân của hắn nhẹ rơi trên mặt đất không tiếng động, ngược lại hài hỏa thần dẫm nát trên mặt đất phát ra tiếng vang nặng nề. Dáng người cao lớn không phân cao thấp với Phó Phong Tuyết. Khuôn mặt tuấn lãng phảng phất nhân vật trong Hy Lạp thần thoại. Ánh mắt thâm thúy, nụ cười ấm áp, một mái tóc đỏ chuẩn bị dựng thẳng lên, tây trang màu trắng hiển nhiên là đổi rồi, không có một chút nếp nhăn, không có một hạt cho bụi. Hoàng đế, đệ nhất Âu Châu, đệ nhất Châu Mỹ, vua thế giới hắc ám, vương giả trong mắt vô số người. Lúc này, hắn liền đứng ở đối diện Tần Lạc. Sau khi hắn đứng lại, một mùi thơm xộc thẳng tới. Tần Lạc vội ngừng thở. Lo lắng mùi thơm trên người hắn có cái gì cổ quái. Nhưng khi nhìn vẻ mặt Phó Phong Tuyết như thường, Tần Lạc liền thoải mái. Nghĩ thầm, hoàng đế không cần phải dùng phương thức như vậy giết người nhỉ. Hắn cũng không phải là Phó Phong Tuyết. Ánh mắt hoàng đế chuyên chú đặt ở trên người Phó Phong Tuyết, Phó Phong Tuyết cùng ánh mắt sáng quắc nhìn hoàng đế. Tần Lạc phát hiện, vẻ mặt Phó Phong Tuyết vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng ánh mắt lại trở nên nóng rực, giống như là thấy được người tình đầu tiên của mình. Tần Lạc nghĩ, lòng của hắn rối loạn, đây không phải là một hiện tượng tốt. Ông phải đi, hoàng đế hỏi, không ngờ hắn lại nói tiếng Trung, hắn lại nói ra một chuỗi tiếng Trung lưu loát. Nghe được sự thật trước mắt, tâm tình Tần Lạc quả thực kích động khó có thể tăng thêm, làm cho người ta thật là tốt biết bao giống Tổng thống Mỹ thích ăn gan xảo yến kinh cùng nước đậu xanh. Hắn nghĩ, nếu để cho hoàng đế làm đại sứ mở rộng tiếng Trung của Trung Quốc thì thật tốt biết bao. Sát thủ lớn của thế giới đều vì nghiệp vụ học nói tiếng Trung, những người khác còn có lý do gì không cố gắng học tập chứ? Cậu muốn lưu, Phó
Phó Phong Tuyết không chút khoan nhượng hỏi. Ăn cơm trước chứ, hoàng đế nói. Khách tùy theo chủ. Mời, hoàng đế vươn bàn tay to trắng như tuyết kia ra, làm tư thế mời. Những người bên cạnh đều thấy vậy âm thầm kinh hãi. Hoàng đế từ khi nào khách khí đãi một người như vậy chứ? Hắn từ khi nào xem người ta là người chứ? Phó Phong Tuyết không có khách khí, sải bước đi tới bàn lớn hỏa thần vừa ngồi kia. Tần Lạc cùng Giê-xu một trái một phải theo sau lưng. Không, chạy tới phía trước hắn. Bọn họ còn chưa thăm dò tính cách hoàng đế, sợ hắn dưới sự giận dữ giải quyết hai bọn họ trước. Phong độ hay không cũng chỉ thứ nhì. Nếu người đã chết, tất cả chỉ trích đều không còn ý nghĩa nữa. Ba người Phó Phong Tuyết, Tần Lạc cùng Giê-xu đồng thời ngồi xuống, người tiếp khách chỉ có một chủ nhân hoàng đế này. Hỏa thần vừa rồi còn không ai bì nổi ở trước mặt hoàng đế cũng chỉ là một lâu la, giống như là một người hầu nhỏ đứng ở sau lưng hoàng đế. Hoàng đế nhìn Phó Phong Tuyết, nói, uống chén rượu trợ hứng chứ. Tôi không uống rượu, Phó Phong Tuyết cự tuyệt. Đúng là tiếc nuối, hoàng đế nói, dùng khăn lụa lau nhẹ khóe miệng, vậy thì ăn cơm đi. Hắn không có hỏi ý kiến Tần Lạc cùng Giê-xu, xem hai người trở thành người trong suốt. Tiểu lão đầu nhận được gia hiệu của hoàng đế, lập tức bắt đầu mang thức ăn lên. Từng dĩa món ngon bưng lên, Tần Lạc ngoại trừ biết Tây Lan Hoa làm đồ ăn tráng miệng, những món khác lại không biết cái nào cả. Hoàng đế cũng không có ý giải thích, dẫn đầu cầm thìa khởi động. Hắn đem mỗi món đều để một ít vào trong đĩa nhỏ trước mặt mình, sau đó liền ăn hết sức chuyên chú. Điều này làm cho Tần Lạc ù cạc cạc, chẳng lẽ hàng này mời bọn họ tới thật chỉ là vì ăn cơm? Tần Lạc nhìn thoáng qua Phó Phong Tuyết, thấy hắn đã bắt đầu. Nhớ tới lời của Giê-xu, hắn cũng không nghi thần nghi quỷ nữa, giơ thìa xúc một miếng đồ lớn giống đậu hủ đặt ở trong dĩa mình. Ngồi xe thời gian dài như vậy, hắn thật đúng là đói bụng. Hoàng đế lúc đang dùng cơm không nói câu nào, vâng theo đạo dưỡng sinh lúc ăn cơm không nói. Sau khi ăn xong đồ trong đĩa, liền ngừng lại, nhận lấy khăn ấm người hầu bưng lên chùi miệng. Kể từ sau khi người khác chạm qua mấy món ăn trong mâm kia, hắn liền không động nữa, bệnh xấu thích sạch sẽ có thể thấy được rõ. Điều này làm cho Tần Lạc phi thường không thoải mái. Nghĩ thầm, chúng tôi cũng không có bệnh gì, anh ghét bỏ như vậy làm cái gì. Vì vậy, Tần Lạc rất nhiệt tình mà dùng khối đậu hủ của mình xúc đặt ở trong đĩa trước mặt hoàng đế, vừa cười vừa nói, món ăn này rất ngon, anh nên nếm thử. Hoàng đế cau mày, nhưng không có lên tiếng. Mày đáng chết, hỏa thần nổi giận, mấy chiến tướng bọn họ đều phi thường rõ ràng hoàng đế có bệnh thích sạch sẽ rất nặng, không thích đụng chạm hết thảy đồ bẩn, mà ngay cả bọn họ không cẩn thận rơi một sợi tóc khi ở trong nhà hắn cũng đều phải nhặt ra ngoài. Bây giờ, ma, cà, bông Trung Quốc này lại dùng thìa của mình xúc đồ ăn cho hoàng đế, đây không phải là vũ nhục thì là cái gì? Hoàng đế cười khoát tay, cuối cùng đem ánh mắt để lên mặt Tần Lạc, nói, anh biết vì sao một người thích sạch sẽ có thể trở thành hoàng đế không? Không biết, Tần Lạc nói, hắn cũng rất tò mò, nếu hắn không đụng vật bẩn gì cả, vậy hắn sao giết người? Giết người không phải là bẩn sao? Bởi vì tôi muốn giết người. Hoàng đế cười ôn hòa, giống như là đang nói một chuyện phi thường thú vị với bạn học cũ ở bàn cơn, quần áo bẩn có thể vứt bỏ, người dơ bẩn cũng có thể giết chết. Không có gì là không thể tinh lọc. Hắn nhìn chằm chằm Tần Lạc, nói, anh cũng giống vậy. Chương 1280, ai nghênh đón tiếng vỗ tay ai anh hùng mạt. Anh cũng có thể tinh lọc, nói cách khác, anh cũng có thể bị giết chết. Ở trong mắt hoàng đế, Tần Lạc cũng chỉ là một tiểu nhân vật có cũng được mà không có cũng không sao, đối thủ của hắn nên là Phó Phong Tuyết, nên là Long Vương. Cho nên, hắn nói chuyện là phách đạo như thế, kiên cường như thế, không lưu tình mặt như thế. Mặc dù Tần Lạc y thuật vô song, nhưng bàn về bản lãnh đánh nhau giết người, hắn dù thúc ngựa cũng cản không nổi hoàng đế. Tú gặp binh, chỉ có thể dùng miệng họa may đòi lại một ít tiện nghi. Đây nghe có chút keo kiệt, nhưng lại một sự thật làm lòng người say phiền. Hoàng đế mà Long Vương cùng Phó Phong Tuyết liên thủ mới có thể đối kháng, làm sao có thể đủ đối oánh với hắn. Có vị tiền bối dạy chúng tôi, loại chuyện đánh nhau này, đánh thắng thì đánh không thắng bỏ chạy. Vấn đề là, Tần Lạc bây giờ muốn chạy cũng không có cách gì chạy. Thật đúng là trái phải đều khó dối đến chết nha. Còn anh, Tần Lạc cười hỏi, anh làm sao tinh lọc bản thân? Tôi là sạch sẽ, hoàng đế nói. Anh sắp hàng đứng tiểu không? Tần Lạc hỏi. Đây là tất nhiên. Anh xuất cống chứ? Xuất cống? Chính là thải. Anh muốn nói cái gì?
anh có khẩy cứt mũi không? Anh có chân thối không? Anh có da mồ hôi không? Trong đồ ăn anh ăn có độc tố nông dược không? Trong không khí anh hít thở bây giờ có vi khuẩn hay không? Anh sạch sẽ sao? Anh cũng không sạch sẽ. Tần Lạc phản kích nói. Anh cho rằng anh thỉnh thoảng đổi một bộ quần áo, cầm trong tay khăn tay nhỏ bịt mũi cùng miệng liền giữ sạch. Tiểu thư chỗ chúng tôi cũng chính là bộ dạng như anh. Hoàng đế nhíu đôi mày dễ nhìn, nhìn chằm chằm Tần Lạc nói, anh là muốn chọc giận tôi sao? Anh là đang trốn tránh hay là không dám đối mặt? Tần Lạc cười lạnh, thật ra, giết người không cần lý do. Đối với người như anh mà nói, không cần lý do. Anh nói không sai, hoàng đế thụ giáo gật đầu. Giết người không cần lý do. Lúc nói chuyện, bàn ăn trước mặt bọn họ đột nhiên bay lên trời, giống như là phía dưới có đồ vật gì đó bắt nó phun lên. Nhanh chóng như vậy, đột ngột như vậy, không có bất luận dấu hiệu gì. Thần kỳ chính là, lúc bàn từ trên mặt đất văng lên, dĩa trên bàn còn cả dao nĩa lại không chút sứt mẻ, vẫn cùng ổn định yên tĩnh giống lúc ở mặt đất, không thấy có bất cứ dị hưởng nào. Ghế dựa hoàng đế đang di động giống bay, chính là văng lên không trung. Liền nhảy tới trước mặt Tần Lạc. Sau đó, hắn vươn bàn tay trắng nõn kia, cái tay kia đánh úp về phía cổ Tần Lạc. Nước chảy mây trôi, tự nhiên tiêu sái. Bàn bay tới, ghế dựa rời đi, hắn vươn tay một cách tự nhiên. Đây hết thảy đều là như vậy, cơ hồ là ở trong nháy mắt hoàn thành. Lại đẹp như vậy, đẹp của sống động, đẹp của lưu động, cùng với, đẹp của bạo lực. Vương giả hoàng đế, nam nhân vĩ đại trên thế giới này. Mặc dù lúc giết người, cũng làm cho người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui, không thể bắt bẻ. Khó trách dưới trướng hoàng đế có thể tụ tập nhiều người vĩ đại như vậy, quả thật có mị lực cá nhân đặc biệt của hắn. Nhưng mà, Tần Lạc lại không có lòng thưởng thức hết thảy này. Bởi vì hắn phi thường tinh tường, nếu như bị hắn bắt lấy, bản thân liền sẽ rơi xuống vận mệnh bi thảm bị người cắt đứt bụng. Nhưng mà, hắn muộn rồi. Khiến người vô lực phản cảm cũng không biết làm sao trốn tránh. Làm cho người ta tuyệt vọng. Phó Phong Tuyết động. Thân thể hắn ngồi ở trên mặt ghế một cước đá ra, phóng về phía ngực hoàng đế. Nhẹ nhàng, không mang theo tiếng gió vù vù, không có kình khí gì xé rách không khí. Nhưng mà, tất cả mọi người không dám khinh thường một cước này. Bởi vì, một cước này là Phó Phong Tuyết đá ra. Hắn và Tần Lạc ngồi song song, nếu như hoàng đế cố ý muốn đả thương Tần Lạc, một cước kia của hắn cũng tự nhiên làm trọng thương hoàng đế. Nếu như hoàng đế lui về phía sau, như vậy, một cước này của hắn cũng đồng dạng sẽ thất bại. Bây giờ, quyền lựa chọn ở trên tay hoàng đế. Hoàng đế cũng không lui lại. Nếu như lui về phía sau, hắn còn thế nào sẽ được người xưng là hoàng đế? Thân thể của hắn từ trên mặt ghế nhảy lên, chiếc ghế dày nặng ngồi ở trên mông kia dường như có sinh mệnh, từ dưới háng hắn xuyên qua. Hô, hô, chiếc ghế phát ra thanh âm gào thét. Hung hăng vào tới một cước Phó Phong Tuyết đá ra kia. Răng rắc. Phó Phong Tuyết vung chân mạnh, chiếc ghế đỏ thẫm nặng trăm cân kia bị một cước hắn đá cho nát bấy. Tại khoảng cách này, thân thể hoàng đế tiếp tục bay tới trước, tay của hắn bắt được Tần Lạc. Hả? Tay của hắn trống rỗng. Khi hắn xác định mình đã bắt được cổ Tần Lạc, tay của hắn lại thất bại. Điều này sao có thể? Hoàng đế cơ hồ không có cách gì tin sự thực phát sinh trước mắt. Không ngờ có người có thể từ trên tay của mình đào thoát. Không ngờ là hắn. Cho đến lúc này, thân thể của hắn nhẹ nhẹ đáp xuống mặt đất. Hắn khẽ vươn tay, cái bàn từ trên cao rơi xuống lại đến trên tay của hắn. Liền cùng hắn phối hợp ăn ý, giống như cùng nhau chơi đùa một trò chơi nhỏ. Ở trong thời gian nháy mắt này, hắn nhấc cái bàn chướng ngại này, đá ghế dựa ra công kích Phó Phong Tuyết, hơn nữa đưa tay đi véo cổ Tần Lạc, tốc độ của hắn kinh người. Hơn nữa có năng lực hoãn không khủng bố. Ở lúc Phó Phong Tuyết tạm thời một cước đá ra, hắn lại trên không trung mượn lực khiến thân thể lần nữa kéo lên, sau đó ghế tựa phản kích ra bên ngoài, đây là cần thực lực khủng bố cỡ nào mới có thể đạt tới chứ. Cao thủ so chiêu, một tích tắc quyết định thắng bại. Hơn nữa không cần mở ra lực đạo vạn quân đánh cho thiên hôn địa ám, đánh cho đá vụn bay loạn là lợi hại, loại tiểu chiêu thức giết người không tiếng động này mới chính thức làm cho người ta sợ hãi hoảng sợ. Anh rất không tồi, hoàng đế nhìn Tần Lạc nói, khó trách có thể đánh bại quỷ ảnh, giết chết quái thú. Dùng thân phận địa vị hoàng đế, hắn tán thưởng một người như thế, đây là ca ngợi vô thượng đối với hắn. Truyền đi điều này chính là sẽ làm rạng rỡ tổ tông. Nhưng mà, Tần Lạc nghe xong trong lòng cũng rất không thoải mái.
huống chi hắn lúc này còn ngồi bệch dưới đất, tư thế thật sự không tính là ưu nhã. Chỉ có người chính thức trải qua mới biết sự đáng sợ của hoàng đế. Bây giờ, Tần Lạc xem như lĩnh hội thấm thía. Người đàn ông bề ngoài nhã nhặn bộ dạng anh tuấn này, trong cơ thể của hắn cất giấu một con dã thú. Lực lượng con dã thú này phiên dịch ra có thể hủy diệt hết thảy. Khi một khắc hắn đưa tay chộp tới này, hắn cảm thấy sợ hãi bị đè nén đến độ có thể làm cho người hít thở không thông. Hắn muốn nhúc nhích, nhưng thân thể không nhúc nhích được. Đại não cũng trống rỗng, thậm chí cũng không có cách gì làm ra tự hỏi. Cũng may Phó Phong Tuyết đá ra một cước, đá nát ghế tựa này, cũng đá tỉnh hắn. Cái mông của hắn vừa trợt, người liền ngã bệch xuống dưới mặt ghế. Phó Phong Tuyết cũng nội tâm chấn động. Hắn một cước đá ra, cho rằng mặc dù không gây thương tổn hoàng đế, cũng có thể hóa giải lần tiến công này của hắn, đáng tiếc, ý nghĩ của hắn tan vỡ. Hắn không chỉ xuất ra phản kích, hơn nữa vẫn làm được chuyện mình muốn làm. May mắn Tần Lạc tránh được, nếu không, thảm kịch đã xảy ra. Hắn lại trở nên mạnh mẽ, mạnh hơn so với hoàng đế trước kia. Chẳng lẽ nói, nhất định phải cùng thiên trượng liên thủ mới có thể ngăn được hắn. Không biết lượng sức, hỏa thần vừa cười vừa nói. Hắn không có động, hắn biết, thời điểm hoàng đế cùng người khác chiến đấu là không cần người khác tham dự. Cho dù đối phương là một người, hay là một đám người. Ít nhất, lúc hoàng đế một mình độc chiến tám đại chiến tướng bọn họ chưa từng bị thua. Hơn nữa ở lúc gặp tao ngộ vây công còn có khe hở lau chút bùn dính trên giày da. Kim đồng văng bùn lên chân hắn bị hắn đánh cực kỳ thảm, nằm một tuần lễ trên giường mới có thể đứng lên. Có điều, trong lòng hỏa thần vẫn là có chút giật mình. Chiến thần Phương Đông coi như xong, hắn biết đó là một lão quái vật có tư cách cùng hoàng đế đối chiến. Khiến hắn giật mình chính là Tần Lạc, tiểu tử này cho dù nói chuyện đi đường đều không có bất cứ phong phạm cao thủ gì, thậm chí ngay cả một chút tố chất cơ bản cao thủ nên có đủ cũng không tồn tại, hắn là sao tránh thoát chiêu khóa yết hầu của hoàng đế. Nếu như vừa nãy mình ở vào vị trí Tần Lạc, mình có thể đủ làm được tốt hơn hắn không? Hỏa thần lắc đầu. Nhưng, rất nhanh, hắn liền thay Tần Lạc tìm được đủ loại lý do, ở lúc hoàng đế công qua, Phó Phong Tuyết đánh lạc hướng giúp hắn tranh thủ một ít thời gian. Hơn nữa hắn lại vô cùng sợ hãi, sau đó liền từ trên mặt ghế trượt xuống dưới mặt đất. Hắn không muốn tin tưởng Tần Lạc có thể tránh được công kích hoàng đế. Đây quả thực là chuyện buồn cười nhất khắp thế giới. Ánh mắt hoàng đế đặt ở trên người Phó Phong Tuyết, mặt mang vui vẻ nói, chúng ta bây giờ bắt đầu đi. Tôi quả thực có chút đói khát khó nhịn. Đây là khiêu chiến. Vương giả châu Âu khiêu chiến với chiến thần Phương Đông. Hoàng đế vs Phó Phong Tuyết, ai nghênh đón tiếng vỗ tay. Ai anh hùng mạt lộ hát mi ca. Chương 1281, chịu để cả thân lăng trì. Không có việc gì, Tần Lạc lắc đầu, hắn muốn cười, nhưng lại cười không nổi. Hắn biết một sự thực rõ ràng khiến người ta bi ai. Mình ở trước mặt hoàng đế căn bản không hề có cơ hội hoàn thủ, hắn tát xong má trái của mình, còn có thể tiếp tục quất má phải chính mình, cho dù anh có nguyện ý hay không. Hắn đều có thể làm như vậy. Gì mà phòng thủ đệ nhất thiên hạ chứ? Vậy thì có ích gì? Đối mặt hoàng đế, không có chút tác dụng. Tần Lạc rất hối hận, lúc trước nếu cùng lão đạo sĩ kia đi tìm thiên đạo thì tốt rồi. Thiên đạo có tìm được hay không cũng không sao cả, ít nhất bây giờ thân thủ hẳn là không tệ. Dùng thiên phú cùng nghị lực cố gắng khắc khổ của mình, một kiếm chém hoàng đế thành hai khúc cũng là có khả năng, người đã chết, còn cứu vớt trung y thế nào chứ? Tần Lạc muốn khóc lớn một trận để phát tiết ủy khuất trong lòng. Nghe được hoàng đế muốn khiêu chiến với Phó Phong Tuyết, Tần Lạc lại rất sốt ruột. Hắn lo lắng lão đầu này hành động theo cảm tình đầu nóng lên mạo muội đáp ứng. Mặc dù hắn biết lão đầu rất mạnh, nhưng mà hoàng đế này, cũng thật không đơn giản. Hành trình nước Mỹ lần này nguy hiểm trùng trùng, Phó Phong Tuyết chính là định hải thần châm của bọn họ, có hắn ở đây, nguy nan gì đều có thể vượt qua. Nếu hắn chiến bại hoặc là chết trận, như vậy, đoàn thể nhỏ bọn họ liền thành một con thuyền cô đơn trong biển rộng, bên ngoài mưa to gió lớn, bọn họ chịu không được. Không chiến, Phó Phong Tuyết nói. Vì sao, hoàng đế vẫn còn cười, nhưng mà vẻ mặt rõ ràng không vui. Hắn muốn chiến, người khác liền nhất định phải chiến. Không người nào dám phản kháng hắn. Không muốn chiến, Phó Phong Tuyết nói. Vì sao không muốn chiến? Lòng có vướng bận. Hoàng đế hiểu rõ gật đầu. Hắn biết tình hình Phó Phong Tuyết lúc này, hắn còn có rất nhiều người cần bảo vệ, còn có sứ mạng chưa hoàn thành. Vậy tôi giúp ông giết toàn bộ bọn họ nha. Hoàng đế nói,
Như vậy, ông liền tâm không vướng bận, có thể buông tay đánh cược một lần. Như vậy không cần ra tay nữa. Phó Phong Tuyết nói, ra tay thất bại. Ông đang từ chối, hoàng đế giận, hắn khát vọng một trận chiến đấu kịch liệt, nhưng, nếu yêu cầu không chiếm được thỏa mãn, hắn cũng không ngại một trường giết chóc. Phải, Phó Phong Tuyết thẳng thắn thừa nhận, tôi sẽ đánh với cậu một trận, nhưng cần nửa tháng sau. Hoàng đế lắc đầu, nói, tôi chờ không được. Dừng một chút, hắn nói, hơn nữa, đồng bọn hợp tác của tôi cũng không muốn chờ lâu như vậy. Đó là chuyện của cậu, thời gian nửa tháng, cho ngươi một trận chiến khiến cậu thỏa mãn. Phó Phong Tuyết nói, chẳng lẽ bây giờ tôi ra tay, ông sẽ không liều mạng phản kháng sao? Hoàng đế cười to, nếu tôi không chiến, ai có thể miễn cưỡng? Giọng điệu của Phó Phong Tuyết ngạo nghễ, rất là phách đạo nói. Hoàng đế trầm mặc, xác thực, bàn về đơn đả độc đấu, hắn có 7 thành nắm chắc giết chết chiến thần đến từ phương đông này. Nhưng, nếu người này không muốn tử chiến mà cứ một mực trốn tránh, ngay cả hắn cũng nắm chắc chặn lão lại được. Tôi sẽ giết hết toàn bộ bọn họ, hoàng đế chỉ vào Tần Lạc cùng Giê-xu nói. Tự nhiên muốn làm gì cũng được, Phó Phong Tuyết mặt không chút thay đổi nói. Tôi giết 2 chiến tướng của cậu, cậu giết bọn họ cũng là đương nhiên. Tần Lạc cùng Giê-xu liếc mắt nhìn nhau, thậm chí định chửi ầm lên lão đầu nhi này vô đức vô sỉ không nói nghĩa khí không có tinh thần đoàn đội, chúng ta là một mà. Sao ông có thể vứt 2 bọn tôi lại chứ? Đã như vậy, hoàng đế khẽ cười một tiếng, muốn ra tay lần nữa. Đợi một chút, Tần Lạc la lớn, nếu để cho hoàng đế ra tay, Phó Phong Tuyết thật không cứu, tự mình cùng Giê-xu thật đúng là mạng nhỏ khó bảo toàn. Anh sợ, hoàng đế nhìn Tần Lạc nói. Tôi vốn không muốn giết anh, chỉ có điều đồng bạn của tôi rất coi trọng ngươi, cho nên, thuận tiện cùng nhau giải quyết đi, cũng không phải là chuyện phiền toái gì. Với hoàng đế mà nói, Tần Lạc còn chưa có tư cách khiến hắn ra tay. Chỉ là làm một chuyện tiện thể. Cho bọn tôi thời gian nửa tháng, một trận chiến đấu lực lượng tương đương. Tần Lạc nhìn hoàng đế nói, lại thêm một tòa thiên không thành. Hả, hoàng đế nghi hoặc mà nhìn Tần Lạc, thiên không thành là của mình. Thằng nhãi này dựa vào gì lấy nó làm vật cược? Giê-xu cởi áo khoác tây trang của mình ra, lộ ra một hàng bom lớn nhỏ bên trong, nói, chúng nó đủ san thiên không thành này thành bình địa. Trong xe bọn tôi lái cũng trang bị rất nhiều, nếu bên này nổ tung, bên kia cũng đồng thời sẽ nổ tung. Cho dù san bằng ngọn núi này cũng không có vấn đề. Tần Lạc bổ sung nói, Trung Quốc chúng tôi có câu ngạn ngữ, nói rằng chịu một thân lăng trì, dám kéo hoàng đế xuống ngựa. Cổ nhân thật là có dự kiến trước, tôi cũng hoài nghi những lời này có phải đặc biệt chuẩn bị cho anh không. Hoàng đế nở nụ cười rất nghiền ngẫm, nói, chẳng lẽ các người không có phát hiện thiên không thành hôm nay đóng cửa từ chối tiếp khách sao? Vậy thì thế nào? Nếu mời các người tới làm khách lần này, chẳng lẽ không dự liệu được các người đủ khả năng làm ra phản ứng sao? Nếu tôi lựa chọn địa điểm yến hội ở trong này, còn có thể quan tâm một thiên không thành sao? Sự kiêu ngạo của hoàng đế là phát ra từ trong xương tủy. Trên thế giới này, ngoại trừ chính hắn, căn bản không hề có thứ đáng để hắn coi trọng cùng quan tâm. Nếu cho rằng mấy quả bom đó có thể lưu lại cả tôi, vậy các ngươi liền đánh giá quá cao uy lực mấy quả bom này hoặc là đánh giá quá thấp năng lực của tôi rồi. Cộng thêm cả tôi thì sao? Phó Phong Tuyết nói, có thể kéo đệ nhất cao thủ châu Âu cùng nhau chịu chết. Cuộc đời phó mỗ này không hối tiếc. Hoàng đế trầm mặc. Nếu ở sau khi bom nổ tung, Phó Phong Tuyết lấy cái chết bức bách, mình cũng mất thời gian chạy trốn. Nói như vậy, hắn sẽ phải đồng quy vu tận với mấy lâu la này. Đề nghị này rất có sức hấp dẫn nhỉ? Tần Lạc cười hỏi, vượt qua sợ hãi, liền sợ gì không dám liều mạng. Đối phó dạng biến thái như hoàng đế này, cũng chỉ có thể bỏ mạng của mình ra ngoài. Chỉ có dám bỏ, mới có thể có được, nếu không, tất cả bọn họ đều sẽ bị hoàng đế thái nhỏ. Vì tới gặp hoàng đế, bọn họ đúng là hao phí tâm cơ. Hoàng đế không có trả lời lời của Tần Lạc, mà là nhìn Phó Phong Tuyết nói, nếu sau nửa tháng ông chạy thì sao? Cậu đang vũ nhục tôi đấy. Phó Phong Tuyết nói, tôi là chiến sĩ, thuộc về chiến sĩ chính là chết trận chiến trường. Đời người tịch mịch, đối thủ khó kiếm. Tôi sẽ không buông tha cơ hội lần này. Được, hoàng đế rốt cuộc đáp ứng. Chúng ta tương chiến, trong vòng nửa tháng. Nửa tháng sau. Cung kính bồi tiếp. Cáo từ, Phó Phong Tuyết xoay người đi ra ngoài, Tần Lạc cùng Giê-xu vội đuổi theo. Đợi đến khi bọn họ rời đi, một cô gái tóc vàng mặt đầy tức giận từ bên trong đi ra. Điện hạ,
sao có thể để cho bọn họ cứ đi như vậy? Cô gái mặc dù hết sức đè ép bất mãn của nàng, nhưng trong lời nói vẫn có vẻ nghi ngờ. Chuyện tôi muốn làm, không cần giải thích với người khác. Hoàng đế tự phụ nói. Natasha cũng giọng điệu mình nói chuyện không đúng, điều chỉnh tâm tình một chút, vừa cười vừa nói, điện hạ, tôi cũng không có ý bảo ngài giải thích. Tôi chỉ là khó hiểu, cơ hội tốt như vậy, sao không đem bọn họ toàn bộ giết chết? Giết chết, hoàng đế cười tủm tỉm nhìn mỹ nhân tuyệt sắc trước mặt. Cô giúp tôi tìm một đối thủ để giỡn đi. Natasha không có biện pháp đáp lại vấn đề này. Đối thủ để giỡn trong lời hoàng đế cũng không phải là dễ dàng tìm như vậy. Ngay cả cao thủ đứng 10 hàng đầu trong bảng sát thủ cũng không có dũng khí tới khiêu chiến hắn, nàng còn có thể tìm người nào tới. Người cấp bậc giống hoàng đế, Phó Phong Tuyết, đã không phải là dùng tiền có thể mua. Hơn nữa những người này đều cực kỳ thích danh dự, nếu như không cần thiết căn bản là sẽ không chạm mặt. Lại nói, nếu cô bị nổ chết rồi, tôi tìm ai đi lấy đồ tôi nên được. Hoàng đế nói, tôi đang bảo vệ cô không cho là vậy à? Cảm ơn điện hạ. Cô gái chỉ có thể che ngực nói cảm ơn, mặc dù nàng cho rằng lý do này thật sự quá gượng ép, dám chó không kêu, nhưng mà, nàng cũng không dám nói một câu phản bác. Đây chính là cường quyền. Đây chính là thực lực giết sạch hết thảy. Cảnh sắc dù đẹp đi nữa, cũng không đẹp bằng sinh mạng. Từ thiên không thành như mộng như ảo đi ra, Tần Lạc cảm thấy thể xác và tinh thần thoáng cái nhẹ nhõm, mưa lớn như vậy, trời lạnh như vậy, hắn không ngờ lại đã toát mồ hôi đầy lưng. Dạng tâm tình này, giống như là từ quỷ môn quan đi một chuyến về. Giê-xu cũng khẩn trương giống thế, lái xe như bay, sợ hoàng đế lại đuổi theo. Cuối cùng cũng gặp qua hoàng đế. Giê-xu nói, không biết đây là may mắn hay là bất hạnh, không biết chuyện gì xảy ra, tôi ở trước mặt hắn căn bản không thể ra tay. Giống như chưa bắt đầu, đã dự liệu được thất bại của mình. Tôi chịu không nổi, Tần Lạc lúc này liền cười khổ. Tôi cho là tôi có thể tránh được tấn công của tất cả mọi người. Nhưng lúc hắn công tới, tôi cũng không biết di động như thế nào. Thân thể không nghe sai khiến, đại não cũng không nghe sai khiến. Ít nhất cậu còn sống, Phó Phong Tuyết nói. Nếu như là những người khác ở vào vị trí Tần Lạc, có thể đã chết rồi. Có điều, Phó Phong Tuyết không nói ra những lời này. Hắn không thể để cho người này quá mức kiêu ngạo, cẩn thận một chút, cơ hội sống được cũng lớn hơn một chút. Phải đó, may mà còn sống, Tần Lạc gật đầu, hắn cảm thấy vận khí của mình cũng không tệ lắm, người có thể từ trong tay hoàng đế chạy trốn có lẽ cũng không nhiều. Chúng ta tranh thủ thời gian nửa tháng, 15 người, cũng đủ cho chúng ta làm rất nhiều chuyện. Chúa Vạn Năng sẽ phù hộ con chiên của người hết thảy thuận lợi. Giê-xu nói, Phó Phong Tuyết lại lâm vào trầm mặc, vẻ mặt lạnh lùng, không biết suy nghĩ cái gì. Chương 1282, mãn hán toàn tịch. Trở lại biệt thự bọn họ, trong nhà lại thêm một vị khách phương xa. Thấy Hoen ngồi ở trong phòng khách cùng Cố Bách Hiền Lý Nhân nói chuyện phiếm, hai cô bé Tiểu Linh cùng Tiểu Nhã đảm nhiệm phiên dịch cho bọn họ, Tần Lạc thật sự là ngoài ý muốn. Hoen tiên sinh, Tần Lạc cao hứng nghênh đón. Gặp lại ông, tôi vô cùng vui vẻ. Vẫn muốn hỏi ông một câu sao ông lại tới đây. Ông biết không, ở dưới đang đổ mưa to. Hoen là người bạn Tần Lạc quen ở Mỹ. Lần trước Tần Lạc đến Mỹ tham gia Đại hội Chữa bệnh Thế giới, cần dùng ngân châm rút máu đại não cho phó đoàn trưởng Tiễn Hoành Lượng của mình, Hoen phê bình đối với việc này, thậm chí nói Tần Lạc không hiểu y thuật, cũng chính bởi vì hắn mạnh mẽ ngăn cản, Tần Lạc cảm thấy tiểu lão đầu này chính trực vô tư. Vì vậy, hắn chủ động đi tới thăm hỏi trước, hai người nhắc tới y thuật chung, Tây đều rất hợp ý, thành chi kỷ vong niên. Khoảng cách Las Vegas cùng New York không gần chút nào, hơn nữa bên ngoài đổ mưa to như thế. Lão chạy qua gấp gáp như vậy làm gì? Hoen cùng Tần Lạc ôm nhiệt tình, vừa cười vừa nói, Tần, tôi sau khi biết cậu tới Mỹ, đã sớm định tới thăm cậu. Nhưng mà chết nỗi là trên tay tôi còn có một hạng mục chưa hoàn thành mới làm xong đêm qua. Sau đó tôi liền đặt vé từ Las Vegas đến New York không ngờ chính là ngày chết tiệt này đột nhiên đổ mưa. Có điều, có thể nhìn thấy cậu, tất cả khổ cực đều đáng giá. Nên là tôi đi thăm ông mới phải, Tần Lạc nói. Chỉ là ông cũng biết, tôi bây giờ thật không có cách gì đi được. Không, Hoen vẻ mặt thành thật mà cự tuyệt, cậu không cần tới thăm tôi. Tôi tới tìm cậu là muốn nhìn thử cậu làm sao trị liệu dạng bệnh khó giải quyết của bà Mã Thụy. Cậu biết không, tôi là bác sĩ thần kinh, nhưng đại não nhân loại thật sự là quá thần kỳ. Tôi nghiên cứu vài chục năm, vẫn không có biện pháp tìm kiếm được quy luật của chúng,
lần trước cậu dùng ngân châm làm giải phẫu kia thật sự là quá thần kỳ. Đáng tiếc chính là tôi xem không hiểu. Lần này, tôi muốn ở lại bên cạnh cậu tận mắt chứng kiến một kỳ tích, không biết yêu cầu này của tôi có mạo muội không? À, phải rồi, tôi nên gọi điện thoại tới trước. Không, không mạo muội chút nào. Tần Lạc biết tiểu lão đầu này là muốn tới học trộm, nhưng lão không biết là, mình cũng đang cần một bác sĩ có quyền uy ở lĩnh vực khoa não làm người chứng kiến. Cho dù lão không đến, mình cũng muốn gọi điện thoại mời lão tới. Bây giờ, lão chủ động đưa tới cửa, kế hoạch của Tần Lạc có thể sớm áp dụng, thậm chí ngày mai là có thể động thủ. Dù sao, bọn họ chỉ có thời gian 15 ngày. 15 ngày sau, bọn họ sắp sửa đi chiến đấu với ma quỷ tên Hoàng đế kia. Nếu như là người khác, tôi nhất định sẽ cự tuyệt. Tần Lạc nói, nhưng ông là bạn của tôi hoan nghênh bạn của tôi cùng khiêu chiến khó khăn. Vậy thật sự là quá tốt, tiểu lão đầu vẻ mặt kích động nói. Tần, quả thật rất cảm ơn cậu, nếu có chỗ tôi có thể hỗ trợ, xin cứ nói không cần khách khí với tôi. Tôi biết rồi, Tần Lạc nói, Hoen tiên sinh, ông tới thật sự là trùng hợp. Chúng tôi đã thương lượng qua, định ngày mai đi giải phẫu não bộ bà Mã Thụy. Thật hả, Hoen cảm thấy Thượng Đế thật sự là quá chiếu cố chính mình. Hắn với y thuật Trung Quốc thần kỳ là vừa hiếu kỳ lại trông ngóng, nhưng mà bản thân hắn nghiên cứu đã lâu lại không thu hoạch được gì. Có thể ở bên cạnh bác sĩ y thuật cao minh như Tần Lạc học tập một thời gian ngắn, nhất định sẽ có không ít thu hoạch. Vậy thật sự quá tốt, tôi vô cùng chờ mong. Ngày mai, cô Bách Hiền cùng Lý Nhân vẻ mặt mờ mịt mà nhìn Tần Lạc. Tần Lạc nhẹ gật đầu, cười tủm tỉm mà nhìn Hoen, ngoài miệng lại nói, Tiểu Linh, những lời này của anh không cần phiên dịch, tùy tiện nói mấy câu vô vị với lão đi, thầy Cố, thầy Lý, chúng ta ngày mai động thủ, buổi tối tôi tới phòng các người giải thích cho các người. Hai người nghe được Tần Lạc nói như vậy, cũng không hỏi thêm gì nữa. Sau đó, Tần Lạc lại thân mật bắt chuyện với Hoen. Tần, cậu nói đây sẽ là một lần kỳ tích nữa trong lịch sử y học, cậu có lòng trị khỏi bà Mã Thụy, đúng không? Tôi từng nói mấy câu này hả? Tần Lạc nhìn Tiểu Linh. Là em thay anh nói. Tiểu Linh nói, lo lắng Tần Lạc vì vậy tức giận, nhỏ giọng giải thích, là anh bảo tôi tùy tiện nói vài câu. Tần Lạc liền nhẹ gật đầu tán thưởng, nghĩ thầm, ngôn ngữ không thông cũng có chỗ tốt của ngôn ngữ không thông. Hôm nay quả thật có thể phẫu thuật, Giác Sơn lo lắng hỏi. Tôi là bác sĩ, không ai hiểu rõ tình hình thân thể bà Mã Thụy hơn tôi. Tần Lạc nói, hơn nữa, đây không phải là điều anh vẫn luôn muốn sao. Không biết chuyện gì xảy ra, ở lúc Tần Lạc chậm chạp không chịu phẫu thuật cho bà Mã Thụy mà chỉ mỗi ngày bón bà ăn canh thuốc, trong lòng Giác Sơn rất sốt ruột, một mực thúc giục hắn cố tiến vào giai đoạn trị liệu mang tính thực tế. Nhưng mà, đợi đến khi Tần Lạc bảo hôm nay bắt đầu phẫu thuật, trong lòng của hắn lại lo lắng khó hiểu. Lo lắng gì chứ? Giác Sơn thầm nghĩ trong lòng. Lo hắn thành công, điều này sao có thể? Tôi chỉ xin các người thận trọng một chút, Giác Sơn vẻ mặt thành thật nói. Tôi hy vọng bà Mã Thụy khang phục, nhưng mà, tôi cũng hy vọng bà có thể sống lâu trăm tuổi, chúng tôi không thể không có bà, hy vọng bà có thể làm bạn thời gian chúng tôi thật lâu. Tôi hiểu ý của anh, Tần Lạc vừa cười vừa nói, nếu trong lòng anh quả nhiên là nghĩ như vậy, nhất định sẽ không để cho anh thất vọng. Vậy thì vất vả các anh rồi, Giác Sơn nói. Tần Lạc nhẹ gật đầu, nói, ở trong quá trình trị liệu cần cởi áo quần bà Mã Thụy ra. Nếu tiện. Tần Lạc chỉ vào một phụ nữ trung niên tóc ngắn màu vàng, nói, tôi thấy nữ y tá này rất thích hợp. Phiền cô cởi hết áo quần bà Mã Thụy được không? Nữ nhân tóc vàng là vợ Giác Sơn, nàng sau khi nghe xong phiên dịch, nói, cần cởi hết sao? Phải, Tần Lạc nói, chúng tôi cần thi châm ở toàn thân của bà. Thứ cho tôi mạo muội. Giác Sơn cắt đứt lời của Tần Lạc, nói, anh nói chính là các anh. Phải, Tần Lạc khẳng định nói. Bởi vì bệnh tình bà Mã Thụy tương đối phức tạp, tôi cùng hai người bạn của tôi cần đồng thời phẫu thuật cho bà, có vấn đề gì à? Giác Sơn vốn muốn nói tôi mời chỉ là một mình anh, nhưng nói ra như vậy thật quá ngu ngốc, hơn nữa, giải phẫu Tây Y cũng sẽ có mấy người hỗ trợ, chẳng lẽ Trung Y lại không thể có người ở bên cạnh hỗ trợ sao? Không thành vấn đề, Giác Sơn nói, hắn đuổi những người khác đi ra, sau khi suy nghĩ một chút, mình cũng đi ra ngoài. Dù sao kia là mẹ của mình. Hắn cũng không nên đứng ở chỗ này nhìn mẹ. Bởi vì bà Mã Thụy quá mập, một người không có biện pháp lật người lại, bà Mã Thụy định cầm kéo cắt bỏ áo quần trên người bà. Sau đó, bà Mã Thụy liền nằm ở trên mặt giường lớn đặc chế.
Tần Lạc dùng áo quần rách kia che một số bộ phận quan trọng của bà Mã Thụy, sau đó nói với cô Bách Hiền cùng Lý Nhân, dựa theo thương lượng đêm qua của chúng ta để tiến hành. Thầy Lý phụ trách châm dưới chân, đẩy huyết khí của bà ta lên trên đầu. Thầy Cố, anh dùng cách đẩy xương giúp bà cố định. Tôi châm đầu. Được, cô Bách Hiền gật đầu. Cậu cẩn thận chút. Dưới chân giao cho tôi. Lý Nhân nói. Vì vậy, ba người đều tự chuẩn bị. Hoen cầm cuốn sổ nhỏ ở một bên đứng xem, thỉnh thoảng ghi gì đó trên cuốn sổ nhỏ của lão, giống như một học sinh tiểu học ngoan ngoãn. Lý Nhân có thể được bộ vệ sinh chọn chúng đi cùng Tần Lạc tới Mỹ thi hành nhiệm vụ, cũng là bởi vì hắn có lai lịch lớn. Hắn là nhân vật đại biểu học phái Dịch Thủy hiện giờ, vô cùng danh vọng giới y trong Trung Quốc. Học phái Dịch Thủy là bác sĩ Trương Nguyên Tố sáng chế, người Dịch Thủy Hà Bắc gợi ý ở Nội Kinh, Trung Tàng Kinh, dùng luận điểm tiêu bản phủ tạng bẩn hư thực nóng lạnh để phân tích phát sinh cùng diễn biến tật bệnh. Quy nạp dùng thuốc, dùng đơn giản để điều khiển phức tạp, rất có ảnh hưởng với bác sĩ đời sau. Học phái Dịch Thủy là một trong 8 lưu phái lớn của Trung Y, mặc dù bây giờ thế suy, nhưng vẫn có chút học giả tiếng tăm phát triển ở giới y Trung Quốc. Lý Nhân từ trong hộp châm mang theo bên người lấy ra một cây châm, sau khi dùng cồn trừ độc, từng châm vào thái A huyệt dưới chân của bà Mã Thụy. Học phái Dịch Thủy có một loại tuyệt kỳ ngân châm tên là điểm thủy châm, dùng ngân châm co duỗi thử dò xét ở huyệt vị, giống như là chuồn chuồn điểm nước, cho nên mới gọi như vậy. Hắn sau khi đâm châm vào thái A, lập tức dùng châm pháp điểm thủy đẩy huyết khí nghẹn trong cơ thể bà ra. Cô Bách Hiền sau khi rửa tay xong, hai tay duỗi ra, ở vị trí xương sườn ngực bà Mã Thụy dùng sức xoa bóp, sau đó liền tác dụng lên mấy xương cốt kia. Tay của hắn hơi chạm xương bà Mã Thụy, thân thể bà Mã Thụy đã bắt đầu khẽ run rẩy. Đau. Mặc dù đại não bà Mã Thụy không cảm giác, nhưng cơ thể bà vẫn có thể sinh ra một ít phản ứng tự nhiên. Đây cũng là nguyên nhân Tần Lạc nắm chắc chữa khỏi cho bà. Tần Lạc vẫn không nhúc nhích. Hắn đang dùng rượu sát trùng lau sạch ngân châm trong hộp châm. Một cây, hai cây, ba cây, hắn lau sạch toàn bộ 40 ngân châm lớn nhỏ dài ngắn không đều trong hộp. Hắn châm cứu mãn hắn toàn bộ tịch cho bà già Mỹ này. Chương 1283, Tẩu hỏa nhập ma. Tình huống mắc bệnh của bà Mã Thụy cùng Tiễn Hoành Lượng khác nhau. Tiễn Hoành Lượng thuộc về chảy máu não cấp tính, mặc dù tính nguy hiểm cao, tùy thời có thể đột tử. Nhưng trị liệu lại dễ hơn rất nhiều. Còn chảy máu não của bà Mã Thụy là mầm bệnh lâu, mắc bệnh nhiều năm, nằm ở trên giường bệnh cũng đã hơn 10 năm. Đây thuộc về bệnh khó chữa, trị liệu khó khăn gấp 10 lần thậm chí mấy chục lần so với Tiễn Hoành Lượng, căn bản không hề có khả năng trị khỏi thành công. Đây cũng là nguyên nhân Giác Sơn tìm danh y khắp nơi đều thất bại, cuối cùng nghĩ đến Tần Lạc coi tiền như rác này, hắn cho rằng người khác đều trị liệu không tốt, Tần Lạc cũng không thể trị liệu tốt. Lần trước Tần Lạc ở Mỹ trị liệu phó đoàn trưởng đoàn đại biểu bọn họ, hơn nữa ở trên đài truyền hình phát sóng trực tiếp kẻ kia không biết ngu xuẩn mà đáp ứng điều kiện này của hắn. Không thể không nói, cách làm này của hắn quả thật rất có tác dụng lôi kéo, đồng thời khiến người Mỹ hô lớn thần kỳ, lại bắt đầu sinh hứng thú và cảm giác tín nhiệm với Trung Y. Lần này, nếu Tần Lạc trị liệu thất bại, như vậy, có phải cũng chứng minh lần phát sóng trước thật ra chỉ là một trò cười? Là một trò cười mà Tần Lạc cùng đồng đội hắn kết phường lừa gạt người Mỹ. Nói vậy, Trung Y Trung Quốc còn có thể ngẩng đầu ở Mỹ sao? Muốn Mỹ cho châm cứu Trung Quốc địa vị hợp pháp, vậy không thực tế. Người Mỹ đẩy Tần Lạc đến tuyệt lộ, Tần Lạc cũng đẩy mình đến tuyệt lộ. Tên đã trên dây, không bắn không được. Bắn phải chúng, không chúng cũng phải nói mình chúng. Chuyện liên quan đến danh dự, cũng liên quan đến vinh dự, chỉ cho phép thắng, không cho phép bại. Đây cũng là nguyên nhân Thái Công Dân nói Tần Lạc là anh hùng quốc gia, bởi vì hắn làm rất nhiều chuyện không thể nào hoàn thành. Vì bảo đảm thành công lần này, Tần Lạc rốt cuộc mời viện trợ từ bên ngoài ở trên thủ thuật của mình. Hắn hiểu Cố Bách Hiền rất sâu, biết hắn tinh thâm am hiểu lĩnh vực gì. Lần này đi Mỹ cố ý mời Cố Bách Hiền cùng đồng hành, cũng là vì tìm kiếm sự trợ giúp của hắn. Lý Nhân ngược lại là lần đầu tiên hợp tác, nhưng Tần Lạc với tên của hắn cũng không xa lạ. Hơn nữa thường xuyên thấy hắn phát biểu văn chương ở trên các tạp chí tập san chữa bệnh, có kiến giải phi thường. Hắn thuộc loại bác sĩ lý luận hình cùng thực tiễn hình cùng kết hợp. Lần đầu gặp mặt, thái độ Lý Nhân với Tần Lạc phi thường không tốt, thậm chí còn thường xuyên nói mấy lời để chọc tức hắn. Tần Lạc cũng không thèm để ý. Đối đãi người chân chính có tài, lòng bao dung của Tần Lạc cũng phá lệ rộng hơn một chút. Lần này, Tần Lạc dùng hết cả hai người bọn họ. Hơn nữa tự mình chế định ra kế hoạch trị liệu,
đợi đến lúc thời cơ chín mùi, tình hình cơ thể bà Mã Thụy có thể thừa nhận được ca giải phẫu này, liền lập tức thi hành. Vốn còn tưởng rằng cần thời gian mấy ngày chứ, bởi vì Tần Lạc cần phải có một người chứng kiến có phân lượng. Trùng hợp chính là, tiểu lão đầu hoen muốn học lén này kịp thời xuất hiện, với Tần Lạc mà nói quả thực là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Điểm thủy châm trong tay Lý Nhân đâm vào nhổ ra, nhanh thoăn thoắt, giống như hồ điệp hái hoa, giống như chuồn chuồn lướt nước, thoạt nhìn vui tai vui mắt. Động tác Cố Bách Hiền tương đối thô bạo, hai bàn tay của hắn xoa bóp ở trên xương bà cụ, chỗ đụng lập tức bầm tím một mảnh, giống như là bị người ta dùng roi quất. Thân thể bà Mã Thụy còn thỉnh thoảng giật giật, cũng là vì động tác của hắn quá mức kịch liệt, đau đến khó nhịn. Khám xương như vậy là vô cùng hao phí thể lực cùng tinh lực, cái trán Cố Bách Hiền cũng toát mồ hôi. Tần Lạc vẫn bất động. Hắn đang đợi cơ hội xuất thủ. Đợi đến khi huyết khí thân thể bà cụ dâng lên, nguyên khí trung bộ nhận được củng cố, hắn mới có thể thi châm não bộ. Não bộ phận thần kỳ cũng khó có thể phân tích của con người, hơi không cẩn thận thì có thể dẫn phát đại họa. Cũng may là Tần Lạc có Thái Ất thần châm, nếu không, hắn tuyệt đối không dám nhận yêu cầu lần này. Hồ Lý Nhân thở phào một cái, sau đó rút từng cây ngân châm ra. Ngân châm hắn vừa rút ra, Cố Bách Hiền liền nện một quyền ở trên xương sườn cụ già. Két rầm. Sau một tiếng giòn vang, thân thể cụ già co quắp kịch liệt. Tần Lạc động tác cực trì hoãn, cũng thật chậm. Tay hắn cầm ngân châm, thật cẩn thận mà ghim lên đỉnh đầu cụ già. Sau đó, lại từ trong hộp châm lấy ra cây ngân châm thứ hai, cây thứ ba. Khi hắn ghim ngân châm thứ 39 ở trên đầu cụ già, trông bà thoạt nhìn giống như một con nhím kỳ lạ. Ở giới trung y, dùng cả hộp ngân châm châm cứu, đây là thuộc về đại thủ thuật, trình độ khó khăn có thể so với đầu bếp làm một bàn mãn hán toàn tịch. Do đó mới đặt tên như vậy. Sau đó, tay hắn cầm cây ngân châm cuối, lại đâm nhanh xuống. Lần này, hắn không buông ngân châm ra dễ dàng, mà nắm nó nhắm mắt lại. Một giây, hai giây, ba giây. Lòng không vướng bận, cảnh giới nhập thần tự nhiên xuất hiện. Hình ảnh thần kỳ kia lại lần nữa hiện lên trước mắt Tần Lạc bây giờ, hắn một cách tự nhiên phóng khí cơ đi chạm vào nó. Đỏ từng mảng lớn, màu đỏ rực, giống như đám mây bị thiêu đốt. Đây chính là trạng thái đại não bà Mã Thụy lộ ra, một loại hình ảnh ảo. Đây là giả, có lẽ là một loại cảm giác của Tần Lạc. Nhưng, Tần Lạc biết rõ, những đám mây đỏ này chính là vùng não bị ứ máu. Vùng não bình thường phải là trạng thái mờ mờ màu trắng, giống bầu trời trắng noãn. Một số vật nhỏ điểm tô trên bầu trời, đó chính là chỗ anh cần để ý hay là nói người hoặc là chuyện giữ địa vị rất quan trọng ở trong lòng anh. Với bà Mã Thụy mà nói, não vực bà đã bị máu nhuộm đỏ, hay là nói đã bị máu ánh đỏ rồi. Sao loại bỏ những máu tụ này? Tần Lạc thật đúng là có chút khó khăn. Bởi vì hắn dẫn dắt khí cơ tiếp xúc những đám mây đỏ này, lập tức liền mất đi tung tích khí cơ. Giống như là một mớ bòng bong, anh tìm không ra đầu sợi ở đâu. Tìm không ra đầu sợi, làm sao tách mớ bòng bong này ra. Tần Lạc không cam lòng mà tạo lại một cỗ khí cơ đẩy qua, từ một hướng khác tiếp xúc với những đám mây đỏ kia lại kết quả giống lần trước. Những khí cơ kia vừa vào biển đỏ, lần nữa biến mất không thấy. Hai lần thử dò xét, hai lần thất bại, Tần Lạc lại tìm không thấy nguyên nhân thất bại. Bởi như vậy, liền không cho phép có điểm sốt ruột. Tâm tình vừa luống cuống, cảnh giới nhập thần liền biến mất. Cảnh giới nhập thần biến mất, lại dùng khí cơ Thái Ất thần châm đi dò xét liền phi thường nguy hiểm. Không có hướng dẫn, anh không biết đường sao lái xe. Tần Lạc lập tức nhổ châm, con mắt cũng theo đó mà mở ra. Thế nào, Cố Bách Hiền một mực nhìn chằm chằm vẻ mặt Tần Lạc, vừa nhìn thấy hắn mở mắt, trong lòng không khỏi lộp bộp một tiếng, trái tim trầm xuống. Hắn gặp qua không ít cảnh Tần Lạc thi châm, còn chưa từng thấy hắn từ trong cảnh giới nhập thần ra như vậy. Trừ khi hắn đã giải quyết vấn đề, nhưng mà, thời gian ngắn ngủi như vậy, hắn làm sao có thể làm được? Nếu không phải là giải quyết vấn đề, vậy thì chứng minh vấn đề phi thường khó giải quyết. Đây là điều Cố Bách Hiền không muốn đối mặt. Có hy vọng không? Lý Nhân cũng vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Mặc dù trước đó hắn với việc Tần Lạc tuổi còn trẻ đã đạt được danh tiếng lớn như thế rất là đố kỵ bất mãn, nhưng Tần Lạc dùng tôn kính cùng năng lực của hắn khiến hắn giải trừ khúc mắc. Bọn họ bây giờ là một đoàn thể. Một người vinh cả bầy vinh, một người tổn cả bầy tổn. Nếu Tần Lạc thất bại, những người đi theo như bọn họ cũng không còn mặt mũi. Cho nên, hắn vô cùng hy vọng Tần Lạc có thể thành công.
không có việc gì, Tần Lạc khẽ cười, an ủi những người bạn thân lo cho hắn. Hắn lần nữa trừ độc cho ngân châm trong tay kia, nhanh chóng ra châm, sau đó lại nhắm mắt lại giống trước đó. Thất bại thì làm sao bây giờ? Tìm không ra ngọn nguồn thì làm sao đây? Jackson nhất định sẽ không bỏ qua như vậy, truyền thông nước Mỹ nhất định sẽ đăng tin khắp nơi. Suy nghĩ ngàn vạn mối, lòng rối như mớ bòng bong. Cho dù Tần Lạc cố gắng cỡ nào, hắn cũng không có cách gì tìm được cảnh giới nhập thần. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Tần Lạc sốt ruột, càng tìm không được cảm giác này. Vì vậy, lửa cháy đổ thêm dầu, khí huyết quay cuồng, tà khí xâm nhập, nhiệt độ cơ thể hắn bắt đầu tăng cao, trán bắt đầu xuất hiện mồ hôi. Tần Lạc luống cuống. Đây là chuyện hắn chưa bao giờ gặp cho tới bây giờ. Chẳng lẽ, đây là điềm báo trước của tẩu hỏa nhập ma? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 70.